Lúc mới bắt đầu, đúng là đoàn hoàng đã bị thương, mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng được xem là vết thương nặng. Trước khi đi Dương Thanh đã cố ý để lại cho đoàn hoàng một chiếc bình xứ, hơn nữa còn nói với lão ta rằng trong đây có ba viên thuốc chữa bệnh, dặn đoàn hoàng hãy uống một viên. Mặc dù đoàn hoàng không thân với Dương Thanh nhưng lão ta hiểu nếu Dương Thanh muốn mạng sống của lão ta thì anh đã lấy từ lâu rồi. Sau khi uống viên thuốc, lão ta cũng không quan tâm lắm nhưng bây giờ sau khi kiểm tra cẩn thận, lão ta mới phát hiện ra rằng ba viên thuốc chữa bệnh mà Dương Thanh cho lão ta lợi hại đến nhường nào. Ý các người là mới có hai tiếng ngắn ngủi mà vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi. Đoàn Hoàng cũng rất ngạc nhiên. Bác sĩ đứng đầu vội vã gật đầu, Hoàng chủ, vết thương của ngài đã khỏi thật rồi. Ngài cảm nhận thử là biết. Lúc trước lo cho vết thương của mình nên đoàn Hoàng không dám dùng võ. Sau khi nghe bác sĩ nói, lão ta vội vã chém thử một quyền. Bùm! khí thế điên cuồng ngưng tụ trên nắm đấm của lão ta rồi bùng nổ. Chuyện này, đoàn hoàng tròn mắt nhìn, mặt như không thể tin nổi, tôi đã hồi phục thật rồi, hơn nữa hình như cảnh giới võ thuật còn có tiến bội cho nên ba viên thuốc mà cậu Thanh để lại cho ông rất quý giá. Dường như có thể sánh bằng thần dược chữa bệnh của gia tộc cổ võ. Bác sĩ kích động, sau đó nhìn sang viên thuốc trên bàn trà, do hỏi thử, hoàng chủ, có thể cho tôi một viên để tôi nghiên cứu thử không? Cầm hết hai viên đi nghiên cứu đi đoàn hoàng không hề do dự, đưa bình xứ chẳng đựng hai viên thuốc cho bác sĩ. Cảm ơn hoàng chủ. Vài bác sĩ thấy thế thì kích động, hơi thở bắt đầu dồn dập hẳn lên. Audio điện tử võ tấn bền một khi họ có thể nghiên cứu được loại thuốc có công dụng tương đương với thần dược chữa bệnh này thì đó sẽ là một thành tựu to lớn của hoàng tộc họ đoàn. Đương nhiên đoàn hoàng cũng hiểu điều này nên mới đưa cả hai viên thuốc quý giá đó cho bác sĩ. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại đoàn hoàng và một người đàn ông trung niên. Phụ Hoàng, đúng là Dương Thanh này không đơn giản chút nào. Trong tay cậu ta có thần dược chữa bệnh quý báu đến thế, thực lực võ thuật cũng siêu đỉnh. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Đoàn Hoàng gật đầu, nhìn người đàn ông trung niên nói, "Vô Hằng, con nghĩ Phụ Hoàng nên xử lý quan hệ giữa hoàng tộc họ Đoàn và Dương Thanh thế nào đây?" Đoàn Vô Hãng đại hoàng tử của hoàng tộc họ Đoàn, thực lực thần cảnh trung kỳ, bây giờ đã 53 tuổi. Thiên phú võ thuật kém hơn đoàn Vô Nhai và đoàn Vô Viêm nhưng chỉ số IQ lại rất cao. Đoàn Vô Hằng đã đưa ra rất nhiều kế sách cho hoàng tộc họ Đoàn. Bây giờ đoàn Vô Nhai rời đi, đoàn Vô Viêm bị giết, chỉ có đoàn Vô Hằng mới là hoàng tử thích hợp kế vị nhất. Đoàn Vô Hằng nói, phụ hoàng, người chết không thể sống lại được, bây giờ với hoàng tộc họ Đoàn mà nói, quan trọng nhất là phải mạnh hơn một bậc. Nếu phụ hoàng có thể bước vào siêu phàm cảnh thì chắc chắn sẽ là chuyện đáng mừng của hoàng tộc họ Đoàn chúng ta. Hoàng tộc họ Đoàn cũng sẽ lớn mạnh hơn ba hoàng tộc còn lại và khoảng cách giữa hoàng tộc họ Đoàn và hai hoàng tộc cổ xưa lớn sẽ gần hơn. Bây giờ, Dương Thanh chỉ tiện tay lấy ra ba viên thuốc mà lại có công dụng chữa bệnh mạnh mẽ đến vậy, chứng minh trong tay cậu ấy vẫn còn thuốc loại khác. Cậu ấy mới 28 tuổi mà võ thuật đã đến siêu phàm cảnh, tất nhiên là huyết mạch của dòng chính trong gia tộc cổ võ. Có lẽ sở dĩ cậu ấy có võ thuật mạnh mẽ đến vậy là nhờ người của gia tộc cổ võ âm thầm giúp đỡ. Nếu có thể làm thân với Dương Thanh thì đây mới là lợi ích lớn nhất của hoàng tộc họ Đoàn. Phụ hoàng đừng quên vẫn còn em hai, bây giờ đã làm bạn với Dương Thanh, chỉ cần chúng a chủ động thêm một chút là quan hệ giữa hoàng tộc họ Đoàn và Dương Thanh sẽ càng ngày càng thân. Nghe Đoàn Vô Hằng nói, Đoàn Hoàng gật đầu, ngay sau đó lại lo lắng, có điều Vô Viêm là con trai của Vũ Vũ Lan, Vô Viêm chết ở hoàng tộc họ Đoàn, liệu Vũ Vũ Lan có chịu để yên không? Âm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó một hơi thở võ thuật mạnh mẽ bao phủ toàn bộ hoàng phủ họ đoàn một giọng nói phẫn nộ vang lên đoàn kình thương ông cút ra đây cho tôi đoàn kình thương là tên thật của đoàn hoàng bây giờ có người dám đứng trong hoàng phủ họ đoàn bảo đoàn hoàng cút ra đây cảm nhận được hơi thở đàn áp này mặt đoàn hoàng tái mét bà ấy đến rồi giờ phút này một hơi thở kinh khủng bao phủ khắp hoàng tộc họ đoàn cao thủ dưới cấp thần cảnh không thể chịu nổi sự đàn áp này lần lượt quỳ phịch xuống đất, người run bần bật. Dù là cao thủ thần cảnh thì cũng phải hứng chịu một áp lực cực kỳ lớn. Bà vẫn ngang ngược giống hệt 40 năm trước. Đoàn Hoàng bước ra khỏi phòng nhìn Vũ Vũ Lan đang đứng cách lão ta khoảng 10 phút, lão a hơi kích động. Từ hơn 40 năm trước, sau khi Vũ Vũ Lan bị cao thủ của hoàng tộc họ Vũ đưa về hoàng tộc họ Vũ, họ không còn gặp nhau nữa. Lần này gặp lại nhau nhưng lại tình thế lại căng thẳng như nước với lửa, Đoàn Hoàng chỉ cảm thấy mỉa mai thay. Trong ánh mắt của Vũ Vũ Lan, lão ta không còn thấy được chút tình yêu nào mà chỉ có sự tức giận đang ngập tràn. Đoàn kinh thương, lúc đầu ông đã hứa với tôi thế nào? Vũ Vũ Lan căm tức nhìn đoàn hoàng, nghiến răng nói, ông nói chỉ cần có ông ở đây, tuyệt đối sẽ không để con trai chúng ta phải bị thương, nhưng bây giờ thì sao? Nó chết rồi. Nó chết ở hoàng tộc họ đoàn của các người. Hôm nay nếu ông không giải thích rõ ràng với tôi thì đừng trách sao tôi tiêu diệt hoàng tộc họ đoàn của ông giải thích không thỏa đáng là sẽ tiêu diệt hoàng tộc họ đoàn một vài người lớn tuổi của hoàng tộc họ đoàn biết vũ vũ lan nhưng rất nhiều con cháu đời sau chưa bao giờ nghe nói đến người tên vũ vũ lan này lúc này sau khi nghe vũ vũ lan nói bọn họ cực kỳ sợ hãi mới tỏa khí thế ra thôi mà đã làm cao thủ dưới thần cảnh phải quỳ phịch xuống đất với hoàng tộc họ đoàn mà nói đây chẳng khác gì mối tai họa sợ rằng đoàn hoàng cũng không phải là đối thủ của đối phương nhỉ Đoàn Hoàng im lặng, rất lâu sau mới từ từ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tồn tại ở nơi tận sâu trong ký ức, lão ta nói, tôi có lỗi với bà, có lỗi với Vô Viêm. Nhưng người chết không thể sống lại, Vô Viêm đã mất, mong bà hãy nén bi thương. Đoàn Hoàng vừa dứt lời, Vũ Vũ Lan đang đứng tại chỗ chợt biến mất. Âm, khi bà ta xuất hiện thì lại đứng ở chỗ của Đoàn Hoàng, mà Đoàn Hoàng thì bay ra ngoài giống như con diều bị đứt dây. Hoàng chủ thấy thế, cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn biến sắc vài cao thủ thần cảnh bao vây lấy vũ vũ lan đám vô dụng như các người mà cũng hỏng giết tôi vũ vũ lan nhìn mọi người lạnh lùng nói sát ý trên người bà ta nồng nặc hơn cút hết cho tôi đoàn hoàng bò dậy gầm lên mặc dù lão ta bị vũ vũ lan đánh rất mạnh nhưng vũ vũ lan chưa ra đòn hiểm nếu không lão ta sẽ không thể đứng lên nổi thậm chí là chết mất rồi vũ vũ lan là cao thủ siêu phàm tam cảnh mà lão ta thì miễn cưỡng cũng được xem là cao thủ bán bộ siêu phàm dù lão ta có bước vào cảnh giới siêu phàm nhất cảnh thì cũng không phải là đối thủ của vũ vũ lan nếu vũ vũ lan muốn giết lão ta thì toàn bộ hoàng tộc họ đoàn đều phải bị trôn theo tôi muốn ông cho tôi một lời giải thích chứ không phải khuyên tôi nén bi thương mắt vũ vũ lan đỏ bừng nhìn chằm chằm đoàn hoàng nói hơi thở đàn áp trên người bà ta càng mãnh liệt hơn chỉ thấy từng vết nứt to bằng cánh tay bắt đầu lan từ phần đất dưới chân bà ta ra từ phía. Những cao thủ thần cảnh đến gần bà ta không thể chịu nổi khí thế này nên lùi về sau mấy bước. Tôi có lỗi với bà. Đoàn Hoàng nói, ánh me hối lỗi. Âm, đòn tấn công của Vũ Vũ Lan lại ập xuống, đoàn Hoàng lại bay ra lần nữa, cố gắng bỏ dậy, khóe miệng chảy máu. Đoạn kinh thương, nếu ông còn dám nói nhảm nữa, ông có tin tôi giết ông không? vũ vũ lan giận dữ hét lên cảm xúc cực kỳ kích động nhưng đoàn hoàng lại mỉm cười lão ta biết vũ vũ lan không nhãn tâm với lão ta bà ta chỉ đang tức giận vì mất đi đứa con trai yêu quý của mình hai cú đánh ban nãy vũ vũ lan không ra đòn hiểm chỉ khiến lão ta phải bị thương nặng nhưng lại không ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật vũ lan xem như tôi xin bà bà hãy bỏ qua chuyện vô viêm được không đoàn hoàng như đang cầu xin mắt đỏ hoe nói nếu bà muốn báo thù thật thì cứ dồn hết lên người tôi đi, giết tôi, báo thù cho vô viêm. Chỉ là tôi mong rằng, sau khi bà giết tôi, bà đừng truy tìm việc vô viêm bị giết nữa, xem như tôi cầu xin bài người của hoàng tộc họ đoàn ngạc nhiên ngỡ ngàng, họ chưa bao giờ thấy đoàn hoàng hèn mọn đến vậy cả. Gòn là trước mặt một người phụ nữ nữa chứ. Nhưng sau khi cảm nhận được sự mạnh mẽ của Vũ Vũ Lan, họ có thể hiểu. Trước mặt cao thủ siêu phàm cảnh, đoàn hoàng có thể cứng rắn chống đối không? Từ cuộc đối thoại của Đoàn Hoàng và Vũ Vũ Lan, có thể thấy quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Có rất nhiều người mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp Vũ Vũ Lan nhưng đã biết thân phận của bà ta, mẹ ruột của đoàn vô viêm. Cũng là thiên tài võ thuật đứng đầu của hoàng tộc họ Vũ một trong hai hoàng tộc cổ xưa lớn. Đoàn kinh thương, ông muốn chết đến thế à? Khí thế võ thuật trên người Vũ Vũ Lan lại tăng vọt lần nữa, lúc nhìn đoàn hoàng, ánh mắt bà ta đầy sát khí. Đoàn hoàng cười tự diêu, sợ giang lòng bà chỉ có một mình vô viêm, tôi đâu là cái thá gì đúng không? tôi vẫn muốn nói câu đó, tôi mong bà có thể từ bỏ mối hận việc vô viêm bị giết. nếu bà muốn trả thù thì cứ trả thù tôi là được, đến đây giết tôi báo thù cho vô viêm đi. dứt lời, lão ta giang tay ra, nhắm mắt như thể không còn gì tiếc nuối nữa. hoàng chủ, người của hoàng tộc họ đoàn thấy cảnh tượng như vậy thì đồng loạt hô lên. đoàn hoàng mới là linh hồn của hoàng tộc họ đoàn nếu lão ta chết thì thực lực của hoàng tộc họ đoàn sẽ giảm đi rất nhiều đoàn vô nhai đã dẫn độc du đi đoàn vô viêm thì chết rồi hoàng tộc họ đoàn của bây giờ đã yếu đi nhiều nếu đoàn hoàng bị giết hoàng tộc họ đoàn sẽ tiêu đời có phải ông nghĩ tôi không dám giết ông không khoảnh khắc vũ vũ lan dứt lời bà ta xuất hiện trước mặt đoàn hoàng đặt tay lên cổ đoàn hoàng ánh mắt đầy sát khí điên cuồng hoàng chủ người của hoàng tộc họ đoàn kêu lên bọn họ muốn cứu đoàn hoàng nhưng dưới uy lực của vũ vũ lan thậm chí họ còn không thể đến gần cảm nhận được tay vũ vũ lan càng ngày càng mạnh đoàn hoàng vẫn không sợ cố gắng nói tôi tôi mong bà hãy quên những thù hận đó đi đoàn kình thương nếu ông muốn chết thì tôi tác thành cho ông vũ vũ lan hét lớn tay kia ngưng tụ một luông sức mạnh rất lớn trưởng thẳng về phía ngực của đoàn hoàng nhưng đúng khoảnh khắc này đoàn hoàng đang nhằm chặt mắt chợt mở mắt Lúc nhìn Vũ Vũ Lan, ánh mắt lão ta không hề có chút thù hận nào mà chỉ có sự dịu dàng. Trong chớp mắt, Vũ Vũ Lan có cảm giác họ như quay lại mấy chục năm trước, ngày hai mười mới gặp nhau. Lúc đó đoàn hoàng cũng nhìn bà ta một cách dịu dàng đến thế. Mắt thấy đòn tấn công của bà ta chuẩn bị đâm vào tim đoàn hoàng, bỗng nhiên nó chạy đi một chút. Am đòn tấn công của Vũ Vũ Lan ập xuống nhưng đã tránh khỏi phần tim của đoàn hoàng. Khi mọi người đang kinh hãi, đoàn hoàng phun một ngụm máu, cơ thể bay lên rồi văng ra hơn 10 mét. Khoảnh khắc này, khung cảnh yên tĩnh. Khi mọi người lấy lại tinh thần, Vũ Vũ Lan đã biến mất tại chỗ, chỉ nghe có một giọng nói như phát ra từ chín tầng mây, vọng từ trên trời xuống, đoàn kinh thương, ông sẽ phải trả cái giá lớn cho cái chết của con tôi. Giọng nói đó vừa dứt lời, hơi thở võ thuật kinh khủng kia cũng biến mất. Lúc này cao thủ của hoàng tộc họ đoàn mới dám thở mạnh, mồ hôi lạnh làm quần áo họ ướt súng. Hoàng chủ vài cao thủ thần cảnh tiến lên bên cạnh đoàn hoàng. Thần y đã lấy hai viên thuốc chữa trị của đoàn hoàng vội vàng lấy một viên ra đút cho. Đoàn hoàng. Đoàn hoàng bình tĩnh khoảng 10 phút mới thấy thoải mái hơn được chút, lòng lại thầm khen công dụng của thuốc thật mạnh. Phụ hoàng, người có sao không? Đoàn vô hằng lo lăng hỏi. Những người khác cũng sốt sắng, đoàn hoàng là linh hồn của hoàng tộc họ đoàn, nếu vũ vũ lan làm ông ta bị thương nặng, ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật thì đó sẽ là tai họa của cả hoàng tộc họ đoàn, đoàn hoàng lắc đầu không sao bố có thể hồi phục trong vòng ba ngày sau khi về phòng mắt lão ta sáng lên nói bà vẫn mềm lòng như lúc trước lão ta rất rõ vũ vũ lan là người thế nào cũng vì thế nên ban nãy khi đối diện với vũ vũ lan lão a mới không để lộ ra chút sát khí nào nếu không với sự điên cuồng của vũ vũ lan chắc chắn sẽ giết lão ta thậm chí còn tiêu diệt của hoàng tộc họ đoàn hiển nhiên khổ nhục kế của mình đã có hiệu quả dù sao Vũ Vũ Lan cũng là người phụ nữ lão ta yêu nhất, lúc này lão ta thấy hơi lo lắng. Nếu chỉ là Dương Thanh thì lão ta không cần phải lo lắng chuyện gì nhưng điều lão ta sợ là gia tộc cổ võ đứng sau lưng Dương Thanh. Nếu Vũ Vũ Lan dám ra tay giết Dương Thanh, sợ rằng gia tộc cổ võ sau lưng Dương Thanh sẽ ra mặt nhỉ. Phụ Hoàng, người yên tâm đi, thực lực của Vũ Vũ Lan đã đến cảnh giới siêu phàm tam cảnh, dù sao lương dương thanh có cao thủ gia tộc cổ võ âm thầm bảo vệ thật thì nếu họ muốn giết vũ vũ lan đó cũng là chuyện không thể nào đoàn vô hãng nhận ra sự lo lắng của đoàn hoàng ông ta an ủi mong là vậy đoàn hoàng thở dài cùng lúc đó dương thanh đã dẫn đoàn vô nhai đoàn ngữ yên và độc du về yến đô sau này các người ở đây đi trong một biệt thự gần dinh thự vân phong dương thanh dẫn mọi người vào một căn biệt thự độc lập anh nói trước khi đến đây anh đã dặn lạc bân mua căn biệt thự này làm phiền cậu thanh quái đoàn vô nhai cảm ơn dương thanh lắc đầu ngay sau đó lo lắng nói tôi giết đoàn vô viêm chắc chắn vũ vũ lan sẽ tìm tôi báo thù nếu tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn mong các ông hãy giúp tôi bảo vệ người nhà cậu thanh cậu yên tâm đi nếu có ngày đó thật thì tôi sẽ bảo vệ người nhà của cậu thật tốt đoàn vô nhai nghiêm túc nói ngay sau đó lại nói nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá dù sao vũ vũ lan cũng là cao thủ siêu phàm tam cảnh của hoàng tộc họ vũ nếu bà ta muốn nhập thế sợ là sẽ khó tôi nghe nói bình thường một vài gia tộc võ thuật chân chính sẽ không cho phép cao thủ siêu phàm cảnh nhập thế có thể nói một khi cao thủ siêu phàm cảnh nhập thế trên một phương diện nào đó họ đã phá vỡ quy tắc nên các gia tộc lớn đã quy định với nhau như vậy dương thanh gật đầu mong là vậy bây giờ điều anh lo nhất là vũ vũ lan sẽ đến yến đô nếu chỉ có mình anh thì anh chẳng sợ gì cả cùng lắm là chạy thôi với thiên phú võ thuật của anh tin rằng không bao lâu sau anh có thể bắt kịp cảnh giới võ thuật của vũ vũ lan nhưng bây giờ người nhà của anh đều ở chung với anh một khi vũ vũ lan mà nhắm vào anh thì người nhà cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng thân là cao thủ siêu phàm cảnh anh rất rõ sự lớn mạnh của cao thủ siêu phàm cảnh nhưng đúng lúc này điện thoại của đoàn vô nhai vang lên lấy ra xem thì mặt ông ta hơi cứng đờ là phụ hoàng của tôi. Nói xong ông ta bấm nút loa. Một giọng nói quen thuộc vang lên, vô nhai, nói với cậu Thanh là Vũ Vũ Lan đã đến hoàng tộc họ đoàn rồi, mới đi xong, khụ khụ khụ, vừa dứt lời, lão ta bắt đầu ho khụ khụ. Phụ hoàng, đoàn vô nhai tái mét, lo lắng hỏi, phụ hoàng, bà ta đánh bố à? Đoàn hoàng trầm giọng nói, bà ấy rất mạnh, bố còn chẳng chịu nổi một chiêu của bà ấy, cũng may là bà ấy chỉ đánh bố bị thương chứ không ra ai với các cao thủ khác của hoàng tộc họ đoàn. Bà ấy rất tức giận về cái chết của vô viêm nên có lẽ sẽ đến Yến Đô tìm cậu Thanh, mọi người phải chuẩn bị trước. Sau khi cúp máy, mọi người im lặng. Sắc mặt Dương Thanh không được thoải mái lắm, đúng là sợ gì gặp nấy. Với thực lực bây giờ của anh, dù có dốc hết sức thì cũng không phải là đối thủ của Vũ Vũ Lan. Quan trọng nhất là, Vũ Vũ Lan mà đến rồi thì có buông tha cho những người khác không? đam mỹ hải anh thanh xin lôi tại em hết nếu không phải vì muốn cứu em thì anh đã không giết đoàn vô viêm đoàn ngữ yên chợt nghẹn ngào gương mặt xinh đẹp cực kỳ ái náy dương thanh khẽ lắc đầu chuyện này không liên quan đến em dù không có em thì anh vẫn sẽ giết đoàn vô viêm không phải anh đang an ủi đoàn ngữ yên mà trong tình huống đó chỉ khi đoàn vô viêm chết thì đoàn vô nhai mới có cơ hội lên chức vốn dĩ dương thanh định giúp đoàn vô nhai thăng tiến nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi rồi hoàng tộc họ đoàn sẽ không xem mình là kẻ thù nữa bên cạnh anh có cao thủ thần cảnh đỉnh phong như đoàn vô nhai và thần cảnh hậu kỳ như độc du có điều kẻ thù phải đối mặt quá mạnh làm anh không biết phải đối phó thế nào cậu thanh tôi có một ý kiến đúng lúc này đoàn vô nhai chợt nói dương thanh nhìn ông ta ông nói đi bây giờ điều cậu thanh lo nhất là vũ vũ lan sẽ làm hại người nhà của cậu nếu có thể bảo vệ sự an toàn của người nhà cậu thì cậu sẽ không còn phải lo nhiều thế nữa. Đoàn vô nhai nói, Dương Thanh gật đầu, chẳng lẽ ông định đưa hết bạn bè người thân của tôi đi? Đoàn vô nhai lắc đầu, chuyện này không thực tế, Vũ Vũ Lan đã rời khỏi hoàng tộc họ đoàn, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Yến đâu ngay thôi. Bây giờ nếu rời bạn bè người thân của cậu Thanh đi, chưa nói đến việc có kịp hay không, dù kịp đi chăng nữa thì liệu họ có đồng ý đi không? Ý kiến của tôi là Vũ Vũ Lan đến Yến Đô thì đương nhiên sẽ đến sân bay Yến Đô. Cậu Thanh chỉ cần dẫn theo cao thủ bao vây sân bay. Vũ Vũ Lan mà đến thì với tính tình điên cuồng của bà ta, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện. Nói đến đây, Đoàn Vô Nhai không nói tiếp nữa. Dương Thanh lại lắc đầu, bà ta là cao thủ siêu phàm tam cảnh, trừ phi là cao thủ siêu phàm cảnh, những người khác mà đi thì chỉ có con đường chết. Anh tự biết mình không phải là đối thủ của cao thủ siêu phàm tam cảnh còn về các cao thủ khác cùng lắm là thần cảnh đỉnh phong trước mặt vũ vũ lan họ sẽ bị đánh bại trong vòng một giây ngoài ra còn một cách nữa sau khi đoàn vô nhai im lặng một lúc mặt trông giữ tợn nói chỉ cần chặn bà ta ngoài yến đô thì cũng đủ thời gian đưa người nhà của cậu đừ nghe đoàn vô nhai nói dương thanh chợt im lặng mặt anh không cam tâm từ khi anh rời khỏi biên giới phía bắc vốn dĩ anh định sống cuộc sống bình yên nhưng không ngờ không thể bình yên được bây giờ cao thủ siêu phàm cảnh đã ra mặt rồi anh muốn bảo vệ người thân để họ không bị ảnh hưởng nhưng cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ đương nhiên bây giờ còn một vấn đề cậu định khuyên người thân tạm rời yến đô thế nào đây đoàn vô nhai lại nói im lặng một lúc lâu cuối cùng dương thanh cũng quyết định bây giờ chỉ có thể tìm cách chặn vũ vũ lan ở ngoài yến đô thôi về phần những người thân xung quanh tôi để họ rời đi cũng không thành vấn đề tôi chỉ cần ông giúp tôi bảo vệ họ vài ngày là được. Đợi tôi giải quyết phiền phức rồi hãng đưa họ về. Nói đến đây, Dương Thanh chợt ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, nếu như tôi gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, đừng để họ quay về đây, cứ sống ẩn giật đi. Nghe Dương Thanh nói, vài người ngạc nhiên, Dương Thanh mà cũng có lúc không tự tin hả. Nhưng nghĩ đến cảnh giới võ thuật của Vũ Vũ Lan, họ lại thấu hiểu tâm trạng bây giờ của Dương Thanh. Cậu Thanh, xin lỗi. Mặt Đoàn Vô Nhai đỏ hoe nói, nếu không phải cậu đưa tôi đến hoàng tộc họ Đoàn thì sẽ không gặp chuyện thế này. Dương Thanh khẽ lắc đầu, không có gì phải xin lỗi cả, vốn dĩ ông muốn cứu tôi mà. Tôi không trông mong gì nhiều, chỉ hy vọng rằng nếu tôi gặp chuyện, ông hãy giúp tôi chăm sóc người nhà. Đoàn Vô Nhai là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nếu được ông ta bảo vệ thì ngoài cao thủ siêu phàm cảnh không ai có thể làm hại đến Tần Thanh Tâm. Cậu Thanh, cậu yên tâm đi nếu có ngày đó thật thì tôi sẽ liều mạng bảo vệ người nhà của cậu hết quãng đời còn lại đến khi tôi chết mới thôi đoàn vô nhai kiên quyết nói mặc dù độc du không nói gì nhưng nét mặt rất nghiêm túc vốn dĩ ông ấy rất trung thành với đoàn vô nhai nếu đoàn vô nhai bảo vệ người nhà dương thanh thì tất nhiên ông ấy cũng vậy còn đoàn ngữ yên thì càng không cần phải nói mặc dù cô ấy không biết võ nhưng cô ấy là cô gái biết uống nước nhớ nguồn Cô ấy hiểu rõ vì cứu cô ấy nên Dương Thanh mới giết đoàn vô viêm, từ đó gặp tai họa. Phụ hoàng tôi nói Vô Vũ, Vũ Lan sẽ đi chuyến bay quốc tế đến Yến Đô, mà chuyến bay quốc tế đi từ Hoàng Thành Đoàn đến Yến Đô sẽ phải quá cảnh ở Ninh Châu. Tôi mới kiểm tra chuyến bay quốc tế đi từ Hoàng Thành Đoàn đến Yến Đô mới cất cánh 10 phút trước. Nếu chuyến bay không bị delay thì hẳn 2 tiếng 8 phút nữa là đến Ninh Châu. Mà chuyến bay từ Yến Đô đến Ninh Châu chỉ có 45 phút. Nếu cậu Thanh đi máy bay riêng thì có thể tiết kiệm thời gian chờ chuyến bay. Cũng có nghĩa là bây giờ cậu Thanh có thể ở lại Yến Đô 83 phút, nếu phải chặn Vũ Vũ Lan ở Ninh Châu thì cậu Thanh chỉ có thể đến trước, chưa thêm 10 phút đề phòng thì bây giờ cậu Dương chỉ có 73 phút tự do. Đúng lúc này, đoàn Ngư yên chợt cầm điện thoại lên nói. Trong lúc Dương Thanh và đoàn vô nhai đang bàn tính, cô ấy đã quyết định xong rồi. Đam Mỹ hài tôi phải đi đây. Cuối cùng Dương Thanh nhìn đoàn vô nhai thật kỹ rồi xoay người rời đi. Trong 73 phút cuối cùng này, anh chỉ muốn ở bên vợ và con gái. Thoáng chốc, một chiếc may bách màu đen, động cơ máy gào thét, phóng như bay đến tập đoàn Nhãn Thanh. Tại con, nếu không phải tại con thì anh Thanh sẽ không bị như vậy. Sau khi Dương Thanh đi, cuối cùng đoàn ngữ yên bật khóc, bố ơi, con khó chịu quái đoàn vô nhai thở dài ôm con gái vào lòng an ủi, không phải tại con, nếu muốn trách thì đây là lỗi của bố hơn nữa cậu thanh còn trẻ như vậy mà thực lực đã đạt đến siêu phàm cảnh tuyệt đối không phải người tầm thường nếu hoàng tộc họ vũ muốn giết cậu ấy thì phải xem thế lực sau lưng cậu thanh có đồng ý hay không độc du cũng nói chắc chắn cậu thanh sẽ không sao cùng lúc đó dương thanh đang lái xe đến tập đoàn nhạn thanh gọi điện thoại cho mã siêu anh thanh qua điện thoại dương thanh có thể cảm nhận được sự kích động của mã siêu lúc trước anh hôn mê, sau khi Phùng Tiểu Uyển hết cách chữa trị mới được đoàn vô nhai đưa đến Hoàng Thành đoàn. Ba ngày nay nhóm Mã Siêu rất lo cho Dương Thanh. Bây giờ nghe giọng Dương Thanh là chứng minh Dương Thanh đã khỏe rồi. 30 phút nữa tôi sẽ đến tập đoàn Nhạn Thanh, bây giờ cậu sang đó ngay đi. Giọng Dương Thanh cực kỳ nặng nề. Dạ, anh Thanh. Bồng Dương Mã Siêu thấy bất an, không dám hỏi nhiều, vội vã đồng ý. Sau khi cúp máy, Dương Thanh hơi do dự rồi cuối cùng gọi thêm một cuộc nữa. Dương Thanh, đối phương nhấc máy ngay, giọng hơi kích động. Dạo này bố khỏe không? Dương Thanh hỏi, vẻ mặt phức tạp. Khỏe, khỏe lắm. Câu hỏi thăm của Dương Thanh làm đối phương vui cực kỳ, cười to nói, tám gia tộc lớn ở Yến Đô đã bị rất nhiều thế lực bên ngoài thay thế rồi. Lúc trước có một thế lực mới đến có ý đồ muốn gia tộc Vũ Văn phải chịu thua, kết quả sau khi biết quan hệ giữa chúng ta, bọn họ xin lỗi rồi đền bù, ha 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 vũ văn cao dương cười to giọng còn hơi tự hào bố lúc trước con xin lỗi bố dương thanh chợt nói lần này đầu bên kia im lặng không biết có phải nghe nhầm không mà hình như dương thanh nghe tiếng khóc thật khẽ thoáng chốc vũ văn cao dương cười ha ha con nói gì vậy mặc dù con và bố không có quan hệ huyết thống nhưng vũ văn cao dương bố nuôi con từ nhỏ trong lòng bố con cũng là con trai của bố dù vũ văn cao dương cười nhưng nụ cười lại toát lên chút nghẹn ngào lòng dương thanh càng áy náy hơn anh luôn nghĩ rằng vũ văn cao dương đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc nên mẹ anh mới bệnh nặng rồi mất đến sau này anh mới biết vũ văn cao dương đuổi hai mẹ con ra khỏi yến đô không phải là vì bản thân ông ta mà là vì bảo vệ hai mẹ con họ không những thế khi mẹ dương thanh mang thai anh vũ văn cao dương đã biết đứa con trong bụng của mẹ dương thanh là con của người khác nhưng ông ta vẫn lấy mẹ dương thanh hơn nữa còn nuôi dương thanh như con trai ruột của mình đến sau này do áp lực của gia tộc vì bảo vệ hai mẹ con, ông ta mới hạ quyết tâm đuổi họ ra khỏi Yến Đô. Bố, bố cố gắng giữ sức khỏe, con chúc bố mạnh khỏe. Dương Thanh nói xong thì cúp máy. Anh sợ mình mà nói nữa sẽ nhịn không được bật khóc, làm Vũ Văn Cao Dương phát hiện ra gì đó. Anh hiểu rõ lần này kẻ thù mà mình phải đối diện mạnh đến nhường nào. Có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. 20 phút sau, cuối cùng Dương Thanh cũng đến tập đoàn Nhãn Thanh. Anh Thanh, Mới xuống xe là Mã Siêu đã dẫn Ngải Lâm ra đón, ánh mắt hai người đều toát lên vẻ lo lắng. Mà bụng của Ngải Lâm cũng đã to lên, hình như là hai tháng nữa sẽ sinh. Nhìn phần bụng nhô lên của Ngải Lâm, Dương Thanh càng áy náy hơn. Ngải Lâm sắp sinh rồi mà còn liên lụy đến họ. Anh Thanh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mã Siêu nghỉ ngờ hỏi. Dương Thanh cười khẽ lắc đầu, không có gì, tôi đắc tội một kẻ thù cực kỳ mạnh, có thể sẽ liên lụy đến hai người. Tìm hai người là muốn nói xin lỗi nhiều lắm, tiện thể mong hai người hãy rời khỏi Yến Đô một khoảng thời gian. Dứt lời, vẻ mặt Mã Siêu và Ngài Lâm đều thay đổi. Không phải không muốn rời Yến Đô, họ có thể đi bất kỳ lúc nào. Chỉ là Dương Thanh nói rất nhẹ nhàng nhưng họ có thể cảm nhận được chắc chắn Dương Thanh muốn tự đối diện một mình. Dương Thanh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu chuẩn bị định tự đối diện với tất cả, hơn nữa tình hình còn là cửu tử nhất sinh đúng không? Ngải Lâm nghiêm túc nhìn Dương Thanh trầm trầm, hỏi anh. Họ đã từng gặp nhau ở biên giới phía Bắc, hiểu rõ đối phương là người thế nào. Nếu không phải không còn cách nào khác, chắc chắn Dương Thanh sẽ không để họ rời Yến Đô. Hơn nữa từ ánh mắt Dương Thanh, họ cảm nhận được sự ái náy đến nặng nề và sự luyến tiếc không nỡ. Mặt mã siêu tái mét, những lời vợ mình nói làm anh ta sực tỉnh lại ngay, chắc chắn là xảy ra chuyện gì lớn, lớn đến mức Dương Thanh cũng không thể giải quyết nổi. Hai người có tin tôi không?" Dương Thanh chợt nghiêm túc hỏi. Mã Siêu và Ngài Lâm đều run lên, do dự. "Cậu Thanh, cậu không cần phải hỏi chúng tôi câu này đâu. Cậu biết rõ chúng tôi có tin cậu hay không, cậu hỏi vậy là để chúng tôi phải nghe lời cậu rời khỏi yến đô này, vứt bỏ để cậu phải một mình đối diện với mọi thứ." Ngài Lâm nói. Mã Siêu gật đầu, "Lúc trước em luôn tin anh nhưng lần này, anh có nói gì em cũng không tin." Nhìn thái độ kiên quyết của hai vợ chồng, Dương Thanh đau khổ. Xem ra không thể lừa hai vợ chồng này rồi. Không giấu gì hai người, tôi đắc tội với cao thủ đứng đầu của một hoàng tộc cổ xưa, cao thủ siêu phàm tam cảnh. Thực lực bây giờ của tôi chỉ mới bước vào siêu phàm nhất cảnh. Dương Thanh không giấu nữa, nói đúng sự thật, có lẽ hai người cũng biết dù là ở thần cảnh thì giữa hai cảnh giới nhỏ cũng hơn kém nhau rất nhiều. Huống chỉ là siêu phàm cảnh trên cả thần cảnh, tôi là người mới bước vào siêu phàm nhất cảnh, trước mặt cao thủ siêu phàm tam cảnh e là cửu tử nhất xin hy tôi giết con trai của bà ta, bà ta là một kẻ điên, hai tiếng nữa bà ta sẽ đến Yến Đô. Nếu như để bà ta đến Yến Đô, tất cả những người có liên quan đến tôi sẽ bị bà ta giết hết. Tôi định tự đến Ninh Châu, chặn bà ta trước khi bà ta quá cảnh. Bây giờ tôi chỉ còn khoảng 50 phút nữa là phải chạy đến Ninh Châu rồi. Trong 50 phút cuối cùng này, tôi muốn gặp những người cần gặp. Dương Thanh nói xong, Mã Siêu và Ngải Lâm đều ngạc nhiên. Cuối cùng họ cũng biết lần này kẻ thù mà Dương Thanh phải đối mặt mạnh đến nhường nào. Hoàng tộc cổ xưa là gia tộc lớn mạnh hơn bốn hoàng tộc lớn, cao thủ thần cảnh nhiều như mây, cao thủ siêu phàm cảnh cũng không ít. Bây giờ, Dương Thanh lại đắc tội với cao thủ siêu phàm tam cảnh của hoàng tộc cổ xưa. Anh Thanh, em đi với anh. Mã Siêu kiên quyết nói. Dương Thanh lắc đầu, nhìn Mã Siêu nói, không phải tôi khinh thường cậu mà dù cậu có bộc phát sức mạnh thần cảnh đỉnh phong đi chăng nữa cậu cũng không thể đến gần cao thủ siêu phàm tam cảnh. Nếu cậu đi với tôi thì tôi phải dồn hết sức chiến đấu hay tôi sẽ phân tâm để bảo vệ cậu. Cậu cũng hiểu rõ một cao thủ siêu phàm tam cảnh đến tôi còn không đấu nổi, huống chỉ là thần cảnh trung kỳ như cậu. Còn hai tháng nữa là Ngài Lâm sinh rồi đúng không? Tôi chúc mừng trước nhé, Ngài Lâm sắp làm mẹ rồi, Mã Siêu cũng sắp làm bố rồi. Dương Thanh bình tĩnh cười dịu dàng. Mã Siêu và Ngài Lâm thì không cười nổi, Mã Siêu siết chặt nằm đấm, ánh mắt không cam tâm. Anh ta biết Dương Thanh nói đúng, với thực lực bây giờ của anh ta, nếu anh ta đi theo Dương Thanh thì không giúp được gì mà còn thành gánh nặng của Dương Thanh. Anh Thanh, mắt Mã Siêu đỏ hoe, nghẹn ngào, anh hứa với em là phải bình an trở về. Ngải Lâm cũng nghẹn ngào, đúng vậy, cậu phải bình an trở về. Cậu là bố nuôi của con tôi, cậu phải về. Đúng, con em không thể không có bố nuôi được, Mã Siêu nói. Được, tôi hứa với hai người tôi sẽ bình an trở về. Dương Thanh mỉm cười, nét mặt kiên quyết, không những là vì hai người mà còn vì con trai nuôi chưa chào đời của tôi nữa đúng không? Hoặc là con gái nuôi. Cậu Thanh, cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ đi trốn, tuyệt đối không làm cậu phải lo. Ngài Lâm nói rồi kéo mã siêu xoay người đi. Họ hiểu rõ thời gian Dương Thanh ở lại Yến Đô không còn nhiều, phải gặp những người khác nữa. Họ chiếm thêm một giây của Dương Thanh thì cũng tương đương với chiếm một giây thời gian Dương Thanh ở bên vợ con. Nhìn hai vợ chồng rời đi, mắt Dương Thanh cũng ươn ướt. Nếu không phải bất đắc dĩ thì anh đâu nỡ làm như vậy. Anh Thanh. Ngôn Tình Hoàn Dương Thanh vừa đến là Phùng Tiểu Uyển thấy anh ngay, sau khi Mã Siêu và Ngải Lâm đi rồi cô ấy mới làm phiền Dương Thanh. Tiểu Uyển, anh Thanh về rồi đây. Dương Thanh cười khẽ anh đã hứa với thần y phùng là phải bảo vệ phùng tiểu uyển nhưng anh không biết sau này anh có thể tiếp tục bảo vệ cô ta hay không em đi theo anh siêu của em đi dương thanh chỉ nói một câu ban nãy lúc anh nói với mã siêu và ngài lâm phùng tiểu uyển đã đến rồi nên không cần phải giải thích nhiều anh đến là để gặp người thân và bạn bè lần cuối rồi mới yên tâm rời đi mắt phùng tiểu uyển đỏ hoe nước mắt rưng rưng nhìn dương thanh chằm chằm vẻ mặt đau lòng anh Thanh, anh phải bình an trở về. Một lúc lâu sau, cuối cùng Phùng Tiểu Uyển cũng lên tiếng, giọng cực kỳ nghẹn ngào. Dương Thanh đua ói tay xoa đầu Phùng Tiểu Uyển, cười nói, yên tâm đi, anh Thanh của em mạng lớn lắm, giống như con rán đánh mãi không chết. Chắc chắn anh sẽ về, anh đã hứa với thần y Phùng là sẽ bảo vệ em cả đời mà anh Thanh, em sẽ đợi anh. Phùng Tiểu Uyển lau nước mắt, vội vã lấy một chiếc bình xứ trăng ra đưa cho Dương Thanh rồi nói, anh Thanh, đây là thuốc em mới chế tạo ra, tổng cộng có 3 viên. Mỗi lần uống một viên, có thể tăng chút thực lực nhưng tác dụng phụ rất mạnh. Uống càng nhiều thì độc tố tích tụ trong cơ thể anh sẽ càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng nền tảng võ thuật của anh. Nếu không bất đắc dĩ thì đừng uống thuốc này. Phùng Tiểu Uyển dặn dò. Dương Thanh vui vẻ và ngạc nhiên như thể nhìn thấy hy vọng. Bây giờ anh đang ở siêu phàm nhất cảnh, nếu uống 3 viên liên tục, có lẽ thực lực của anh có thể tăng đến siêu phàm nhị cảnh nhỉ chỉ thua siêu phàm tam cảnh một bậc nếu anh cố gắng dốc hết sức có lẽ có thể miền cưỡng đấu một trận đúng không tiểu uyển cảm ơn y mô dương thanh cảm ơn phùng tiểu uyển lắc đầu mắt đỏ hoe chạy đi nhìn bóng lưng đã rời đi của phùng tiểu uyển dương thanh khẽ cười dịu dàng anh thấy ba viên thuốc tăng cường thực lực mà phùng tiểu uyển cho ba mình lập tức tự tin hơn đương nhiên cho dù anh dùng hết thực lực có thể miễn cưỡng nâng cao được một cảnh giới đã là rất mạnh rồi nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với Vũ Vũ Lan siêu phàm tam cảnh. Lại nói, anh có đan dược và thủ đoạn nâng cao thực lực, Vũ Vũ Lan là cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Vũ, lẽ nào bà ta lại không có? Chào Chủ tịch! Sau khi Dương Thanh bước vào tập đoàn Nhạn Thanh, lập tức có người chào hỏi. Dương Thanh khẽ mỉm cười gật đầu, chào các anh. Mãi đến lúc Dương Thanh bước vào thang máy rời đi, những nhân viên ở đại sảnh tầng một mới hoàn hồn. Không ngờ chủ tịch cười với tôi chủ tịch cũng cười với tôi còn chào tôi nữa một đám nhân viên ở tầng thấp nhất đều hưng phấn chủ tịch lạc bân đang bận rộn thì thấy dương thanh đến ông ta lập tức đứng dậy dương thanh khẽ gật đầu ông cứ ngồi xuống nói chuyện lạc bân làm sao dám ngồi vội vàng rót nước mang tới cho dương thanh và cung kính đứng trước mặt anh dương thanh không biết phải làm sao lạc bân luôn cung kính như thế thật sự làm người ta không chịu nổi chủ tịch cậu có gì dặn dò ạ à? Lạc Bân nơm nớp lo sợ hỏi. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, "Ông đừng căng thẳng như vậy, ông đã làm rất tốt. Một năm qua, ông đã phải vất vả rồi." "Chủ tịch, tôi không hề vất vả." Lạc Bân vội vàng trả lời, đồng thời hơi nghỉ ngờ. Ông ta thấy Dương Thanh hôm nay vô cùng kỳ lạ. Sau này lại phải làm phiền ông lo cho tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Dương Thanh vừa nói dứt lời thì đứng dậy rời đi. Mãi đến khi anh đi rồi, Lạc Bân mới lẩm bẩm Sao mình có cảm giác chủ tịch là lạ vậy? Dương Thanh cũng không bảo Lạc Bân rời đi. Dù sao ông ta chỉ là cấp dưới của anh, chẳng lẽ Vũ Vũ Lan còn không bỏ qua cho ông ta sao? Sau khi rời khỏi chỗ của Lạc Bân, Dương Thanh đi tới văn phòng của Tần Y. "Chủ tịch, anh tới rồi." Tần Y thấy Dương Thanh thì cười rất tinh nghịch nói. Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, gọi anh rể là được rồi. "Anh rể đến văn phòng của em có gì chỉ giáo vậy?" Tần Y cười hì hì nói. Em chuẩn bị đi, anh sẽ dẫn mọi người đi du lịch." Dương Thanh vừa cười vừa nói. "Du lịch à, chúng ta đi ngay bây giờ sao?" Tần Y kinh ngạc đến ngây người. "Dù sao bây giờ đang trong thời gian làm việc, sao Dương Thanh lại đột nhiên muốn đi du lịch chứ?" Anh gật đầu, "Đúng vậy, ngay bây giờ." Anh nói xong lại liếc nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói, "Anh chỉ cho em 10 phút chuẩn bị, sau đó tập trung ở đại sảnh tầng 1. Nếu em đến muộn, anh sẽ không dẫn em đi nữa." Được rồi, được rồi, em sẽ thu dọn đồ ngay đây. Cho dù Tân Y rất kinh ngạc nhưng vẫn bắt đầu vội vàng thu dọn đồ. Dương Thanh mỉm cười rời đi, cuối cùng tới văn phòng của Tần Thanh Tâm. Trong, Tân Thanh Tâm vừa nhìn thấy Dương Thanh thì thoáng ngẩn người, sau đó vội vàng nhào vào trong lòng anh. Dương Thanh ôm chặt lấy vợ mình. Đến bây giờ, Tân Thanh Tâm còn chưa biết anh đã đi đâu trong ba ngày mất tích này. Trong, lần sau anh rời đi phải nói với em một tiếng, được không? tân thanh tâm nghẹn ngào nói anh có biết ba ngày qua em chưa từng ngủ ngon vừa nhắm mắt lại đã thấy anh đầm điểm máu chồng em thật sự không thể thiếu anh được con gái cũng không thể không có anh tân thanh tâm gần như cầu xin làm dương thanh càng áy náy hơn vợ lần này là ngoài ý muốn thôi sau này gặp phải chuyện như vậy anh chắc chắn sẽ nói trước cho em biết dương thanh cười nói được rồi em bỏ công việc đấy chuẩn bị đồ đi anh sẽ dẫn mọi người đi du lịch Du lịch à? Tân Thanh Tâm phản ứng giống Tần Y, hết sức kinh ngạc. Anh đã chuẩn bị xong máy bay tư nhân, vừa rồi cũng đã thông báo với Y Y rồi. Bây giờ chúng A à đi đón bố và Tiêu Tiêu, sau đó rời khỏi Yến Đô. Dương Thanh cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh. chồng, sao anh đột nhiên muốn đi du lịch thế? Tân Thanh Tâm nghỉ ngờ, nhìn chăm chem vào mắt Dương Thanh nhưng không thấy được gì cả. Không biết sao, cô luôn cảm giác không đúng. Lần này anh đi chấp hành nhiệm vụ đã tới một nơi tuyệt đẹp có núi có sông quả thật giống như cảnh tiên thoát tục, lúc đó anh đã nghĩ chờ tới lúc về sẽ dân mọi người tới đó. Dương Thanh vừa cười vừa nói, cho nên anh vừa về đã tới tìm mọi người, chỉ sợ người khác phát hiện ra tiên cảnh kia thôi. Anh đã căn dặn Lạc Bân rồi, mấy ngày tới ông ấy sẽ chịu trách nhiệm về tập đoàn Nhãn Thanh. Bây giờ em yên tâm rồi chứ, vậy chúng ta mau đi thôi. Dương Thanh kéo Tân Thanh Tâm ra khỏi văn phòng. Suốt đường đi, anh đều nắm chặt tay cô. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay Tần Thanh Tâm trong tập đoàn Nhạn Thanh như vậy, rất nhiều nhân viên đều kinh ngạc. Chờ đến lúc bọn họ đến đại sảnh tầng 1 thì thấy Tần Y đã chờ sẵn. Trong lúc xuống đây, Tần Y đã nóng lòng gọi điện thoại cho Tần Đại Dũng, bảo ông ấy lập tức qua trường Mầm Non gặp mặt. Lúc bọn họ đến trường Mầm Non thì Tần Đại Dũng cũng đã đến. Bọn họ đón Tiêu Tiêu, sau đó 5 người một nhà đi về phía sân bay quốc tế Yến Đô. Trên đường đi, trong xe đều là tiếng nói cười của Tần Y và Tiêu Tiêu, bầu không khí rất hài hòa. Dương Thanh cũng thỉnh thoảng nói vài câu, chỉ có Tân Thanh Tâm luôn hoang mang vì có dự cảm xấu. 3 giờ 27 phút chiều, cả nhà 5 người cuối cùng đã tới sân bay quốc tế Yến Đô. Mà lúc này chỉ còn một giờ nữa là chuyến bay của Vũ Vũ Lan sẽ bay tới Ninh Châu. Từ Yến Đô đến Ninh Châu chỉ mất 45 phút, nói cách khác Dương Thanh còn có 15 phút cuối cùng có thể đoàn tụ với người nhà dương thanh chỗ con nói thật sự đẹp như vậy sao tân đại dũng mỉm cười hỏi dương thanh gật đầu đúng là rất đẹp đấy bố chỗ đó có núi có sông còn có thảo nguyên và rừng rậm trên thảo nguyên đều là ngựa dê bò nước trong núi xanh quả thật chính là cảnh tiên nơi trần thế con cạn vốn từ nên không thể nào diễn tả hết được vẻ đẹp của nớ bây giờ chúng ta bay qua tới đó đúng lúc chập tối nói không chừng còn có thể ngắm mặt trời lặn nữa chờ tới tối chúng ta sẽ dựng lều vải trên thảo nguyên và đốt lửa trại, có thể hát hò nhảy múa quanh đống lửa. Muộn một chút lại có thể nằm trên thảo nguyên, ngẩng đầu nhìn ngắm sao trên bầu trời, biết đâu còn có thể thấy sao băng. Dương Thanh vừa cười vừa nói. Tân Đại Dũng và Tân Y đều hưng phấn, dường như nóng lòng đi tới nơi mà Dương Thanh đã nói. Cậu Thanh, đúng lúc này, đoàn vô nhai dẫn theo độc du và đoàn ngữ yên đi tới. Đúng rồi, con suýt quên nói cho mọi người biết, mấy người này là bạn con, bọn họ cũng sẽ đi cùng chúng ta. Dương Thanh cười nói, sau đó vội vàng giới thiệu cho bọn họ làm quen với nhau. Thời gian tốt đẹp thường trôi qua rất nhanh. Dường như chỉ chớp mắt đã hết 10 phút, Dương Thanh cũng chỉ còn lại 5 phút để lên máy bay. Đi thôi, chúng ta lên máy bay thôi. Dương Thanh mỉm cười dẫn theo mọi người leo lên một chiếc máy bay tư nhân sang trọng. Vừa lên máy bay, anh đã vừa cười vừa nói, mấy ngày nay còn phải chấp hành nhiệm vụ nên hơi mệt, con vào trong ngủ một lát, mọi người cứ chơi nhé. Sau khi máy bay khởi động, Dương Thanh chợt nói. Anh rể, anh mau đi nghỉ đi, bọn em tự lo cho mình được mài tần y cười nói. Dương Thanh gật đầu và mỉm cười nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tân thanh tâm và tiêu tiêu thêm vài giây, sau đó mới xoay người đi tới phòng nghỉ trong cùng. Không ai biết sau khi Dương Thanh vào phòng nghỉ trong cùng đã theo cửa sau xuống khỏi máy bay. U u dương thanh vừa xuống máy bay thì tiếng động cơ máy bay vang lên ngay sau đó chiếc máy bay bắt đầu di chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng bay lên không trung dương thanh nhìn máy bay dần biến mất hai mắt chợt ướt anh thanh đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên dương thanh xoay người lại nhìn thấy mã siêu dẫn theo ngải lâm đi tới phùng tiểu huyền cũng có mặt ở đó mấy người đều đỏ mắt nhìn dương thanh anh cong môi khẽ cười lần lượt nhìn ba người rồi xoay người đi nhanh về phía trước ba người nhìn dương thanh bước từng bước rời đi lại thấy anh đột nhiên vung cánh tay lên và nói với mấy người mà không hề quay lại anh đi đấy anh thanh bọn em chờ anh về mã siêu hét lớn một tiếng dương thanh không trả lời bước nhanh hơn và leo lên một chiếc máy bay tư nhân khác bây giờ thời gian cấp bách anh phải chạy tới ninh châu với tốc độ nhanh nhất chồng cậu thanh chắc chắn sẽ bình an trở về đúng không Ngài Lâm Năm lấy tay Mã Siêu, giọng hơi nghẹn ngào nói. Mã Siêu nắm chặt tay vợ và nói với giọng điệu vô cùng kiên định, anh ấy chắc chắn sẽ về. Âm ầm ầm, chiếc máy bay tư nhân mà Dương Thanh đang ngồi đã lao lên không trung, nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời Yến Đô. Mỗi người đều âm thầm cầu khẩn, hy vọng anh có thể bình yên trở về. Chúng ta cũng nên rời khỏi Yến Đô thôi. Mã siêu liếc nhìn Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển nói. Được. Hai cô đáp, sau đó rời đi cùng anh ta. Bọn họ không biết lần này mình đi tới bao giờ mới có thể trở về nhưng chắc chắn sẽ luôn chờ đợi, cho tới khi biết Dương Thanh quay về, bất kể phải chờ bao lâu. Cùng lúc đó, trong hoàng phủ của hoàng tộc họ đoàn, Phụ Hoàng, chắc Vũ Vũ Lan sẽ đến Ninh Châu trong 40 phút nữa. Đoàn vô hằng nhìn về phía đoàn hoàng đang ngồi trên ngai vàng và nói. Từ sau khi đoàn hoàng nói cho đoàn vô nhai biết tung tích của Vũ Vũ Lan, lão ta vẫn ngồi trên ngai vàng với vẻ bất an. Cho đến lúc đoàn vô hằng nói chuyện, đoàn hoàng mới có phản ứng. Lão ta đứng dậy đi tới ngoài điện đoàn hoàng và đứng chắp tay nhìn về phía Ninh Châu. Ta cũng không biết mình làm vậy rốt cuộc là tốt hay xấu. Đoàn hoàng đột nhiên nói với vẻ phức tạp, dù sao Vũ Vũ Lan cũng là người phụ nữ mà lão ta yêu suốt cả cuộc đời, cho dù bây giờ hai người đã xa nhau 40 năm nhưng lão ta vẫn yêu Vũ Vũ Lan như ngày nào. Đồng thời hôm nay gặp được Vũ Vũ Lan, Đoàn Hoàng có thể cảm giác được bà ta vẫn còn tình cảm với mình. Nếu không, bà ta sẽ không nhẹ tay như vậy, chắc chắn bà ta sẽ san bằng hoàng tộc họ Đoàn. Vũ Vũ Lan rất mạnh nhưng lão ta lại có một dự cảm xấu, vì không điều tra ra được gia thế của Dương Thanh nên lão ta mới thấy lo lắng. Nếu đúng như lão ta suy đoán, Dương Thanh xuất thân từ gia tộc cổ võ, với tài năng võ thuật của anh tất nhiên sẽ có cao thủ siêu phàm cảnh âm thầm bảo vệ. Để tránh cho Dương Thanh phát hiện ra, thực lực của đối phương chỉ có thể cao hơn anh. Bản thân Dương Thanh đã là cao thủ siêu phàm nhất cảnh, nếu có người âm thầm bảo vệ mà không để cho anh phát hiện, vậy thực lực sẽ mạnh tới mức nào? Một khi Vũ Vũ Lan muốn giết Dương Thanh, tất nhiên sẽ khiến cho siêu cao thủ ẩn nấp trong bóng tối phải ra mặt. Lão ta nói cho Dương Thanh biết tung tích của Vũ Vũ Lan, nếu có cao thủ gia tộc cổ võ giết Vũ Vũ Lan, vậy tương đương với lão ta là kẻ gây họa. Nghĩ đến đây, đoàn hoàng càng thấy hổ thẹn hơn. Phụ hoàng đừng lo lắng, Dương Thanh hay Vũ Vũ Lan đều rất mạnh, muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng gì đâu. Đoàn vô hằng an ủi. Đoàn hoàng không nói gì nhưng trong đôi mắt vẫn vô cùng lo lắng. Trong lúc đoàn hoàng đang lo lắng, đoàn vô nhai ở trên máy bay tư nhân cũng rất lo lắng. Trên đường đi, Tân Y và Tiêu Tiêu đều vô cùng kích động, trên máy bay luôn vang lên tiếng nói cười, chỉ có Tân Thanh Tâm vẫn bất an, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng nghỉ trong cùng Chị Tâm, chị muốn ăn gì không? Đoàn ngữ hiên mỉm cười nhìn về phía Tân Thanh Tâm hỏi Tân Thanh Tâm khẽ lắc đầu, chị ăn không vào Cảm ơn ồ Thanh Tâm, chắc cháu mới ngồi máy bay tư nhân lần đầu nhỉ Có phải cháu thấy hơi căng thẳng không? Đoàn vô nhai cũng nói Thật ra lần đầu chú ngồi máy bay tư nhân cũng thấy không quen nhưng nghĩ lại thì chẳng khác với máy bay chở khách bình thường Điểm khác biệt duy nhất là máy bay tư nhân càng rộng hơn, sang trọng hơn thôi ông ta sợ rằng Tân Thanh Tâm đột nhiên chạy vào phòng nghỉ tìm Dương Thanh nên chủ động im để tài nói chuyện với cô. Tân Thanh Tâm cười gượng, trông vẫn có vẻ âm sự nặng nề. Mẹ, sao bố không chơi với Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu chợt hỏi, còn liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Giờ phút này, mặt hai người Đoàn Vô Nhai và Đoàn ngữ Yên đều biến sắc và căng thẳng. Tân Thanh Tâm hơi do dự. Từ sau khi lên chiếc máy bay này, cô vẫn thấy bất an, luôn cảm giác như Dương Thanh giấu mình chuyện gì đó đặc biệt là trước khi máy bay cất cánh, lúc Dương Thanh nói muốn đi nghỉ còn nhìn cô và Tiêu Tiêu với ánh mắt vô cùng lưu luyến. Bây giờ nghe con gái nói vậy, cô dường như im được lý do để mình đến làm phiền Dương Thanh nghỉ ngơi. Vậy chúng ta đi tìm bố, được không? Tân Thanh Tâm nói. Được. Trên gương mặt nhỏ nhàn Tiêu Tiêu vô cùng vui mừng. Cô bé đã mấy ngày không gặp bố, giờ khó lắm mới gặp được, chỉ muốn bố chơi với mình. Chị Tâm. Đoàn ngữ yên vội vàng kéo tay Tân Thanh Tâm tân thanh tâm thoáng ngây người nhìn đoàn ngữ yên với vẻ nghỉ ngờ ngữ yên em làm gì vậy chị tâm mấy ngày nay anh thanh đã quá mệt mỏi rồi chị để cho anh ấy được nghỉ ngơi thêm một lát đi đoàn ngữ yên cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh cô ấy không hay lừa người đây là lần đầu tiên nên vẻ mặt không được tự nhiên đặc biệt là khi tân thanh tâm cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy khiến cô ấy có cảm giác như bị nhìn thấu thanh tâm ngữ yên nói đúng đấy dương thanh quá mệt rồi con để cho nó nghỉ ngơi thêm một lát. Chờ tới lúc xuống máy bay, chúng ta lại đánh thức nó sau." Tân Đại Dũng cũng nói. Tần Y cười xấu, nói với Tân Thanh Tâm, "Chị, em thấy chị vẫn luôn có vẻ tâm sự nặng nề, thật ra là chị không gặp anh rể mấy ngày nên nhớ anh ấy chứ gì?" Tần Thanh Tâm lập tức đỏ mặt, liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Đoàn Vô Nhai và Đoàn Ngư Yên biết rõ chân tướng đều căng thẳng nhìn Tân Thanh Tâm. "Nếu cô cứ kiên trì muốn đi tìm Dương Thanh, Vậy bọn họ phải làm thế nào? Ngư Yên, hình như em rất sợ chỉ tới phòng nghỉ tìm Dương Thanh. tần Thanh Tâm đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt đoàn Ngư Yên. Đoàn vô nhai thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tân Thanh Tâm, thầm nghĩ không xong rồi. Đoàn Ngư Yên mới nói dối lần đầu tiên, sao có thể chịu được khi Tân Thanh Tâm cứ nhìn chằm chằm như vậy. Cô ấy nhất thời hoảng loạn, ánh mắt né tránh. Tiêu Tiêu, chúng ta đi tìm bố. Tân Thanh Tâm càng thấy bất an hơn, kéo Tiêu Tiêu đi về phía phòng nghỉ thanh tâm, cháu không được vào đó đoàn vô nhai nhanh nhẹn chắn trước cửa phòng nghỉ, nói với vẻ kiên định. Dương Thanh đã giao nhiệm vụ bảo vệ người nhà cho ông ta, bây giờ vẫn chưa tới nơi, nếu tân thanh tâm biết Dương Thanh không ở trên máy bay, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ông ta là người sỉ tình, cũng biết tình cảm giữa tần thanh tâm và Dương Thanh sâu sắc đến mức nào. Một khi tân thanh tâm mất kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chú đoàn, xin chú tránh ra nỗi bất an trong lòng tân thanh tâm ngày càng mãnh liệt. Đoàn ngữ yên không dám nhìn thẳng vào mất cô, bây giờ đoàn vô nhai cũng định ngăn cô vào phòng nghỉ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi. Lúc này, tân đại dũng và tân y cũng nhận ra sự khác thường. Rất xin lỗi, nếu không có mệnh lệnh từ cậu Thanh, chú sẽ không cho bất cứ ai bước vào phòng nghỉ. Đoàn vô nhai đứng ở cửa ra vào, kiên định nói. Chú đoàn, chú nói cho cháu biết, có phải anh ấy không còn ở trong đó nữa không mắt tần thanh tâm đỏ hoe giọng cũng hơi nghẹn ngào đoàn vô nhai thầm giật mình cô gái này đã phát hiện rồi ư thanh tâm cháu nói gì thế đoàn vô nhai giả vờ ngờ vực chúng ta đã tận mắt thấy cậu thanh đi nghỉ ngơi sao cậu ấy lại không ở trong đó được vừa nãy đoàn ngữ yên suýt để lộ chuyện nên bây giờ không dám nói tiếp nữa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tràn ngập vẻ tự trách và ái náy thanh tâm con sao vậy Tân Đại Dũng bước đến bên Tân Thanh Tâm, hỏi với vẻ khó hiểu. Tân Y cũng kéo tay Tân Thanh Tâm, nói với vẻ lo âu, chị, chị nói thế là sao chứ? Chẳng phải anh rể đã vào đó nghỉ ngơi ư? Mắt Tân Thanh Tâm đỏ hoe, chỉ có linh cảm, Dương Thanh không còn ở trong đó nữa rồi. Sao có thể chứ? Lúc này Tân Đại Dũng cũng cảm thấy Tân Thanh Tâm đang gây chuyện, ông ấy mỉm cười, con thấy Dương Thanh mệt quá nên không yên tâm ư. Tân Thanh Tâm nhìn về phía đoàn vô nhai, nói với vẻ cầu khẩn chú đoàn xem như cháu xin chú cho cháu vào đó xem sao được không nếu anh ấy ở trong đó cháu sẽ lặng lẽ rời đi chứ không quấy dày cháu chỉ muốn xác nhận anh ấy vẫn ở trên máy bay mà thôi thấy tân thanh tâm như thế đoàn vô nhai sợ hết hồn vội nói thanh tâm cháu nói quá rồi không phải chú không cho cháu vào mà cậu thanh đã có lệnh không cho phép bất cứ ai vào trong chú chỉ làm theo mà thôi hy vọng cháu hiểu cho chú nhé ông ta chỉ có thể nói vậy ngay cả tân y cũng cảm thấy khác thường bèn nhìn về phía đoàn vô nhai chú đoàn chị cháu chỉ muốn vào xem thôi cũng không được vài chẳng lẽ ngay cả người làm vợ như chị ấy cũng không có tư cách nhìn anh ấy một cái ư đoàn vô nhai vẫn kiên định như cũ lắc đầu rất xin lỗi nhìn dám vẻ gần như vô tình của đoàn vô nhai tân thanh tâm bỗng thấy hơi tuyệt vọng tránh ra tân y không thể chịu nổi nữa tức giận quát lên với đoàn vô nhai chú tránh ra cho cháu đoàn vô nhai vẫn thờ ơ như một tòa tháp sắt, cho dù tần y đẩy kiểu gì thì cũng không di chuyển. Anh rể, tần y bỗng hô lớn, anh rể, rốt cuộc anh đang làm gì? Tại sao không cho bọn em vào chứ? Anh rể, anh có nghe thấy không? Nếu anh nghe thấy thì mau ra ngoài đi. Thấy tần y hét lớn như thế, đoàn vô nhai vô cùng ngạc nhiên. Tuy ông ta đang chặn cửa phòng nghỉ nhưng không thể ngăn tân y hết. Nhưng cho dù tân y gọi thế nào thì trong phòng vẫn im ri nước mắt tân thanh tâm lập tức rơi lã trã, dương thanh rốt cuộc anh đang ở đâu tân y cũng có vẻ ngơ ngác anh rể không ở trong đó thật à cô ta gọi bao nhiêu câu như thế mà dương thanh vẫn không trả lời tức là dương thanh không hề ở đây tân đại dũng cũng ngơ ngác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế chẳng phải dương thanh đã lên máy bay với chúng ta ư rõ ràng bố thấy nó vào phòng nghỉ mai nhìn đám người đang bi thương đoàn vô nhai cắn răng Mắt đỏ hoe, Trần nói, đúng là cậu Thanh không ở trên máy bay. Dương Thanh. Tân Thanh Tâm khóc lóc gọi rồi lao thẳng vào phòng nghỉ. Nhưng phòng nghỉ trống không, làm gì còn bóng dáng của Dương Thanh nữa. Tân Y và Tân Đại Dũng cũng vội chạy vào, đều sững sờ. "Chú Đoàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, Dương Thanh đâu rồi? Xin chú nói cho cháu biết, được không?" Tân Thanh Tâm không thấy Dương Thanh đâu, sắp phát điên đến nơi rồi. Cô kích động nói lớn: cậu ấy đi rồi. Đoàn vô nhai im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Đi, anh ấy đi đâu, tại sao phải đi chứ? Tân thanh tâm kích động hét lớn, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Chú mau nói cho cháu biết, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Chú đoàn, cháu xin chú, cháu lại chú, chú nói cho cháu biết rốt cuộc anh ấy đi đâu được không? Xin chú nói cho cháu biết được không? Tân thanh tâm nói rồi định quỳ xuống. Thanh tâm, đừng làm thết đoàn vô nhai vội kéo tân thanh tâm dậy, thấy tân thanh tâm kích động như thế, ông ta cũng không vui vẻ gì cho cam. Chú mau nói đi, rốt cuộc anh rể cháu đi đâu rồi? Tần y cũng hoảng hốt, chất vấn đoàn vô nhai. Cậu thanh đắc tội với một nhân vật lớn rất lợi hại, ngay cả cậu ấy cũng không nắm chắc rằng sẽ thắng, thế nên cậu ấy mới cử chú đi bảo vệ mọi người. Rốt cuộc đoàn vô nhai cũng mở miệng, nghiêm nghị nói, nếu cậu ấy ở với mọi người thì chỉ làm liên lụy tới mọi người mà thôi, thế nên cậu ấy đã rời khỏi Yến Đô, đến một nơi không ai tìm thấy rồi. Sau khi nguy cơ này qua đi, cậu ấy sẽ về tìm mọi người. Đoàn vô nhai nói nửa thật nửa giả. Nếu nói cho đám tần thanh tâm biết chuyện lần này Dương Thanh đang lành ít giữ nhiều, chắc chắn họ sẽ không chấp nhận nổi. Nhưng dù vậy, tần thanh tâm vẫn không thể chấp nhận. Dương Thanh, đồ khốn, anh đã nói cả đời này anh sẽ không rời khỏi em và con cơ mà, anh lừa em, anh lừa em, sau khi nghe thấy đoàn vô nhai nói thế, người tân thanh tâm mềm nhún, gào khóc. Trong mắt cô, Dương Thanh chính là anh hùng vạn năng, không có phiền phức nào mà anh không giải quyết được. Nhưng bây giờ, Dương Thanh đã lừa họ rời khỏi Yến Đô, tức là kẻ địch lần này rất mạnh. Cùng lúc đó, chiếc máy bay tư nhân mà Dương Thanh đang ngồi chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế ở Ninh Châu. Còn 5 phút, sau khi xuống máy bay, Dương Thanh nhìn đồng hồ, năm phút nữa chuyến bay quốc tế mà vũ vũ lan ngồi sẽ đến đúng năm phút sau tiếng ù ù vang lên một chiếc máy bay hành khách đáp xuống cùng lúc đó khí thế đáng sợ cũng bùng nổ từ người dương thanh anh đến ninh châu là để ngăn cản vũ vũ lan một khi anh phóng khí thế ra chắc chắn vũ vũ lan sẽ cảm nhận được quả nhiên ngay sau đó một luồng khí thế đáng sợ hơn lập tức lao ra khỏi máy bay hành khách rồi khóa chặt lấy dương thanh năm phút sau ở đỉnh ninh sơn Hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Chính cậu đã giết con trai tôi à?" Vũ Vũ Lan nhìn Dương Thanh với nét mặt dữ tợn. Bà ta đã biết người giết Đoàn Vô Viêm chính là một cao thủ siêu phàm cảnh mới 28 tuổi, tuy Dương Thanh chưa nói mình là ai, nhưng khí thế của anh đã đạt đến siêu phàm nhất cảnh rồi. Do đó bà ta dễ dàng đoán được thân phận của Dương Thanh. "Đoàn Vô Viêm đáng chết." Dương Thanh bình tĩnh nói, xem như đang trả lời Vũ Vũ Lan. "Cậu chán sống rồi?" Vũ Vũ Lan nổi giận, khí thế đáng sợ lập tức bùng nổ từ người bà ta, bao trùm lấy Dương Thanh. Ngay cả người mạnh như Dương Thanh cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, vai anh nặng chu như bị núi đè. Đây chính là sự áp đảo tuyệt đối về thực lực. Trong võ thuật, khí thế của người có cảnh giới cao hơn sẽ mang lại áp lực khổng lồ cho người ở cảnh giới thấp. Dầm, tảng đá dưới chân Vũ Vũ Lan bỗng vỡ tan. Tên nhãi kia, tôi không giết loại vô danh tiểu tốt, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai. Vũ Vũ Lan nhìn Dương Thanh với vẻ mặt dữ tợn, tức giận chất vấn. Tuy bà ta rất muốn giết Dương Thanh, nhưng cũng hiểu chắc chắn cao thủ siêu phàm nhất cảnh trẻ như vậy sẽ có lai lịch khó lường. Nếu việc giết Dương Thanh sẽ mang đến tai ương cho hoàng tộc họ Vũ, có lẽ bà ta có thể tạm thời buông bỏ thù hận. Dương Thanh có vẻ cay đẳng, đương nhiên anh biết Vũ Vũ Lan hỏi về thân phận của anh vì bà ta đang kiêng rè. Nhưng anh cũng không biết mình có bối cảnh khó lường gì nữa. Bà chưa có tư cách biết tôi là ai đâu, Dương Thanh lạnh lùng nói. Không ngờ bây giờ anh lại lưu lạc đến mức phải cáo mượn oai hùng. Chỉ cần cho anh thêm một khoảng thời gian, chắc chắn thực lực của anh sẽ tăng lên. Cho dù anh chỉ đột phá đến siêu phàm nhị cảnh thì cũng không cần bị động như bây giờ nữa. Tôi cũng đang muốn xem xem tại sao tôi lại chưa đủ tư cách để biết thân phận của cậu đây. Vũ Vũ Lan tức giận quát, hơi nhích chân, lập tức biến mất. Dương Thanh vẫn luôn cảnh giác, đúng lúc Vũ Vũ Lan di chuyển, anh cũng hành động theo. Dầm. Nhưng anh vừa nhúc nhích thì đã cảm nhận được một luông sức mạnh không thể ngăn cản đập thẳng vào ngực mình. Sau tiếng động vang rền, người Dương Thanh đập mạnh vào một tảng đá. Audio điện tử võ tấn bền dưới sự va chạm mãnh liệt này, tảng đá cao khoảng 2 mét kia lập tức chia 5 xẻ 7. Phụt. Dương Thanh hộc máu, sắc mặt tái mét. Anh cứ tưởng, cho dù mình không thắng nổi thì vẫn có thể miễn cưỡng đỡ mấy chiêu của Vũ Vũ Lan, nào ngờ ngay cả một chiêu anh cũng không tiếp được cười vũ vũ lan hừ lạnh khinh thường nhìn dương thanh đúng là không biết tự lượng sức mình nói cho tôi biết đi rốt cuộc cậu là ai thế vũ vũ lan giẫm lên ngực dương thanh nghiêm nghị hỏi cú giãm này của bà ta như đá tảng nặng nghìn cân khiến dương thanh không sao thở nổi ba bà không có tư cách biết mắt dương thanh đỏ ngầu anh căm tức nhìn vũ vũ lan nói một cách khó khăn dâm anh vừa dứt lời vũ vũ lan lại đá bay anh vết thương của anh ngày càng nặng. Anh cảm nhận được, hình như nội tạng của anh đã bị lệch đi rồi, cảm giác này đúng là khó chịu gần chết. Một bình xứ trắng bồng xuất hiện trong tay anh, đây là thuốc mà Phùng Tiểu Uyển cho anh, nếu chưa đến lúc bất đắc dĩ thì không được dùng. Trong bình chỉ có 3 viên thuốc, sẽ giúp thực lực của anh tăng mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng lớn vô cùng. Bây giờ anh không thể chống lại cao thủ siêu phàm tam cảnh Vũ Vũ Lan, chắc cũng được coi là tình huống bất đắc dĩ rồi chứ. Dương Thanh mỉm cười cay đẳng, lập tức xốc cả ba viên thuốc vào miệng. Thuốc vừa vào miệng đã tan ngay, mùi thuốc rất nồng tràn ngập trong miệng anh. Thịt thịt thịt. Ngay sau đó, tim anh bỗng đập rất nhanh, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa. Ơ ó lẽ nhịp tim của anh phải nhanh gấp đôi lúc bình thường. Theo sự tăng dần của nhịp tim, Dương Thanh cảm nhận được máu trong người mình đang sôi trào, các tế bào của cơ thể đang hấp thu dược hiệu vô cùng mạnh mẽ. Không những thế, một luồng sức mạnh đáng sợ đang lan ra khắp người anh anh thấy toàn thân mình tràn ngập sức mạnh. Ừm, đương nhiên Vũ Vũ Lan cũng phát hiện sự biến đổi của Dương Thanh, lập tức nhíu mày, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Đương nhiên bà ta có thể cảm nhận rõ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, thực lực của Dương Thanh đã tăng từ siêu phàm nhất cảnh lên đến siêu phàm nhị cảnh rồi. Ngay cả thiên tài số một của hoàng tộc họ Vũ như bà ta cũng chỉ mới nghe về loại thuốc giúp tăng một cảnh giới ở siêu phàm cảnh, chứ chưa bao giờ được dùng nghe nói chỉ đại sư luyện đan của gia tộc cổ võ mới sản xuất được loại thuốc này bây giờ dương thanh lại có loại thuốc với dược hiệu mạnh mẽ như thế chẳng lẽ anh đến từ gia tộc cổ võ ư nếu đúng thế thật thì hơi phiền sắc mặt vũ vũ lan vô cùng khó coi một bên là việc báo thù rửa hận cho con một bên là an nguy của hoàng tộc họ vũ nếu dương thanh là người của gia tộc cổ võ thật một khi anh chết dưới tay bà ta hoàng tộc họ vũ sẽ gặp phải tai ương rất lớn Rốt của cậu là ai? Vũ Vũ Lan nghiến răng nghiến lợi. Cho dù bà hỏi thêm 10.000 lần nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một, bà chưa có tư cách biết đâu. Ý chí chiến đấu của Dương Thanh lập tức sôi trào. Tuy thực lực của anh đã tăng mạnh, nhưng anh cũng hiểu, nếu muốn đánh bại Vũ Vũ Lan thì còn thiếu nhiều lắm. Dâm, tảng đá dưới chân anh lập tức vỡ nát, anh lao tới chỗ Vũ Vũ Lan. Lần này, anh chủ động tấn công. Dâm dầm dầm hai người lập tức lao vào nhau sức mạnh khủng khiếp khiến đá tảng dưới chân họ vỡ vụn. Vũ Vũ Lan vẫn chưa đánh hết sức, rõ ràng đang kiêng rẻ thân phận của Dương Thanh. Dương Thanh mừng thầm, xem ra hành động cáo mượn oai hùng của anh đã dọa được Vũ Vũ Lan, chỉ cần anh sống sót, đến lần gặp mặt sau, chắc chắn anh sẽ không thua Vũ Vũ Lan nữa. Anh thầm thề trong lòng. Khốn kiếp, cậu chán sống rồi. Vũ Vũ Lan bỗng tức giận quát, đập vào ngực Dương Thanh. Không có gì bất ngờ, Dương Thanh lại bay ra xa nếu cậu không nói cho tôi biết cậu là ai tôi đành giết cậu vậy vũ vũ lan nói với vẻ mặt đằng đăng sát khí sau khi bị đánh bay rốt cuộc dương thanh cũng nhận ra vũ vũ lan định giết anh thật chết đi vũ vũ lan tức giận quát một luồng sát khí đáng sợ lập tức bao trùm lấy dương thanh dương thanh cảm thấy vô cùng không cam lòng vào giây phút này trong đầu anh bỗng xuất hiện bóng dáng của vợ con gái mã siêu và rất nhiều người khác nếu anh chết họ phải làm thế nào đây dương thanh cản răng tôi chưa thể chết được dương thanh tức giận quát ý chí chiến đấu phun trào dường như có một con dã thú trong người anh vừa tỉnh lại khí thế hung hãn bùng nổ từ cơ thể anh chết đi cho tôi vũ vũ lan tức giận quát rồi tấn công dầm đất đá ở chỗ dương thanh vừa đứng lập tức vỡ nát điều khiến vũ vũ lan khiếp sợ chính là dương thanh có thể né được đòn tấn công từ cao thủ siêu phàm tam cảnh như bà ta điều khiến bà ta kinh hãi hơn nữa chính là khí thế mạnh mẽ vượt xa siêu phàm nhị cảnh đang bùng nổ từ người dương thanh ngay cả bà ta cũng thấy tim đập thình thịch sao có thể chứ vũ vũ lan mở to mắt với vẻ không dám tin bà ta là cao thủ siêu phàm tam cảnh nên biết rõ nếu muốn tăng thực lực từ siêu phàm nhất cảnh lên siêu phàm tam cảnh thì khó khăn tới mức nào ngay cả bà ta cũng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện đó vừa nãy dương thanh đã tăng thực lực lên đến siêu phàm nhị cảnh nhờ thuốc Chuyện đó đã khiến Vũ Vũ Lan bất ngờ lắm rồi, nào ngờ bây giờ Dương Thanh lại khiến bà ta kinh hãi hơn. Sức mạnh này không phải của cậu tan Vũ Vũ Lan bỗng hoảng sợ nói. Bà ta thấy rõ, mái tóc đen của Dương Thanh đang dần chuyển sang màu trắng. Đồng thời, mắt Dương Thanh cũng đỏ ngầu, trông như một con giã thú vậy. Khí thế của anh dần đạt đến đỉnh của siêu phàm tam cảnh, nếu tiến thêm một bước thì sẽ là siêu phàm tứ cảnh. Ánh mắt Vũ Vũ Lan nghiêm nghị chưa từng có bà ta không biết dương thanh đã gặp chuyện gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được dương thanh lúc này rất nguy hiểm ngay cả bà ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh hôm nay bà ta không còn cơ hội giết dương thanh để báo thù rửa hận nữa rồi lúc này dương thanh đang thấy vô cùng đau đớn anh cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ đang không ngừng xé rách cơ thể anh ăn mòn lý trí của anh anh đã quá quen với cảm giác này đó chính là cảm giác sau khi uống liều thuốc hoàn mỹ nhưng chẳng phải liều thuốc hoàn mỹ đã bị anh hấp thu hết rồi ư. Tại sao anh vẫn thành ra thế này chứ? Này, rốt cuộc trên người cậu đang xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Vũ Lan nghiêm nghị chất vấn. Dương Thanh chợt ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu. Ánh mắt anh khiến Vũ Vũ Lan có ảo giác, bà ta đang bị ác ma của địa ngục nhắm chung chứ không phải con người, cơ thể bà ta bỗng run lên. Giết! Dương Thanh chợt nói bằng giọng khàn đặc. Sau đó anh lập tức biến mất. Không ổn, suốt thôi, Vũ Vũ Lan lập tức biến sách, dậm mạnh chân, người bay ngược ra sau như lò xo. Dầm, đúng lúc bà ta vừa lùi lại hai bước, khi thế đáng sợ lập tức ập tới chỗ bà ta, ngay sau đó, năm đấm của Dương Thanh đập trúng ngực bà ta. Vũ Vũ Lan chỉ thấy trong họng ngòn ngọt, ngọt, cơ thể bay ngược ra sau rồi rơi xuống đất. Dầm, đúng lúc bà ta rơi xuống đất, đòn tấn công của Dương Thanh lại ập đến. Phụt, lần này, Vũ Vũ Lan không chịu nổi nữa, hộp máu mồm, cơ thể bay xa mấy chục mét như diều đứt dây, đập mạnh vào mỏm núi. Khốn kiếp, Vũ Vũ Lan lồm cồm bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Dương Thanh đang đứng cách đó mấy chục mét, nghiến răng nghiến lợi. Bà ta đến đây để giết Dương Thanh, nào ngờ đúng lúc bà ta sắp báo được thù, Dương Thanh như biến thành người khác, sức chiến đấu vô cùng hung hãn. Do bà ép tôi đấy. Dương Thanh nhìn Vũ Vũ Lan bằng đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên đầy dữ tợn. Khí thế của anh lập tức mạnh hơn như thể sắp vượt qua siêu phàm tam cảnh, bước vào siêu phàm tứ cảnh. Sắc mặt Vũ Vũ Lan trắng bệch, bà ta cũng mới đột phá đến siêu phàm tam cảnh không lâu, còn nếu muốn bước vào siêu phàm tứ cảnh thì có lẽ cả đời này cũng không làm được. Bây giờ, hình như Dương Thanh mới 28 tuổi lại sắp đột phá đến siêu phàm tứ cảnh rồi. Bà a cảm thấy cực kỳ không cam tâm. Khốn kiếp, cậu giết con trai tôi, tôi nhất định phải giết cậu để báo thù cho nó. Vũ Vũ Lan tức giận quát: Khí thế cũng tăng mạnh, sắp ngang với Dương Thanh. "Giết!" Dương Thanh hét lớn, cũng lao tới chỗ Vũ Vũ Lan. Rầm rầm rầm, hai cao thủ siêu phàm tam cảnh lập tức rơi vào trận chiến dữ dội. Đất đá dưới chân hai người không ngừng tan vỡ, như sắp đánh sập cả ngọn núi đến nơi. Hơi thở của Dương Thanh vô cùng điên cuồng, cảm giác khát máu tràn ngập khắp người, khiến anh muốn xé nát mọi thứ trên thế gian. Đến nỗi anh muốn xé nát cả Vũ Vũ Lan trước mặt nữa. Vũ Vũ Lan cũng phát huy trạng thái mạnh nhất, điên cuồng tấn công Dương Thanh, đòn tấn công nào cũng chí mạng. Nhưng Dương Thanh quá mạnh, lúc này thực lực của anh đã vượt xa bà ta, nên bà ta chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận. Dầm, một cú đấm nặng nề dáng vào ngực Vũ Vũ Lan, tiếng xương gãy vang lên, bà ta bay xa mười mấy mét như diều đứt dây rồi rơi bịch xuống đất. Giết, Dương Thanh tức giận quát, lập tức xuất hiện trước mặt Vũ Vũ Lan rồi tung chân đá. Dầm cơ thể Vũ Vũ Lan lại bay đi. Lần này Vũ Vũ Lan không ngượng dậy nổi nữa, khí thế cũng mất hẳn. rõ ràng bà ta đã không còn sức đánh tiếp nữa, ngay cả nền tảng võ thuật cũng bị tổn thương nặng nề. giết, giết, giết! Dương Thanh liên tục gào thét như dã thú đang phát điên, lại vào tới trước mặt Vũ Vũ Lan rồi tấn công. Vũ Vũ Lan nghiến chặt răng, nhìn chăm chăm vào Dương Thanh như muốn ghi tạc khuôn mặt anh trong lòng, cho dù bà ta trở thành ma thì cũng không bỏ qua cho anh dầm đúng lúc dương thanh sắp đá trúng đầu vũ vũ lan một chút lý trí của anh bỗng quay về anh mạnh mẽ thay đổi vị trí đặt chân sau một tiếng động lớn chân dương thanh đạp mạnh xuống nền đất ngay sát mặt vũ vũ lan cả ngọn núi như rung chuyển khiến vũ vũ lan ù cả tai cốt dương thanh tức giận quát với vẻ mặt dữ tợn cảm giác khát máu trong cơ thể đang ép anh giết vũ vũ lan nhưng anh biết rõ nếu giết vũ vũ lan có lẽ anh sẽ điên cuồng cả đời mất không còn cơ may tỉnh táo lại vũ vũ lan cũng sững sờ bà ta cứ tưởng rằng mình sẽ phải chết nào ngờ dương thanh lại bảo bà ta đi a à, dương thanh bỗng ngửa mặt hét dài trong tiếng hét tràn ngập sự thê lương vũ vũ lan bỏ dậy căm hận nhìn dương thanh nghiến răng nghiến lợi một ngày nào đó tôi sẽ đích thân giết cậu bà ta nói rồi tập tễnh rời đi giết nhưng đúng lúc này một luồng sát khí đáng sợ lại khóa chặt lấy bà ta Vũ Vũ Lan lập tức biến sắc, cậu không được giết tôi. Lần này, Vũ Vũ Lan thực sự sợ hãi, bà ta có thể cảm nhận được, Dương Thanh thật sự muốn giết mình. Lần đầu tiên bà ta cảm thấy hối hận. Bây giờ bà ta đã là cao thủ siêu phàm tam cảnh, trên đời này không có ai là đối thủ của bà ta. Có thể nói, với thực lực của bà ta bây giờ, bà A có thể sở hữu mọi thứ mà mình muốn. Còn nếu bà ta chết thì sẽ mất trắng ngay. Dương Thanh, đừng giết tôi bà ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, Hét lớn. Rầm, tiếng va chạm trầm dục vang lên, nhưng Vũ Vũ Lan đã chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy đau đớn. Bà ta chậm rãi mở mắt, thấy Dương Thanh đấm mạnh xuống đất, mắt đỏ ngầu. Năm đấm của Dương Thanh chỉ cách đầu bà A vài phân. Có thể thấy, nếu vừa rồi Dương Thanh đấm trúng đầu bà ta, giờ bà ta đã chết rồi. Khí thế điên cuồng vẫn lan ra từ người Dương Thanh. Lúc này trông anh như ác ma đến từ địa ngục khiến Vũ Vũ Lan sợ tới mức run lẩy bẩy. Cút, cút về hoàng tộc họ Vũ đi. Dương Thanh gào thét, nếu bà dám đến trêu vào tôi lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho bài được rồi, tôi cút. Tôi cút ngay đây. Vũ Vũ Lan vội vàng rời đi. Lúc này, bà ta chỉ muốn sống chứ không quan âm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Rốt cuộc Vũ Vũ Lan cũng rời đi, nhưng Dương Thanh vẫn không đỡ hơn, những suy nghĩ điên cổng như muốn thay thế trí nhớ của anh, biến anh thành cỗ máy chỉ biết giết người anh cố gắng chịu đựng, định dẫn những suy nghĩ đó xuống. Khi chưa bước vào siêu phàm cảnh, anh đã rất khó kìm nén trạng thái điên cồng này, huống hồ bây giờ anh đã đạt đến siêu phàm cảnh. Thực lực càng mạnh thì càng khó kiểm soát những suy nghĩ điên cồng trong đầu hơn. Dương Thanh cảm thấy nội tạng mình như bị sức mạnh hung bạo này xé rách, khiến anh đau đến mức không muốn sống nữa. Gào! Anh lại nổi giận gầm lên, mái tóc trăng bay phấp phới theo gió. Dầm dầm dầm, anh điên cuồng tấn công những tảng đá, muốn chút hết những suy nghĩ điên cuồng ra ngoài. Trước đó, ở võ Qué Nhiến Đô, Vương Chiến phải dùng liều thuốc siêu phàm, tăng thực lực lên ngang với Dương Thanh rồi chiến đấu với anh thì mới khiến những suy nghĩ điên cuồng trong đầu anh biến mất. Nhưng sau đó Vương Chiến không chịu nổi tác dụng phụ nên đã qua đời. Đây là nỗi đau trong lòng Dương Thanh. Bây giờ anh lại rơi vào trạng thái điên cuồng, ai sẽ giúp anh chút những suy nghĩ đó ra ngoài chứ? Dương Thanh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc Dương Thanh sắp không chịu nổi nữa, một giọng nói trêu tức bỗng vang lên. Dương Thanh lập tức nhìn về phía đối phương, khi trông thấy Black Doctor, nét mặt anh càng thêm dữ tợn. Là ông! Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập sát khí. Bên cạnh Black Doctor còn có một bóng người quen thuộc, đó chính là Hoa Anh Kiệt hội trưởng của Hiệp hội Võ Thuật. Nhưng lúc này, mắt Hoa Anh Kiệt trống rỗng, lão ta ngơ ngác đứng cạnh Black Doctor, đờ đấn nhìn Dương Thanh, trông chẳng khác gì người chết. Không những thế, trên người Hoa Anh Kiệt không có chút hơi thở võ thuật nào. Nhưng Dương Thanh vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, cũng như Black Doctor, tuy trông ông ta rất bình thường, không hề có thực lực gì, nhưng Dương Thanh vẫn cảm nhận được ông ta rất nguy hiểm. Dương Thanh, có phải bây giờ cậu đang vô cùng tức giận, rất muốn giết tôi không? Black Doctor cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, nhưng cậu cũng biết mình không có bất cứ hy vọng nào trong việc giết tôi nhỉ. Tôi có thể nói rõ cho cậu biết, tuy tôi không phải người học võ, cũng không có thực lực võ thuật, nhưng tôi có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Với thực lực của cậu hôm nay, cậu vốn không thể giết nổi tôi. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Black Doctor bằng đôi mắt đỏ ngầu, đằng đăng sát khí. Chỗ tôi vẫn còn một liều thuốc hoàn mỹ phiên bản cải tiến, cũng có thể gọi là liều thuốc siêu hoàn mỹ, Dược hiệu của nó mạnh hơn liều thuốc hoàn mỹ mà cậu đã dùng nhiều. Black Doctor cười ha hả, với cảnh giới võ thuật của cậu bây giờ, nếu dùng liều thuốc siêu hoàn mỹ, chắc chắn cậu sẽ phát huy được thực lực ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Cậu muốn thử không? Black Doctor nói rồi lấy một lọ thuốc bằng thủy tinh ra, rõ ràng đó chính là liều thuốc siêu hoàn mỹ mà ông ta vừa nhắc tới. Cút. Dương Thanh giận dữ quát. Chính liều thuốc hoàn mỹ đã khiến anh thành ra thế này. Mỗi khi điên cuồng thì đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bây giờ anh đang sắp mất lý trí, nếu dùng thêm liều thuốc siêu hoàn mỹ nữa, Dương Thanh gần như có thể khẳng định anh sẽ mất lý trí ngay. Ha ha, cậu là vật thí nghiệm của tôi mà lại bảo tôi cút, đúng là không ngoan chút nào. Black Doctor cười híp mắt, lập tức rót thuốc vào ống tiêm rồi bước về phía Dương Thanh, vừa đi vừa nói, từ ngày cậu trở thành vật thí nghiệm của tôi, cậu không còn quyền từ chối yêu cầu của tôi nữa rồi nếu cậu không muốn chủ động dùng thì tôi đành phải ra tay thôi nghe thấy black doctor nói thế nét mặt dương thanh càng dữ tợn hơn anh nhìn chăm chằm vào black doctor đang đến gần mình ông chán sống rồi dương thanh trượt quát rồi lao đến gần như trong chớp mắt anh đã đến trước mặt black doctor rồi tung một đòn toàn lực của cao thủ siêu phàm tam cảnh dâm anh đấm trúng ngực black doctor nhưng điều khiến anh khiếp sợ chính là trước đòn tấn công mạnh mẽ như thế black doctor chỉ dùng mình một cái mà thôi thậm chí còn không lui về sau bước nào. Black Doctor mỉm cười, tôi đã nói cậu không giết nổi tôi mà sao có thể chứ? Trong đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh tràn ngập vẻ không dám tin. Có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm tam cảnh thực thụ cũng không đỡ nổi cú đấm vừa rồi, nhưng Black Doctor lại làm được điều đó. Anh có ảo giác như mình vừa đấm vào miếng bọt biển, chứ không phải tấn công lên cơ thể người. Không có chuyện gì là không thể. Black Doctor mỉm cười, bất chợt tóm lấy tay Dương Thanh Đúng là rất kỳ lạ, rõ ràng ông ta chỉ là người bình thường, nhưng Dương Thanh lại không thể ngăn cản nổi cánh tay yếu ớt của ông ta, chỉ có thể để ông ta giữ tay mình. Phập, anh bỗng thấy đau ở tay, Black Doctor đã tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ cho anh. Quá trình tiêm kết thúc trong nháy mắt. Xong rồi, thậm chí Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng, Black Doctor đã tiêm hết liều thuốc siêu hoàn mỹ cho anh. Ban đầu Dương Thanh không cảm nhận được gì, nhưng ngay sau đó, một cơn đau dữ dội bắt đầu lan ra khắp người anh từ cánh tay. Không những thế, xung quanh vết tiêm, từng mạch máu màu đỏ bắt đầu xuất hiện rồi lan ra khắp người. Trong chớp mắt, khắp người Dương Thanh toàn mạch máu, trông như những hình xăm. Sa nữ Dương Thanh bất chợt hét lên đau đớn. Âm ầm. Vào giây phút này, cả đỉnh núi như rung chuyển. Từng khe nứt xuất hiện dưới chân Dương Thanh rồi lan ra xung quanh. Black Doctor mỉm cười, nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt kích động có vẻ ông ta đã coi Dương Thanh là vật thí nghiệm của mình thật, kết quả thí nghiệm sắp xuất hiện rồi. An Dương Thanh siết chặt năm tay, ngửa mặt hét dài, trong lúc nhất thời, khí thế đáng sợ bùng nổ từ người anh đã bao phủ cả Ninh Châu. Vũ Vũ Lan vừa tới sân bay cũng cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ đang bao trùm cả đất trời. Bà ta nhìn về hướng đỉnh Ninh Sơn bằng ánh mắt kinh hãi. Đó, đó là Dương Thanh Ư. Sao, sao cậu ta lại mạnh đến vậy? vũ vũ lan nói với vẻ không dám tin vừa nãy dương thanh đã phát huy thực lực ngang với siêu phàm tam cảnh đỉnh phong áp đảo bà ta một cách bạo lực nhưng bây giờ khí thế này hơn xa khí thế mà dương thanh bộc lộ khi đánh với bà ta vũ vũ lan không dám ở lâu vội vàng rời đi sợ dương thanh tìm tới mình ở đỉnh ninh sơn dương thanh hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng khí thế đáng sợ trên người anh cứ tăng vọt như muốn khiến cơ thể anh nổ tung chỉ sau mấy giây ngắn ngủi người Dương Thanh đã đầm điểm máu. Rất nhiều mạch máu nổi lên trên da anh đang nổ tung. Trông anh vô cùng dữ tợn. Năm mới nhóm chuyên nôn chúc cả nhà vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nhé. Đúng là quá hoàn mỹ Black Doctor lại nhìn Dương Thanh với vẻ hài lòng, như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do mình tạo nên, khen không ngứa ớt lời. Hoa anh Kiệt, giết cậu ta đi. Black Doctor ra lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Hoa anh Kiệt lạnh lùng đáp rồi nhào về phía Dương Thanh gào hình như dương thanh cũng cảm nhận được gì đó lập tức giơ nắm đấm lên Dầm! một tiếng động lớn bỗng vang lên núi đá nứt toác hoa anh kiệt bị đánh bay mười mấy mét đập vào một đỉnh núi khác dương thanh bất chợt biến mất đến khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt hoa anh kiệt rồi hoa anh kiệt như một cỗ máy vô cảm sau khi bị dương thanh đánh bay thì lập tức đứng lên lão ta vừa đứng dậy đòn tấn công của dương thanh lại ập đến lão ta thẳng thừng giơ năm đấm lên Dầm. Ở chỗ mà năm đấm hai người chạm vào nhau, một luồng sức mạnh hung bạo bất chợt bùng nổ như bom nguyên tử, khí thế khủng khiếp đó lập tức lan ra xung quanh. Dưới khí thế này, đá trên đỉnh núi nát vụn rồi bay theo gió. Dầm 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 Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt lại rơi vào trận chiến kịch liệt. Black Doctor đứng ở đỉnh núi khác, nhìn hai người bằng đôi mắt tràn ngập ý cười. Hai vật thí nghiệm này đều là kiệt tác hoàn mỹ nhất của mình. Black Doctor khen không ngớt lời trên đời này không có mấy cao thủ như thế lúc này dương thanh chỉ cảm thấy ý thức của mình đang dần biến mất không những thế trí nhớ của anh cũng bị xóa đi dường như có một cây bút đang viết trong đầu anh black doctor là chủ nhân của anh anh phải nghe lệnh ông ta chứ không được phản kháng dương thanh chợt phát hiện ký ức tốt đẹp giữa anh và tân thanh tâm đang biến mất dần không những thế tiêu tiêu mã siêu còn cả những chuyện xảy ra ở biên giới phía bắc đang từ từ biến mất không anh đau đớn hét lên, "A, à, dầm. Đúng lúc này, Hoa Anh Kiệt đã đấm trúng ngực Dương Thanh, Dương Thanh lập tức bay ra xa. "Không, đừng, đừng, đừng Dương Thanh đau khổ hét lớn, đừng xóa trí nhớ của tôi, đừng." "Tôi xin ông." "À, chủ nhân của tôi là Black Doctor, không, không phải." "Không phải thế. Tôi phải nghe lệnh Black A, à, không, không phải." Dương Thanh ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên đất sắc mặt Black Doctor hơi khó coi, ông ta nhíu mày, sao có thể chứ? Cậu ta đã bị tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ với dược hiệu mạnh gấp 10 lần liều thuốc hoàn mỹ, sao cậu ta vẫn giữ được lý trí của mình? Theo kế hoạch của ông ta, sau khi bị tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ, hoặc Dương Thanh sẽ nổ tung vì không chịu nổi dược hiệu. Hoặc anh sẽ mất hết lý trí, từ nay về sau chỉ nghe lệnh ông ta. Nhưng bây giờ, Dương Thanh vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, còn đấu tranh với dược hiệu mạnh mẽ, rốt cuộc ý chí phải kiên cường tới mức nào thì mới làm được điều đó đây Hoa Anh Kiệt ra tay tiếp đi Black Doctor xâm mặt nói ông ta không cười nữa nét mặt vô cùng âm u do đó có thể thấy phản ứng của Dương Thanh đã nằm ngoài dự đoán của ông ta rồi Hoa anh Kiệt hơi nhít chân lại tấn công Dương Thanh dâm dâm dầm hai người lại rơi vào trận chiến kịch liệt Dương Thanh càng đánh càng thấy ý chí của mình bị bào mòn gần như không còn chút gì nữa những ký ức tốt đẹp trong đầu anh cũng mất dần. Hai hàng lệ bỗng chảy xuống từ mắt anh. Anh không hiểu sao mình lại khóc, chỉ biết trong lòng rất đau đớn, dường như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì anh không nghĩ ra. Anh chỉ nhớ, những thứ đó rất quan trọng với anh, anh sẵn sàng bảo vệ chúng bằng mạng sống của mình. Dương Thanh, kể từ hôm nay, tôi Black Doctor là chủ nhân của cậu, cậu phải nghe lời tôi. Đúng lúc này, Black Doctor bỗng giận dữ quát: Tôi tên Dương Thanh, kể từ hôm nay, chủ nhân của tôi chính là Black Doctor, tôi phải. Dương Thanh đang định nói ra câu nói kia, bất chợt ôm đầu hét lớn. Sắc mặt của Black Doctor càng thêm xa xầm, chẳng lẽ đã thất bại rồi tia? Không, không thể nào, mình là Black Doctor cơ mà, sao có thể thất bại chứ? Black Doctor tức giận quát lên với Dương Thanh, Dương Thanh, kể từ hôm nay, tôi Black Doctor chính là chủ nhân của cậu, cậu phải nghe lời tôi sự kháng cự trong mắt Dương Thanh càng rõ rệt hơn, dường như ý chí cũng chậm rãi khôi phục, anh nhìn Black Doctor bằng ánh mắt đẳng đằng sát khí. Ông đáng chết. Dương Thanh bỗng cắn răng, giận dữ quát rồi lập tức lao tới chỗ Black Doctor. Thấy Dương Thanh lao đến chỗ mình, Black Doctor sầm mặt, trong mắt lóe lên sát khí, nếu đã thất bại thì đành hủy hoại cậu thôi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã lao tới trước mặt Black Doctor, đấm một phát. Dầm. Sau tiếng va chạm trầm đục, Black Doctor bị đẩy lùi mấy chục bước rồi mới đứng vững. Không những thế, khóe miệng ông ta cũng trào máu tươi. Không ngờ một vật thí nghiệm thất bại cũng có thể mạnh tới mức này, đúng là không cam lòng. Black Doctor lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Dương Thanh với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tôi phải giết ông. Dương Thanh giận dữ quát rồi lại lao về phía Black Doctor. Anh không biết tại sao mình phải giết Black Doctor, chỉ biết anh nhất định phải làm điều đó. Lúc này toàn thân anh tràn ngập sức mạnh anh hơi nhích chân mặt đất lập tức nứt toác dầm hoa anh kiệt bỗng chắn trước mặt black doctor rồi giơ năm đấm lên cốt dương thanh đấm một cú ngực hoa anh kiệt lập tức lõm vào bị đánh bay ra xa đúng lúc dương thanh đánh bay hoa anh kiệt black doctor đã tìm được cơ hội lập tức đấm vào ngực anh dầm cơ thể dương thanh cũng bay đi như lá rụng chết đi cho tôi dương thanh còn chưa rơi xuống đất Black Doctor đã đuổi sát theo, tung đòn chí mạng. Dầm, Dương Thanh đang ở giữa không trung bỗng giơ tay lên đỡ đòn tấn công từ Black Doctor, như phản xạ có điều kiện. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức bùng nổ từ tay hai người. Dầm dầm dầm, dưới sức mạnh này, vô số tảng đá lập tức vỡ nát. Người Dương Thanh văng ra xa với tốc độ nhanh hơn. Black Doctor cũng không chịu nổi, cơ thể cũng bay ngược ra sau. Dầm dầm dầm, người dương thanh đập vào một tảng đá, vô số vết nứt lập tức xuất hiện trên tảng đá, ngay sau đó nó trực tiếp nổ tung. Anh chỉ thấy máu mình đang sôi lên, sức mạnh điên cuồng tăng vọt như thủy triều. Sau khi bay xa mười mấy mét, Black Doctor lôm cồm bò dậy, cảm nhận được khí thế của Dương Thanh vẫn đang không ngừng mạnh lên, sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Sao có thể chứ? Ông ta nói với vẻ không dám tin. Audio điện tử võ tấn bền nhưng trong mấy ngày này, Dương Thanh vẫn không thể nhớ lại, mỗi khi định nhớ, anh đều đau đến mức chết đi sống lại, phải nhờ tới sự trợ giúp của thuốc an thần. Cùng lúc đó, trên một đồng cỏ rộng lớn ở vực Tây Châu, Tiêu Tiêu đang chạy theo bầy cừu trên đồng cỏ, trông rất vui vẻ. Còn Tần Y vốn hoạt bát hiếu động thì im lặng ở cạnh Tân Thanh Tâm. Mấy ngày qua, Tân Thanh Tâm luôn rửa mặt băng nước mắt, Tân Y thấy hết nên rất đau lòng, nhưng cô ta biết làm gì đây. Dương Thanh mới rời khỏi họ có 5 ngày, nhưng họ lại cảm thấy dường như đã 5 năm. năm chị chị đừng lo nữa chắc chắn anh rể sẽ không sao đâu đối với chúng ta bây giờ không có tin tức gì mới là tin tức tốt chị thấy đúng không tân y ngồi cạnh tân thanh tâm nắm tay chị dịu dàng nói mắt tần thanh tâm đỏ hoe y y chị lo cho anh ấy lắm tân thanh tâm nói rồi nghẹn ngào à tân đại dũng ngồi bên cạnh cũng thở dài vô cùng lo lắng cách đó không xa đoàn vô nhai và độc du cũng đang ngồi trên bãi cỏ sắc mặt họ vô cùng nghiêm nghị họ đều hiểu lần này dương thanh rất khó sống sót quay về vũ vũ lan là cao thủ siêu phàm tam cảnh của hoàng tộc họ vũ còn dương thanh mới đến siêu phàm nhất cảnh hai bên tranh nhau nhiều như thế còn đánh kiểu gì đây giờ đã được một tuần theo lẽ thường dương thanh đã chạm mặt với vũ vũ lan từ một tuần trước nếu dương thanh thăng thì đã quay lại lâu rồi cho dù anh bị thương thì cũng không thể trần trừ lâu như thế chứ bố chắc chắn anh thanh sẽ không sao đúng không mắt đoàn ngữ yên đỏ hoe Nhìn dáng vẻ tự trách của con gái, đoàn vô nhai cũng rất khó chịu, ông ta không muốn lừa con, nhưng cũng không muốn con buồn, càng không muốn nói sự thật cho đám tân thanh tâm biết. Thế nên ông ta gật nhẹ đầu, nói với vẻ kiên định, chắc chắn cậu Thanh sẽ sớm đến tìm chúng ta nhưng đã một tuần rồi, sao anh ấy vẫn chưa tới tìm chúng ta chứ, đoàn ngữ hiên hỏi. Bởi vì lần này, cậu ấy phải đối mặt với Vũ Vũ Lan, một cao thủ mạnh hơn hẳn cậu ấy, không chừng cậu ấy đã đi trốn, chứ không đánh với Vũ Vũ Lan đâu đoàn vô nhai nói trốn chắc anh thanh không phải loại người ấy đâu nhỉ đoàn ngữ hiên rất kinh ngạc theo cô ấy thấy dương thanh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất chắc chắn không phải hạng ham sống sợ chết đâu đoàn vô nhai cười khổ chỉ về phía đám người tân thanh tâm ở đây còn vợ và con gái cậu thanh sao cậu ấy có thể chết một cách dễ dàng được thiên phú võ thuật của cậu ấy rất cao nếu cho cậu ấy thời gian chắc chắn cậu ấy sẽ đột phá siêu phàm tam cảnh bằng tốc độ nhanh nhất không chừng bây giờ cậu ấy đã trốn đến một nơi không ai biết đang điên cuồng tu luyện rồi ngày cậu ấy đột phá cũng là ngày cậu ấy đến tìm chúng ta đoàn ngữ hiên mừng rỡ nói bố bố nói thật à đoàn vô nhai gật đầu bố đã lừa con bao giờ đâu tốt quá để con đi nói với đám người chị tâm chắc chắn anh thanh sẽ quay lại đoàn ngữ hiên kích động nói rồi vội vàng chạy về phía tân thanh tâm chị tâm bố em nói chắc chắn anh thanh sẽ quay lại nhìn đoàn ngữ yên đang kích động chạy tới chỗ tần thanh tâm, độc du chợt thở dài, điện hạ, chắc ngài cũng biết, e rằng lần này cậu thanh lành ít dữ nhiều. Đoàn vô nhai gật nhẹ đầu với vẻ đau khổ, tôi biết, rất có thể cậu ấy đã chết dưới tay vũ vũ lan. Ông cũng thấy tần thanh tâm đang đau khổ tới mức nào rồi đấy, ngữ yên cũng luôn tự trách, nghĩ mình đã liên lụy tới cậu thanh, nếu nói cho họ biết sự thật, chắc chắn họ sẽ sụp đổ. Suy đoán của chúng ta cũng chỉ là suy đoán chứ không phải sự thật, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ ở đây bảo vệ người thân của cậu thanh trước khi cậu ấy quay về độc du gật đầu điện hạ cứ yên tâm tôi sẽ bảo vệ họ kỹ càng không chỉ có mỗi ông đâu còn tôi nữa chúng ta cùng bảo vệ họ đoàn vô nhai nói với vẻ kiên định trong lúc đoàn vô nhai đang lo lắng cho dương thanh ở ninh châu một người thanh niên đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy dương thanh đâu cả anh thanh rốt cuộc anh đang ở đâu chứ anh ta cần răng mắt đỏ hoe một tuần trước mã siêu tới ninh châu đã tìm kiếm tung tích của dương thanh khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy manh mối gì như thể dương thanh chưa bao giờ tới ninh châu chẳng lẽ anh thanh đã rời khỏi ninh châu rồi à mắt mã siêu đỏ hoe thật ra anh ta đang lo đến việc khác nhưng không dám nói trước khi nhìn thấy dương thanh anh ta sẽ không bao giờ tin vào khả năng đó đâu các ông là ai đúng lúc này hai lão già mặc đồ gấm bỗng lặng lẽ xuất hiện trước mặt mã siêu mã siêu lập tức biến sắc ý chí chiến đấu phun trào không ngờ anh ta lại không cảm nhận được gì khi hai lão già này xuất hiện mã siêu có ảo giác họ như hai ngọn núi lớn đang sừng sững trước mặt anh điện hạ rốt cuộc chúng tôi cũng tìm được cậu rồi một lão già bỗng kích động nói nước mắt rơi lã chã đúng là điện hạ thật ư một lão già khác cũng có vẻ kích động chắc chắn không nhầm được mã siêu nhíu mày nhìn hai người đang kích động kia Rốt cuộc các ông là ai thế? Điện hạ, chúng tôi tới đón cậu về hoàng tộc cổ xưa. Hai lão già hơi khom người. Hoàng tộc cổ xưa ư? Hoàng tộc cổ xưa nào chứ? Mã Siêu lập tức biến sắc. Hoàng tộc họ Phùng một trong hai hoàng tộc cổ xưa hồ một lão già kích động nói, chúng tôi đã tìm cậu suốt 20 năm, cuối cùng cũng tìm được rồi, mời điện hạ theo chúng tôi về hoàng tộc họ Phùng ạ. Các ông nhận nhầm người rồi. Mã Siêu bối rối quay người, định rời khỏi đây. Điện hạ, tôi không nhận nhầm đâu. Một lão già kích động nói, mỗi khi cậu phá giải phong ấn về sức chiến đấu, có phải trên ngực trái cậu sẽ xuất hiện một vết hình tròn không? Mã siêu vừa đi được mấy bước bỗng khựng lại, nhìn lão già với vẻ không dám tin, sao ông biết? Bởi vì đó chính là ký hiệu gia tộc của dòng chính hoàng tộc họ Phùng. Lão già kích động nói, thế nên chúng tôi không nhận nhầm đâu, cậu chính là cháu đích tôn của Phùng Hoàng Phùng siêu đấy. Nghe ông lão kia nói vậy, Mã siêu ngỡ ngàng chỉ vào mình, hỏi lại, ông nói tôi là người của hoàng tộc họ Phùng sao? Lại còn là cháu đích tôn của Phùng hoàng. Anh ta chỉ biết mình là trẻ mồ côi chứ không ngờ lại là người của một gia tộc hàng đầu, đã thế đó còn là hoàng tộc họ Phùng, một trong hai hoàng tộc lớn thời xa xưa. Điện hạ, những lời chúng tôi nói đều là thật, cậu cũng đã xác nhận ở tim cậu có ký hiệu gia tộc của hoàng tộc họ Phùng rồi mà. Điện hạ à, hoàng chủ thật sự nhớ cậu lắm, cậu hãy về cùng chúng tôi đi. Hiện giờ trong cả hoàng tộc họ Phùng thì cậu là người có tư cách trở thành người thừa kế nhất đấy." Hai ông lão liên tục khuyên nhủ. Sắc mặt Mã Siêu rất khó coi, anh ta không hề hứng thú với thân thế thật sự của mình, đã quen với việc một thân một mình nhiều năm rồi. Có gia tộc hay không cũng không sao cả. Bây giờ vẫn chưa tìm được Dương Thanh, sao anh ta có thể đi hoàng tộc họ Phùng được? "Xin lỗi, tôi không phải cháu đích tôn của hoàng tộc họ Phùng gì cả, dù phải cũng không đi cùng các ông đâu." nói xong mã siêu muốn bỏ đi điện hạ cậu phải về với chúng tôi chứ anh ta vừa xoay người thì bị hai ông lão kia chặn đường mã siêu xâm mặt xuống đến đáng sợ lạnh giọng nói tránh dai hai ông lão không quan tâm chỉ nghiêm túc nhìn anh ta theo họ thấy thì mã siêu không có lý do gì để không về cả vì chỉ cần trở về là sẽ được hưởng thụ sự giàu sang và quyền lực vô tận thế mà anh ta lại từ chối điều này làm cho họ rất kinh ngạc thưa điện hạ hoàng chủ đã ra lệnh chúng tôi nhất định phải tìm cho được cậu và đưa cậu về hoàng tộc mong cậu đừng làm khó chúng tôi một ông lão tận tình khuyên bảo đó là chuyện của mấy người liên quan gì đến tôi nói rồi mã siêu bỏ đi điện hạ không thể đi được hai người này bám dai như đỉa anh ta vừa mới nhích người đã bị cản đường lần nữa cút đi cuối cùng mã siêu nổi đoá tung cú đấm ra phịch ông lão bị đánh trúng nhưng đáng ngạc nhiên là lão ta không hề động đậy chút nào. Sao, sao có thể? Mã siêu kinh ngạc thốt lên, rốt cuộc các ông đang ở cảnh giới nào vậy? Với thực lực hiện tại, nếu mã siêu dùng hết toàn lực thì có thể bộc phát ra sức mạnh ngang ngửa thần cảnh đỉnh phong, tuy anh ta không dồn hết sức vào đòn tấn công vừa rồi nhưng ít nhất cấp độ của nó cũng là thần cảnh hậu kỳ. Nhưng một đòn đánh mạnh mẽ như thế lại không thể làm ông lão đến từ hoàng tộc họ phùng này lung lay chút nào. Hai ông lão nhìn nhau, một người mở miệng nói, thưa điện hạ, chúng tôi đều là cao thủ siêu phàm cảnh, cậu nên hiểu rằng muốn thoát khỏi chúng tôi chỉ với thực lực bây giờ là không thể nào. Dĩ nhiên, nếu cậu trở lại hoàng tộc họ phùng và được hoàng chủ tự tay dạy rõ thì không đến 5 năm nữa, cậu chắc chắn sẽ bước vào siêu phàm cảnh. Hiện giờ cậu chỉ mới 26 tuổi, 5 năm nữa là 31 tuổi, kể cả gia tộc cổ võ lánh đời cũng xem cậu là thiên tài võ thuật đấy ạ. Nhưng lúc này thì cậu vẫn chưa phải là đối thủ của chúng tôi đâu nét mặt mã siêu âm trầm xem ra không có hy vọng chạy trốn khỏi hai lão già này rồi dù chỉ có một cao thủ siêu phàm cảnh thôi anh ta cũng không thoát nổi chứ đừng nói là hai chẳng qua là anh ta không muốn đến hoàng tộc họ phùng chưa kể vẫn chưa tìm được dương thanh dù tìm ra thì vợ của anh ta vẫn còn đang ở yến đô chờ một hai tháng nữa thì có luôn một đứa bé cũng không chừng nếu mã siêu đi hoàng tộc họ phùng thật thì không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra muốn tôi đi theo thì chờ tôi chết đi anh ta căn răng nói. Hai ông lão thở dài, nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Mã siêu đột nhiên có dự cảm không lành. Không ổn rồi, chạy. Anh ta bùng nổ sức mạnh muốn rời khỏi đây. Bộ pi nhưng chưa kịp làm gì thì một ông lão tiến lên, lấy tay đánh vào gáy làm cho anh ta ngất xỉu. Đi thôi. Hai người nhanh chóng đưa mã siêu rời khỏi đây. Cùng lúc đó, có một chiếc xe Rolls Royce đang lái trên đường phố ở Ninh Châu. Chị ơi, vừa rồi hình như em thấy có một cậu trai bị hai ông lão đánh ngất. Mục thiên thiên đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì giật mình, vẻ hoảng sợ hiện lên trong mắt. Ở đâu? Lục tinh tuyết hỏi. Muốn tôi đi theo thì chờ tôi chết đi. Anh ta cần răng nói. Hai ông lão thở dài, nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Mã siêu đột nhiên có dự cảm không lành. Không ổn rồi, chạy. Anh ta bùng nổ sức mạnh muốn rời khỏi đây. Bộp nhưng chưa kịp làm gì thì một ông lão tiến lên lấy tay đánh vào gáy làm cho anh ta ngất xỉu đi thôi hai người nhanh chóng đưa mã siêu rời khỏi đây cùng lúc đó có một chiếc xe roi đang lái trên đường phố ở ninh châu chị ơi vừa rồi hình như em thấy có một cậu trai bị hai ông lão đánh ngất mục thiên thiên đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì giật mình vẻ hoảng sợ hiện lên trong mắt ở đâu lục tinh thuyết hỏi Mục thiên thiên chỉ vào nơi mã siêu vừa bị hai cao thủ của hoàng tộc họ phùng mang đi, lục tỉnh tuyết nhìn sang, nghỉ hoặc hỏi, có ai đâu. Dương Thanh đang ngồi trên xe với hai người vô thức nhìn sang, thị lực tốt hơn người thường giúp anh nhìn thấy cảnh hai ông lão đưa một người thanh niên khoảng 26, 27 tuổi vào trong xe. Tình cờ, Dương Thanh nhìn thấy gương mặt của người đang ngất xỉu. Anh không thể rời mắt đi được, cảm giác quen thuộc dâng trào như nước lũ, muốn nhớ ra người thanh niên này là ai nhưng vừa cố gắng nhớ lại thì đầu bốt lên như bị ai cào xe. À, Dương Thanh không thể không ôm lấy đầu, tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ trong cuống họng. Hai cô gái đang nhìn ra bên ngoài bị tiếng kêu đột ngột của anh làm cho giật mình. Này anh, anh sao vậy? Sách mặt lục tỉnh tuyết thay đổi, thất thanh kêu lên. Mục thiên thiên cũng bị dọa sợ, lớn tiếng nói, anh bình tĩnh nào, đừng nhớ lại nữa, đừng suy nghĩ gì hết hai người đều biết anh bị mất trí nhớ lần nào nhớ lại quá khứ đầu cũng nhức nhối chỉ cần dương thanh dừng lại là không thấy đau đầu nữa nhưng lúc này lại không có tác dụng gì anh vân đang khổ sở kêu rên nét mặt nhăn lại vì đau giết tôi đi giết tôi đi a à, dương thanh dư tận hét về phía hai người sự thống khổ đến tận cùng này thôi thúc anh chết đi cho xong chỉ khi chết đi anh mới được giải thoát thấy dương thanh đau khổ như thế hai mắt lục tình tuyết đỏ hoe, tính cách lương thiện làm cho cô ta không thể chịu nổi cảnh này. Ngay cả một người rất có thành kiến với anh là Mục Thiên Thiên cũng nôn nóng, anh trai, đừng như vậy mà, cố gắng chịu một chút nữa thôi. Giết tôi, giết tôi đi, làm ơn hãy giết tôi. Dương Thanh vùng vấy trong đau đớn. Lục tinh tuyết lo lắng nhìn Dương Thanh một lúc rồi đột nhiên vươn hai tay ôm chầm lấy anh, dịu dàng thì thầm bên tai, đừng sợ, có tôi ở đây. Thấy hành động này của cô ta, mục thiên thiên sửng sốt lục tỉnh tuyết không chỉ có xuất thân bề thế mà còn sở hữu ngoại hình xuất chúng những anh chàng trong ninh châu mà nhìn thấy hình ảnh này sẽ giết dương thanh cho xem nhưng điều làm mục thiên thiên ngạc nhiên hơn là dương thanh sau khi được lục tỉnh tuyết ôm lấy thì từ từ bình tĩnh lại không hét lên nữa chỉ là người còn đang run rẩy không biết là do đau hay đang sợ hãi cái gì mục thiên thiên vừa định lên tiếng thì bị lục tỉnh tuyết dùng mắt ra hiệu dừng lại hóa ra dương thanh đã thiếp đi trong lòng cô ta Mục thiên thiên trợn mắt há hốc mồm, quá đổi ngạc nhiên. Không hiểu sao cô ta lại có cảm giác Dương Thanh đang lợi dụng chị họ mình. Lục tỉnh tuyết ôm chặt Dương Thanh, hai tay không ngừng nhẹ nhàng võ lưng anh như đang dỗ dành một đứa bé. Mục thiên thiên thầm thở dài, lòng khó chịu không nói nên lời. Cô ta và lục tỉnh tuyết chơi chung với nhau từ nhỏ nên rất thân, bây giờ lại nhìn thấy chị họ mình vì một người đàn ông xa lạ mà cất công như thế, cảm thấy hơi khó chấp nhận. Nhưng Mục Thiên Thiên cũng biết chị mình tốt bụng, đã quyết tâm làm gì thì không ai ngăn cản nổi. Nhìn lục tình tuyết rồi lại nhìn Dương Thanh, cô ta trở thấy rất hài hòa, hai người này trông cứ như một cặp đôi trời sinh vậy. Trước đây không nhìn kỹ, bây giờ cẩn thận quan sát thì Mục Thiên Thiên nhận ra Dương Thanh vô cùng tuấn tú. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng sắc nét, đã thế còn cao chuẩn 1m8. Ngay cả những siêu sao nổi tiếng trên TV cũng không đẹp trai bằng anh. Chị này, em thấy chị và anh ta cũng là một đôi trai tài gái sắc, dù sao chị cũng chưa thích ai, hay là lấy anh ta làm chồng đi, cho anh ta ở rể luôn. Mục thiên thiên đột nhiên thì thầm. Lục tình tuyết xứng sở thật lâu rồi mặt đỏ bừng, thẹn thùng gắt lên, nói linh tỉnh gì thế hả? Hi hi. Mục thiên thiên cười đáp, em nghiêm túc mà, trước đây không để ý, giờ càng nhìn càng thấy hai người xứng đôi. Thiên thiên. Lục tình tuyết đột nhiên nghiêm túc dặn dò, đừng nói mấy lời thế này nữa, nếu để Lý Tấn biết được thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy. Thấy cô ta nghiêm mặt lại, Mục Thiên Thiên cũng không dám đùa nữa, vội vàng bảo đảm, Chị à, em chỉ nói đùa với chị thôi, đừng lo, em sẽ không đi nói lung tung đâu. Nửa giờ sau, xe chậm rãi lái vào một trang viên, đi thêm 5 phút nữa rồi dừng trước một căn biệt thự. Anh ơi, tỉnh lại đi, chúng ta về nhà rồi. Lục tỉnh viết cố gắng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể, sợ lớn tiếng sẽ làm Dương Thanh bị giật mình. Dường như nghe thấy giọng nói của cô ta, anh ừ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt mỹ miều gần trong gang tắc. Dương Thanh giật cả mình, lùi ra sau như phản xạ có điều kiện. Lục tinh tuyết ngẩn người. Chưa có người đàn ông nào né tránh một người xinh đẹp như cô ta thế này cả. Thế mà Dương Thanh vừa tỉnh lại là nhanh chóng tránh xa. Mục Thiên Thiên cũng nhìn thấy, kinh ngạc nói, anh đúng là không biết điều mà, chị họ Thiên Thiên. Lục tinh tuyết biết cô ta muốn nói gì bèn vội và ngăn cản, trên gương mặt xinh đẹp lại ửng hồng. "Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu." Dương Thanh đã hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá đáng nên mau chóng xin lỗi. "Sau này anh hãy ở đây với chúng tôi nhé." Lục Tình Tuyết mỉm cười nói. Dương Thanh đi theo hai chị em tiến vào căn biệt thự sang trọng, bên trong rất nguy nga và lộng lẫy, người bình thường vào đây sẽ bị choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này. Nhưng từ đầu đến cuối Dương Thanh đều rất thản nhiên. Dường như tất cả mọi sự rực rỡ sang trọng này đều không là gì đối với anh. Những bức tranh chữ do chính tay các nhà thư pháp chấp bút treo trên bức tường xung quanh cũng không được anh nhìn lấy một cái. Sau này anh ở phòng này, tôi và Thiên Thiên ở trên tầng 2, không có việc gì thì không được đi lên, hiểu chưa? Lục Tình Tuyết dặn dò. Dương Thanh gật đầu, "Cảm ơn cô. Bây giờ có nơi để ở là tuyệt lắm rồi, anh không dám đòi hỏi thêm gì. Anh đi tắm trước đi." ra ăn cơm rồi cùng đi mua quần áo cho anh. Nói rồi lục tình tuyết đi xuống phòng bếp, xem ra là muốn đích thân nấu bữa trưa. Về phòng, Dương Thanh tắm rửa bằng nước ấm, kỳ cọ sạch vết bẩn trên người rồi ra ngoài. Anh này, Mục Thiên Thiên đi đến định gọi xuống ăn cơm thì đúng lúc Dương Thanh ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy anh, cô ta ngây ngẩn cả người. Dương Thanh tắm rửa sạch sẽ xong cứ như biến thành một người khác vậy, mái tóc dài còn ướt nhẹp. Không ngờ anh đẹp trai thế cơ đấy. Mục Thiên Thiên nhìn Dương Thanh với đôi mắt lấp la lấp lánh. Cô ta là một người thích ngảm trai đẹp, Dương Thanh lại có khuôn mặt nghiêm chỉnh, trước đó trông lôi thôi lếch thách nên cũng không để ý lắm. Nhưng giờ đây, anh cạo hết đám dâu thật dài đi, để lộ ra toàn bộ gương mặt, thật sự là ngay cả ngôi sao hay thần tượng cũng không sánh bằng. Bị đôi mắt nóng bỏng của Mục Thiên Thiên nhìn chằm chem, Dương Thanh hơi mất tự nhiên, Thiên Thiên, tinh tuyết bảo chúng ta xuống ăn cơm. À à, đúng rồi, tôi đến gọi anh ăn cơm, đi nào nhanh ăn cơm thôi ăn rồi đi mua sắm mục thiên thiên nhiệt tình ôm lấy cánh tay dương thanh kéo xuống phòng ăn vào phòng ăn hai người nhìn thấy trên bàn được đặt ba cặp chén đũa thức ăn là ba món ăn một món canh trông rất ngon miệng lục tỉnh tuyết đi ra nhà bếp thấy dương thanh sau khi cạo râu thì cũng kinh ngạc chỉ là không khoa trương như mục thiên thiên chị em đã nói rồi mà anh ấy xứng đôi với với chị lắm đấy hai người mà mặc đồ cưới chắc ai cũng hét lên quát trên mặt mục thiên thiên tràn trề mong đợi như đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Dương Thanh mặc vest và lục tinh tuyết mặc váy cưới. Lục tinh tuyết lập tức đỏ mặt, tức giận mắng, em mà còn nói linh tinh là lát nữa không cho em đi cùng đâu đấy. Lời đe dọa này vẫn có tác dụng, mục thiên thiên không đùa nữa, lao đầu vào ăn cơm. Nhưng trong bữa ăn, cô ta luôn lén nhìn Dương Thanh, cảm thấy anh rất thuận mắt. Ăn xong, Dương Thanh chủ động mang chén đĩa xuống bếp, để tôi làm cho anh đi lên đi lục tỉnh tuyết vội vàng đi xuống đuổi anh ra ngoài mặc dù chưa nhớ ra được gì nhưng dương thanh vẫn cảm thấy rất ấm áp biết ơn nhìn theo bóng lưng bận rộn của cô ta không cần biết mình là ai là một người như thế nào bây giờ anh chỉ là một kẻ vô dụng sai đâu làm đấy anh thật sự rất biết ơn vì lục tỉnh tuyết đã đưa mình về và cho ở lại thế nào có phải chị họ tôi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng không thấy dương thanh ngẩn người nhìn lục tình tuyết trong nhà bếp mục thiên thiên cười híp mất nói dù sao thì anh cũng mất trí nhớ quên hết mọi thứ chỉ băng ở lại nhà họ lục cưới chị ấy đi mục thiên thiên mục thiên thiên lục tinh tuyết trong nhà bếp tức tối la lớn dạ em sai rồi em không nói nữa đâu mục thiên thiên nhanh chân chạy biến sợ chọc giận chị họ rồi lát nữa không được đi mua sắm cùng ngay lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiếng thẳng xe sau đó một người trung niên âm trầm đi vào Bác, sao bác lại đến đây? Thấy ông ta, mặt mày mục thiên thiên tái mét. Lục tinh tuyết đi ra, sắc mặt cũng rất khó coi, bố tìm con ạ. À. Tinh tuyết, con điên rồi sao? Người đàn ông trung niên phần nộ nói, ngày nào con cũng lén đến bệnh viện chăm sóc cho thằng nhóc này đã đành, giờ lại còn đưa cậu ta về trang viên nhà họ lục là sao? Con còn dám đưa cậu ta về nhà con, con không sợ người khác lời ra tiếng vào à? Nhớ chuyện này bị truyền đến tai Lý Tấn thì con có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Người trung niên này là Lục Xuyên, bố của Lục Tỉnh Tuyết và là con trai của chủ nhà họ Lục hiện nay. Mặc dù không muốn con gái mình bị bắt làm vật hy sinh cho gia tộc, phải kết hôn với người đàn ông mình không yêu nhưng ông ta cũng biết đây chính là nỗi bi ai khi sinh ra trong một dòng họ lớn, từ khi chào đời phụ nữ đã bị gông xiềng mang tên số phận trói buộc. Mấu chốt là, kẻ để ý đến Lục Tinh Tuyết lại là một thanh niên xuất sắc của nhà họ Lý, một trong hai gia tộc đứng đầu ninh châu nếu nhà họ lục dám phản đối nhà họ lý muốn dùng vũ lực để tiêu diệt thì chắc chắn họ sẽ không thoát nạn nổi lục tinh tuyết rưng rưng nước mắt bố à anh ấy đang bị mất trí nhớ chỉ tạm thời ở lại đây thôi khi nào anh ấy nhớ lại sẽ đi mà đúng đấy ạ à, bác đừng giận nữa sau này anh ấy khôi phục trí nhớ mà không chịu đi thì cháu sẽ là người đầu tiên đuổi đi mục thiên thiên lo lắng lên tiếng nói đỡ cho chị họ mình Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này cháu sẽ luôn ở đây, chị họ nhất định sẽ không sao đâu ạ. À. Lục Xuyên hừ lạnh, không đáp lời cô ta mà nhìn Lục Tình Tuyết, nói, bố không cần biết con nghĩ gì, hôm nay đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Lục cho bố. Bố hai mắt Lục Tình Tuyết đỏ hoe, anh ấy được con cứu, bây giờ mất trí nhớ, con phải chờ đến khi anh ấy khôi phục trí nhớ mới để anh ấy đi được. Bố cũng biết con đã quyết định chuyện gì thì sẽ không đổi ý mà, xin bố tha lỗi cho con thái độ của cô ta rất kiên quyết dương thanh lặng lẽ nhìn mọi chuyện đang diễn ra thật sự rất ấm lòng tình tuyết cô đừng cãi nhau với bác trai nữa tôi sẽ rời khỏi đây thình linh anh lên tiếng tuy không biết mình có thể đi đâu nhưng dương thanh hiểu rằng mình mà tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ mang phiền phức đến cho lục tinh tuyết mà thôi dù không được ở đây thì anh cũng đâu đến mức bị chết đói ra công trường lao động tay chân cũng kiếm được miếng cơm ăn mà nói xong Dương Thanh xoay người muốn ra ngoài. Này anh! Lục tỉnh tuyết hốt hoảng cản anh lại, quyết đoán nói, tôi là người cứu anh, tôi không cho phép anh đi khi chưa lấy lại được trí nhớ. Tinh tuyết, Dương Thanh vừa định khuyên bảo thì bị cô ta ngất lời, tôi không cho anh đi đâu. Mục thiên thiên nhìn anh rồi lại nhìn Lục Xuyên đang trên bờ nổi cơn tam bành, lòng vô cùng sốt ruột. Bác à, bác cho anh ấy ở lại đây một thời gian đi, cháu thể với bác nhất định sẽ không rời chị họ nửa bước. Mục Thiên Thiên không biết nên khuyên giải thế nào, chỉ đành nói như vậy. Nhưng Lục Xuyên không hề để ý đến cô ta. Thứ bất hiếu, ông ta tiến lên giơ tay muốn tát vào mặt của Lục Tinh Tuyết, giận dữ hét lên, cậu ta phải xéo ra khỏi đây. Cô ta sững sờ nhìn bàn tay của bố cách mặt mình ngày càng gần. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ bị bố đánh cả. Cái tát này sắp sửa rơi xuống thì đột nhiên Lục Tinh Tuyết thấy một người xông tới che trước mặt mình. Chát tiếng bạt tai chát chúa vang lên. NHTL NHTL lục tinh tuyết và mục thiên thiên thất thanh hét lên. Lục xuyên cực kỳ kinh ngạc, không ngờ Dương Thanh lại có thể chịu được cái tát này. Vừa rồi rõ ràng Dương Thanh còn đứng cách đây mấy mét cơ mà, sao lại nhanh như vậy được. Điều mà lục tinh tuyết và mục thiên thiên quan tâm thì không phải tốc độ của Dương Thanh, hai cô gái sốt sang nhìn về phía Dương Thanh. Nhất là lục tinh tuyết, nhìn bóng lưng vững trái trước mặt mình, nơi sâu thẳm nào đó trong lòng như rung động bác trai bác muốn đánh thì cứ đánh cháu ạ à. tỉnh tuyết cũng vì muốn đợi cháu khôi phục trí nhớ mới đưa cháu về nhà họ lục ở tạm thôi dương thanh nghiêm túc nói nếu bác cảm thấy cháu ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy thì cháu sẽ đi ngay dứt lời anh không chờ lục xuyên đáp lại mà bước đi lập tức này anh lục tỉnh tuyết sốt sắng chạy đến chộp lấy tay dương thanh nghẹn ngào nói tôi đã nói không được tôi cho phép thì anh không thể đi rồi mà hơn nữa bây giờ anh đang mất trí nhớ dù tôi cho anh đi thì anh có thể đi đâu được ra ngoài đó anh biết sống sao nét mặt dương thanh trở nên chua sót cô gái tốt bụng này cái gì cũng tốt cả chỉ là quá cố chấp một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể làm cô ta đổi ý nhưng nếu anh không đi thì sẽ trở thành rắc rối cho cô gái này lục xuyên không xua đuổi dương thanh nữa mà nhìn anh chăm chăm như đang suy tư điều gì phịch ngay lúc này lục tỉnh tuyết quỳ xuống dưới chân ông ta cảnh tượng này làm cho ai nấy đều ngỡ ngàng bố à từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ xin bố điều gì lần này con cầu xin bố bỏ qua cho anh ấy ở lại đây cô ta phan này con hứa với bố là anh ấy sẽ không gây ra rắc rối gì khi ở đây đâu ạ à. khi nào anh ấy khôi phục trí nhớ hoặc tìm ra người nhà con nhất định sẽ để anh ấy đi con chỉ cầu xin bố cho con một thời gian thôi dương thanh sững sờ tinh tuyết cô anh muốn nói gì nhưng lại không thốt nên lời anh cực kỳ cảm động mục thiên thiên cũng vô cùng ngạc nhiên lục xuyên nhìn cô con gái đang quỳ dưới chân mình rồi đưa mắt về phía dương thanh thật lâu sau ông ta lên tiếng cậu nhóc kia muốn ở lại đây thì cũng được nhưng cậu phải qua được thử thách của tôi nghe lục xuyên nói vậy lục tinh tuyết và mục thiên thiên đều ngẩn ra hai người không nghĩ rằng ông ta sẽ cho dương thanh cơ hội để ở lại vâng bác nói đi ải anh gật đầu đồng ý thử thách của tôi rất đơn giản chỉ cần có thể đánh bại hai vệ sĩ của tôi sẽ được phép ở lại đây." Lục Xuyên tùm tìm nói, trông ông ta không khác nào một lão cáo già xảo quyệt. "Bố." Lục Tinh Tuyết sốt sáng lên, vội vàng nói, "Vệ sĩ của bố đều đã được huấn luyện kỹ càng, nói thế nào cũng là cao thủ vương cảnh sơ kỳ." Anh ấy vốn đang bị thương, vẫn chưa khỏi hẳn, sao có thể đánh lại vệ sĩ của bố được chứ? Mục Thiên Thiên cũng khuyên can, "Đúng đấy ạ, à, cháu thấy bác không muốn cho anh ấy cơ hội nào thì đúng hơn đấy." Lục xuyên không quan tâm đến hai cô, chỉ nhìn Dương Thanh với đôi mắt sáng rực, hỏi: "Cậu nhóc, cậu có dám chấp nhận thử thách của tôi không?" "Có à?" Dương Thanh đồng ý. Anh không biết mình có thể đánh bại được hai người vệ sĩ đó hay không, nhưng không biết vì sao anh lại không thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn có cảm giác hai người này không đủ mạnh để làm đối thủ của mình. Anh đừng đồng ý. Mục Thiên Thiên sốt ruột can ngăn. Vệ sĩ của bác đều là những cao thủ hàng đầu nhà họ Lục cả hai người đó mà hợp sức thì anh không thăng nổi đâu. Lục tình tuyết cũng thấp thỏm nói, anh đừng chấp nhận thử thách của bố tôi chứ. Dứt lời, cô ta đứng che trước mặt Dương Thanh, thở hồn hển nói, bố, con đã lớn rồi, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Con biết bố không muốn anh ấy ở đây nên mới cố ý bảo hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ thử thách anh ấy. Trường nào còn có con, con tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào động vào anh ấy. Thái độ của lục tỉnh tuyết rất kiên quyết nhìn cô gái bé nhỏ đang bảo vệ mình dương thanh cảm thấy rất cảm động lục xuyên nheo mắt nhìn chàng trai đang đứng sau lục tỉnh tuyết không nói gì ông ra rất muốn nhìn xem cậu con trai này có can đảm đứng ra hay không thật ra thì lục tinh tuyết và mục thiên thiên đều nghĩ sai rồi lục xuyên cố ý đưa ra thử thách này không phải vì muốn đuổi dương thanh ra ngoài không hiểu sao ông ta cảm nhận được sức mạnh rất lớn đến từ anh bản thân lục xuyên là một cao thủ vương cảnh sơ kỳ thuộc hàng những người có tài năng thiên bẩm ở nhà họ Lục, thế mà lại thấy áp lực khi đứng trước một người trẻ tuổi. Nếu trực giác của Lục Xuyên không sai thì có lẽ Dương Thanh sẽ là một điều bất ngờ dành cho mình. Tinh tuyết, vừa rồi tôi đã chấp nhận thử thách của bác trai rồi. Đừng lo, tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng đâu. Dương Thanh tiến lên một bước, nhìn Lục Tình Tuyết nghiêm túc nói. Anh điên rồi. Lục Tinh Tuyết chưa kịp lên tiếng thì Mục Thiên Thiên sốt sắng nói, anh đang bệnh, sao có thể đấu lại cao thủ hàng đầu nhà họ lục được ý của bác là một mình anh đấu với hai người có thực lực vương cảnh sơ kỳ đấy lục tình tuyết lo đến sắc khóc anh nghe tôi đi đừng chấp nhận thử thách của bố tôi mà dương thanh lắc đầu kiên định nói hãy tin tôi nhìn thấy dáng vẻ tự tin vững vàng của anh lục tinh tuyết bất chợt hơi thất thần cô ta căn đôi môi đỏ mọng hai mắt đẫm lệ chăm chú nhìn anh thấy được ý chí trong mắt dương thanh lục tỉnh tuyết biết dù có khuyên nữa thì anh vẫn sẽ thực hiện thử thách của lục xuyên thôi được rồi cẩn thận nhé cuối cùng cô ta cũng gật đầu lục tinh tuyết thâm hạ quyết tâm nếu dương thanh gặp nguy hiểm cô ta sẽ lập tức xông lên ngăn cản dù kết quả là thua cô ta cũng quyết không để anh đi chị sao vậy hả mục thiên thiên thấy lục tinh tuyết đồng ý thì hốt hoảng anh ấy được chúng ta cứu về cơ mà chị không biết lúc đó anh ấy bị thương nặng đến mức nào ư mặc dù đã xuất viện nhưng thương tích của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn còn vệ sĩ của bác thì đều là cao thủ bậc nhất nhà họ lục nhớ đâu lỡ tay đánh quá mạnh làm anh ấy chết thì sao lục tình viết cắn môi lòng cũng rất lo lắng nhưng lại không thể ngăn cản dương thanh lại được thiên thiên em yên tâm chị sẽ không để anh ấy có mệnh hệ gì đâu anh ấy không thể đi được cô ta vẫn kiên trì trong lúc đó dương thanh đã đi theo lục xuyên ra sân hai người vệ sĩ cũng tiến lên mấy bước đứng trước mặt anh. Hai người này tỏ thái độ rất khinh thường, hoàn toàn không xem Dương Thanh ra gì, trong lòng thầm thắc mắc tại sao Lục Xuyên lại yêu cầu họ hợp sức đi đối phó với một người trẻ tuổi, đúng là hạ thấp tiếng tăm của họ mà. Lục Xuyên thấy Dương Thanh vẫn giữ được bình tĩnh thì khá kinh ngạc. Gọn trẻ như thế mà vẫn không run không sợ khi đối mặt với hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ, dù thua thì tâm thái này cũng khiến ông ta có cái nhìn khác với anh. Bắt đầu đi, Lục Xuyên ra lệnh. Xong dù đã nghe thấy mệnh lệnh của ông ta, hai tên vệ sĩ vẫn không nhúc nhích, chờ Dương Thanh ra đòn trước. Nhóc con, quyền cước không có mắt đâu, nếu cậu sợ thì chủ động nhận thua để chúng tôi khỏi đánh đi, lỡ may bất cần làm cậu bị thương thì chúng tôi cũng khó nói. Một tên vệ sĩ lạnh lùng nói với Dương Thanh. Người còn lại cùng hờ hững nhìn anh, giọng lành lạnh, tất nhiên. Nếu cậu vẫn khăng khăng muốn đấu với chúng tôi thì cho cậu đánh 10 chiêu trước đấy, tới đi. Đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra từ người dương thanh ẩm họ thấy sàn đá thạch anh dưới chân dương thanh nháy mắt vỡ ra gì vậy giờ phút này tất cả mọi người đều mở to mắt dương thanh vẫn chưa hành động nhưng hơi thở kinh khủng phát ra từ anh đã khiến cho ai cũng sợ hãi hai mắt lục xuyên phát sáng đã xác nhận được dương thanh thật sự rất mạnh thực lực đã vượt xa ông ta nếu không thì không thể phát ra khí thế đáng sợ đến vậy được nhưng có một điều họ không biết là sức mạnh khủng bố này được giải phóng chỉ từ vỏn vẹn một tia sức mạnh của anh tôi lên đây sau câu này dương thanh bỗng dưng biến mất bốp binh hai tiếng và đập nặng nề vang lên anh xuất hiện ở nơi hai vệ sĩ vừa đứng còn hai người kia thì vừa bị dương thanh đánh chúng đã hôn mê bất tỉnh tại chỗ văng ra mười mấy mét rồi rơi phịch xuống đất yên lặng lặng như tời lục xuyên mở to hai mắt Vẻ khó tin hiện rõ trên khuôn mặt nhưng ngoài ra còn có cả sự mừng rỡ. Lần đầu tiên gặp Dương Thanh, ông ta đã có cảm giác anh là một người không đơn giản, và bây giờ dự cảm này đã được chứng thực. Có thể nói hai vệ sĩ luôn đi theo Lục Xuyên thuộc hàng những cao thủ mạnh nhất nhà họ Lục, thế mà chưa kịp có cơ hội ra tay thì đã ngất xỉu. Như thế chẳng phải có nghĩa rằng thực lực của Dương Thanh đã nằm trên vương cảnh sơ kỳ rồi hay sao? Nhưng Dương Thanh trông chỉ có 27, 28 tuổi thôi từ lúc nào mà Ninh Châu xuất hiện một cao thủ vương cảnh trẻ như vậy? Lục Xuyên cho rằng thực lực của Dương Thanh ít nhất phải là vương cảnh trung kỳ, thậm chí vương cảnh hậu kỳ cũng có khả năng. Nếu không thì không thể nào đánh bại hai cao thủ chỉ trong chớp mắt được. Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên cũng ngỡ ngàng, không tưởng tượng nổi. Đây là ông anh thoi thóp sắp chết mà họ gặp được trên dinh thự Ninh Sơn Ư. Hai cao thủ của nhà họ Lục cùng lên mà vẫn bị Dương Thanh nhanh như chớp đánh bay, thế chẳng phải đồng nghĩa với việc anh có thể sánh bằng những cao thủ mạnh nhất nhà họ lục rồi sao chắc có lẽ lý tấn của nhà họ lý một trong hai gia tộc quyền thế ninh châu cũng không phải đối thủ của anh nhỉ bác trai cháu xin lỗi vì không khống chế lực lại ạ à, làm người của bác bị thương rồi dương thanh ái náy nói vừa rồi anh đã nhẹ tay nhưng không ngờ cao thủ của nhà họ lục lại yếu đến mức không tiếp nổi cú đánh nhẹ nhàng này ha ha tốt lắm bấy giờ lục xuyên mới lấy lại tinh thần sảng khoái cười, cậu nhóc này từ nay về sau cứ ở bên cạnh Tỉnh Tuyết, phụ trách bảo vệ con bé an toàn nhé. Cháu cảm ơn bác Lục ạ. À. Dương Thanh vội vàng nói cảm ơn. Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên đứng sững người một lúc thì kích động cả lên. Anh lợi hại quá đi mất. Mục Thiên Thiên kéo lấy tay anh, hồ hởi reo lên, anh dạy võ cho tôi với nhé, tôi cũng muốn mạnh mẽ như anh. Dương Thanh sờ đầu, hơi ngượng ngùng. Lục Tỉnh Tuyết đang căng thẳng cũng nhẹ nhóm, dịu dàng nhìn anh. Từ giờ anh yên tâm ở lại đây nhé." Cô ta nói, "Bố đã cho phép rồi thì không ai có thể đuổi anh đi đâu." "Cảm ơn cô." Dương Thanh cảm kích trả lời. Anh hiểu rõ nếu không nhờ Lục Tình Tuyết thì không đời nào có chuyện mình được đứng ở đây, có khi đã chết ở đỉnh Ninh Sơn vào mấy ngày trước rồi cũng không chừng. Sau khi thăm dò biết được thực lực của Dương Thanh rất mạnh, Lục Xuyên nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi biệt thự, ông ta lập tức tìm đến chủ nhà họ Lục. Chép mới luôn có tại bằng bằng VN bằng bằng bố ơi, còn có một tin tốt cho bố đây. Lục Xuyên hào hứng nói với chủ nhà họ Lục. Ồ, oh, tin tốt gì có thể làm con kích động như vậy? Lục Nguyên thông rất ngạc nhiên. Lục Xuyên được chính mình chỉ định làm chủ nhân tương lai của nhà họ Lục nên lão biết đứa con trai này chưa một lần nào mất bình tĩnh như bây giờ. Lục Xuyên vội vàng báo cáo, tình tuyết mang về một cao thủ rất mạnh, ít nhất ở vương cảnh trung kỳ, có thể là vương cảnh hậu kỳ nữa đấy ại sao cơ. Lục Nguyên thông đang ngồi trên ghế mây, nghe thế thì thẳng thốt đứng bật dậy. Gon nói tinh tuyết mang một cao thủ có thực lực ít nhất là vương cảnh trung kỳ, thậm chí còn có thể là vương cảnh hậu kỳ về nhà sao. Thấy lão kinh ngạc như thế, Lục Xuyên gật đầu, chính xác 100% ạ, à, mới vừa rồi thôi, hai cao thủ bố cho con cùng hợp sức mà vẫn bị cậu nhóc đó đánh bại chỉ trong tích tắc, đến bây giờ họ vẫn còn đang hôn mê. Hiện nay nhà họ Lục đang đứng trên bờ sụp đổ chính vì vậy mà họ không ra mặt khi lục tình tuyết bị lý tấn của nhà họ lý quấy rối. Không phải không muốn ngăn cản mà là không dám. Nhà họ Lý là một trong hai gia tộc hùng mạnh nhất Ninh Châu, Lý Tấn lại là cháu trai xuất chúng của gia tộc này, tình thế của nhà họ Lục đã gay gâu rồi mà chọc giận nhà họ Lý nữa thì xem như tiêu đời. Sở dĩ nhà họ Lục còn có thể miễn cưỡng được. Xếp vào những dòng họ thế phiệt chỉ đứng sau hai gia tộc đứng đầu kia là vì có nền tảng sâu, các gia tộc khác mới chưa dám động vào. Còn về nguyên nhân nhà họ Lục suy sút trầm trọng như vậy là do đã nhiều năm không bồi dưỡng ra được một cao thủ vương cảnh hậu kỳ nào, cả cao thủ vương cảnh trung kỳ cũng chỉ lác đác mấy người. Giá như bọn họ có một cao thủ vương cảnh hậu kỳ thì đã không lưu lạc đến cảnh ngộ hôm nay. Nếu là trước kia thì không dám nói là ngang ngửa được nhà họ Lý, nhưng ít ra thì có thể giành được vị trí dòng họ quyền thế nhất chỉ đứng sau hai gia tộc đứng đầu kia. Vì vậy nên Lục Nguyên Thông mới thẳng thốt khi biết được Dương Thanh có khả năng là một cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Lục Xuyên cũng vô cùng kích động, gật đầu liên tục, "Thưa bố, toàn bộ những gì con nói đều là thật, nếu bố không tin thì con sẽ bảo cậu nhóc đó đến gặp bố ngay." "Đừng làm vậy." Lục Nguyên Thông vội vã ngăn cản, "Nếu cậu A là cao thủ vương cảnh hậu kỳ thật thì sao lại để cậu ấy tới gặp bố được?" "Dẫn bố đi gặp cậu ấy đi." "Vâng ạ." Không lâu sau đó, hai bố con đến nhà của Lục Tỉnh Tuyết. "Ông nội, sao ông lại đến đây ạ?" Thấy Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên cùng nhau đến, lục tỉnh tuyết rất ngạc nhiên chưa bao giờ ông nội đến nhà cô ta cả tinh tuyết cậu nhóc ấy đâu rồi lục xuyên tươi giói hỏi bác trai bác tìm cháu ạ dương thanh ra khỏi phòng lễ phép hỏi ông ta cậu nhóc đến đây nào lục xuyên gọi anh đến giới thiệu với lục nguyên thông bố đây là cậu nhóc mà con kể với bố lục nguyên thông ngẩn người quan sát dương thanh từ đầu đến chân rồi tức giận hỏi ông ta cao thủ vương cảnh mà con nói với bố là tên nhóc mặt mũi non trẹt này à? Lục Xuyên biết lão thấy Dương Thanh quá trẻ nên không tin. Ông ta bèn giải thích, bố đừng sốt ruột, bảo cậu ấy thể hiện một chút là biết ngay thôi. Tuy hơi bực dọc nhưng Lục Nguyên Thông cũng biết Lục Xuyên không phải loại người ăn nói lung tung, thế là ra lệnh cho cao thủ đang đứng sau lưng mình, ông đi thử xem y vâng. Người đó tiến lên, ông nội. Lục tỉnh tuyết vừa thấy cao thủ kia thì giật mình, đứng trước mặt dương thanh như gà mẹ bảo vệ con nói anh ấy vẫn chưa khỏe lại mà ông nội định làm gì vậy cô ta biết cao thủ này là ai đó là người mạnh nhất nhà họ lục nghe nói tu vi đã đến vương cảnh trung kỳ mà cao thủ mạnh nhất của nhà họ lý thì chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ là cùng đam mỹ hay tuy là dương thanh đã đánh bại hai vệ sĩ của lục xuyên chỉ trong giây lát nhưng hai người đó chẳng là gì so với cao thủ trước mắt cả tinh tuyết con đứng qua một bên đi lục xuyên vội vàng trách móc dương thanh cũng an ủi tinh tuyết cô đừng lo tôi không sao đâu hừ cao thủ nhà họ lục cười khẩy nhóc con cậu cuồng vọng quá rồi đấy được vinh danh là người mạnh nhất nhà họ lục ông ta cũng có lòng kiêu hãnh dương thanh vốn không có ý gì chỉ có cảm giác cao thủ mạnh nhất trước mặt cũng chỉ tâm tầm như hai tên vệ sĩ do lục xuyên mang đến thôi tinh tuyết cháu tránh ra đi ông chỉ muốn thử cậu ấy một lần thôi sẽ không làm cậu ấy bị thương đâu lục nguyên thông lên tiếng lục tỉnh tuyết nghe ông nội nói vậy mới lùi lại nhưng trên mặt vẫn có nét lo âu nhóc con đánh trước đi nếu không sẽ không còn cơ hội nào đâu cao thủ nhà họ lục ngạo nghễ nói với dương thanh anh bất đắc dĩ lắc đầu thôi hay là ông đánh trước đi dương thanh lo mình vừa đấm một phát thì lại làm người ta ngất như vừa rồi cậu không biết phải trái như vậy thì đừng trách tôi không nương tay ông ta quát lớn, dậm chân xuống đất sông về phía anh. Mạnh quát lục xuyên sùng bái nhìn cao thủ kia, ông tê lại mạnh hơn rồi. Lục Nguyên Thông cũng hài lòng gật đầu, nếu không có ông ấy thì có lẽ nhà họ lục ta đã bị rớt khỏi hàng gia tộc hàng hai rồi. Anh cẩn thận nhé, mục thiên thiên hô to. Nhìn thấy Dương Thanh sắp bị cao thủ nhà họ lục đánh trúng, cô ta nằm chặt tay, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Lục tỉnh tuyết lo anh sẽ lại bị thương. Trên đường từ bệnh viện về nhà, dáng vẻ đau đớn ôm đầu của Dương Thanh làm cho cô ta thấy mình như đau lây. Lục tinh tuyết thật sự rất thương người đàn ông này, không muốn thấy ai làm hại đến anh. Này NHTL lục tinh tuyết không kìm được hét lên. Vì cô ta nhận ra Dương Thanh không hề định tránh né, cứ đứng yên tại chó. Ban đầu lục nguyên thông còn rất phấn khởi, giờ thì thất vọng lắc đầu, còn tưởng là một cao thủ, bố nghĩ nhiều rồi. Gậu ta còn quên cả việc tránh né, rõ là bị ông tề dọa sợ rồi. Lục Xuyên cũng sững sờ, sao lại vậy? Vừa rồi nhìn thấy Dương Thanh chấp nhoáng đánh bại hai tên vệ sĩ, ông ta đã khẳng định cảnh giới võ thuật của anh ít nhất nằm ở vương cảnh trung kỳ. Nhưng bây giờ có vẻ còn không có cả phản xạ của vương cảnh sơ kỳ nữa. Chẳng lẽ ông ta bị hoa mắt? Âm! Ngay lúc đó, nắm đấm của cao thủ nhà họ lục hung hãn rơi xuống. Gì cơ? Cản được à? Không thể nào. Lục Xuyên và Lục Nguyên thông trợn to hai mắt, vẻ hoảng sợ hiện lên rất rõ dương thanh vẫn đứng tại chỗ chỉ đưa một tay ra đỡ lấy toàn bộ cú đấm của ông tề thậm chí còn không hề lùi lấy nửa bước anh vẫn đứng yên như thế không nhúc nhích như thể đòn công kích của ông tề chỉ là gãi ngứa ông ta cũng ngỡ ngàng không dám tin trời đất sao lại vậy chứ dương thanh bình tĩnh nói ông không phải đối thủ của tôi đâu không thể nào ông tề tức khách giận dữ lại dùng sức tung một quyền tới tôi là cao thủ mạnh nhất nhà họ lục Sao lại thua trong tay cậu được?" Ông ta gào lên, nắm đấm theo sát mà đến. Phích, nhưng cú đấm này vẫn bị Dương Thanh cản lại một cách dễ dàng, không hề mất sức. Cho đến lúc này, ông Tê mới nhận ra Dương Thanh thật sự rất mạnh, ông ta đã nhìn lầm rồi. Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên vô cùng chấn động, ông Tê là người mạnh nhất nhà họ. Lục với thực lực vương cảnh trung kỳ mạnh mẽ, thế mà lại quá yếu đối với Dương Thanh anh còn chưa làm gì mà đã cản lại được mọi đòn công kích của ông ta rồi. Bố, thực lực của cậu ấy không phải vương cảnh trung kỳ, phải là vương cảnh hậu kỳ mới đúng. Lục Xuyên cực kỳ kích động, sảng khoái cười, bố nhìn kìa, cậu ấy thực sự là cao thủ vương cảnh hậu kỳ, ha 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 ha, chỉ một người có thực lực vương cảnh hậu kỳ là đủ để đưa một gia tộc lên vị trí đứng đầu Ninh Châu. Mà bây giờ cao thủ hùng mạnh ấy lại ở tại nhà họ Lục bọn họ, có thể thấy được Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên hào hứng đến mức nào mấy lần dùng hết sức để tấn công mà vẫn bị dương thanh tùy ý cản lại cuối cùng ông tê cũng bỏ cuộc tôi thua rồi ông ta chán nản nói nghe thấy ông tề thừa nhận mình thua dương thanh lục nguyên thông mới lấy lại tinh thần hồ hởi nói tốt 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 vì quá kích động nên cả người lão đều run lên nhiều năm về trước nhà họ lục mới là gia tộc mạnh nhất ninh châu đến cả nhà họ lý cũng không phải đối thủ của họ nhưng từ khi lục nguyên thông tiếp nhận vị trí chủ gia tộc nhà họ lục càng ngày càng suy sút những cấp dưới trung thành thì phản bội hoặc bỏ đi. Người băng lòng ở lại hiện giờ chỉ còn lại một mình ông Tê. Chính vì vậy mà Lục Nguyên Thông rất kính trọng ông ta. Chủ gia tộc, tôi xin lỗi. Ông Tê ái náy đi đến trước mặt lão, hơi cúi người xuống. Lục Nguyên Thông vội vàng lắc đầu, ông nặng lời quá, chỉ là một trận so tài thôi, đừng bận tâm về nớ. Sau khi an ủi ông Tê, lão lại gân dương thanh, vui mừng nói, cậu nhỏ, sau này cứ ở lại nhà họ Lục đi, tôi nhất định không bạc đãi cậu đâu. Lục Xuyên cũng nhanh chóng thể hiện lập trường. Sau này cần tôi giúp gì thì cậu nhỏ cứ nói nhé. Nét mặt của Dương Thanh vẫn không đổi khi thấy thái độ của hai bố con trở nên nhiệt tình. Nhưng dù sao họ cũng là bố và ông nội của Lục Tinh Tuyết nên anh lễ phép đáp. Vâng, cháu cảm ơn bác trai và ông chủ Lục ạ. À. Ông thấy cháu cũng ngang tuổi Tinh Tuyết, gọi ông chủ Lục thì xa lạ quá, từ giờ cháu cứ gọi là ông nội như Tỉnh Tuyết đi. Lục Nguyên Thông mau chóng sửa xương hô. Lục Xuyên nghe thấy lời này của lão thì giật mình, nhìn Dương Thanh rồi lại nhìn Lục Tinh Tuyết, bỗng dưng thấy xứng đôi thế nào. Nhà họ Lục hiếm con trai, nếu hai người có thể kết hôn thì rất có lợi cho gia tộc. Rõ ràng Lục Nguyên Thông cũng có suy nghĩ đó. Mục Thiên Thiên đang đứng cạnh Lục Tinh Tuyết cũng ngẩn ra, đây còn là chủ nhà họ Lục và chủ gia tộc tương lai mà họ biết ư. Thôi, bọn ông không quấy dây chuyện của mấy đứa, sống với nhau thật vui nhé. Lục Nguyên Thông vội vàng kéo Lục Xuyên rời khỏi đây. Sau khi họ đi, biệt thự trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Chị à, trước khi đi ông bảo hai người sống với nhau thật vui, có phải là ẩn ý hai người nên hẹn hò rồi không? Mục Thiên Thiên chợt hỏi. Lục Tỉnh tuyết sững sờ một lát rồi mặt đỏ như gấc, giận dõi nói, Thiên Thiên, em lại nói linh tinh rồi, chị không cho em đi mua sắm nữa đâu. Kia chị, em có nói linh tinh đâu, ý ông là thế mài Mục Thiên Thiên ấm ức đáp, chợt đảo mắt một vòng, nhìn Dương Thanh hỏi, anh này, tôi hỏi anh trả lời nhé, chỉ cần nói phải hay không phải là được. Dương Thanh không rõ cô ta định làm gì, gật đầu, được. Chị tình tuyết đẹp lắm đúng không? Anh gật đầu ngay, đúng. Chị tình tuyết cũng tốt bụng lắm đúng không? Mục Thiên Thiên lại hỏi. Audio điện tử võ tấn bền Dương Thanh ngồi một mình trên sofa trong phòng khách, trong lòng hơi lo lắng. Tuy anh không tự kỷ đến mức cho rằng lục tinh tuyết sẽ thích mình trong thời gian giãn như vậy, nhưng lúc nấy khi lục tinh tuyết rời đi hình như tâm trạng của cô ta rất kém, vì vậy Dương Thanh hơi lo. Đợi đúng nửa tiếng, rốt cuộc cũng nghe tiếng bước chân vang lên, Dương Thanh vội đứng dậy, chỉ thấy hai cô gái trang điểm xinh đẹp đang dắt ai nhau đi về phía này. Hai người đó chính là Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên vốn là những cô gái có giá trị nhan sắc siêu cao, lúc này sau khi đã trang điểm tỉ mỉ xong, quả thật càng xinh đẹp tuyệt trần, hơn xa các cô diễn viên được yêu thích trên điện ảnh. Anh đừng nhìn nữa, nếu nhìn nữa chị Tỉnh Tuyết sẽ xấu hổ chết mất." Mục Thiên Thiên cười hi ha nói. Dương Thanh nhất thời đỏ mặt, cười nói, "Hai chị em cô thật sự rất xinh đẹp." Mục Thiên Thiên cười đắc ý nói, "Đương nhiên rồi, anh cũng không nhìn xem hai chị em chúng tôi là ai chứ." euro ó được lời khen của Dương Thanh, Lục Tinh Tuyết vui như Tết. Nửa giờ sau, một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi dừng lại ở quảng trường Ninh Châu. Quảng trường Ninh Châu là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng xa xỉ. Một đoàn ba người có giá trị nhan sắc cực cao này vừa xuất hiện lập tức thu hút vô số ánh mắt của người khác. Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên đã quen với cảnh tượng này từ lâu nên không cảm thấy khác lạ, ngược lại Dương Thanh rất không tự nhiên khi bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy. Chị, chị thấy bộ vest màu trắng kia thế nào? Lúc đi ngang qua cửa hàng Vexache, Mục Thiên Thiên bất ngờ chỉ vào bộ quần áo trên người ma nơ canh ở lối vào cửa hàng, vui vẻ nói. Được đấy, mua đi. Lục tỉnh Tuyết cũng rất hài lòng, trực tiếp bảo người phục vụ gói lại. Tinh Tuyết, Dương Thanh vừa muốn ngăn cản nhưng không kịp vì Lục tỉnh Tuyết đã quẹt thẻ luôn rồi. Những nhân viên trong cửa hàng nhìn Dương Thanh bảng ánh mắt rất khác lạ. Giống như Dương Thanh là anh chàng trai bao của Lục tỉnh Tuyết. Đôi giày da này cũng đẹp lắm, mua đi. Sơi dây lưng này mua luôn. Chiếc áo sơ mi này rất đẹp, gói lại đi. Sau một tiếng đồng hồ ngắn ngủi trên tay Dương Thanh đã lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Từ quần áo mặc bên ngoài đến đồ lót bên trong, mỗi thứ đều mua vài bộ. Dương Thanh đã rất cố gắng ngăn cản nhưng không có tác dụng, hễ lục tinh tuyết và mục thiên thiên chấm được món nào là mua liền món đó. Tinh tuyết, thiên thiên, đủ rồi, đủ thật rồi. Quần áo nhiều như vậy, đủ tôi mặc mấy năm rồi. Dương Thanh bất đắc dĩ nói, nếu không, mua cho hai người đi. Từ nãy đến giờ hai cô gái này chỉ lo mua đồ cho anh, không mua một món nào cho bọn họ. Dương Thanh cũng thấy rất ngại. Hai cô gái này đã cứu mạng anh, bây giờ anh còn sống trong biệt thự của Lục Tinh Tuyết, đã vậy lúc này cô ta còn mua đồ cho anh nữa. Nhân viên bán hàng đều coi anh là trai bao rồi. Có bao nhiêu đây sao mà đủ. Mục Thiên Thiên vội nói, anh chỉ cần đi theo chúng tôi là được, còn việc tính tiền để chúng tôi lon khóe miệng Dương Thanh giật giật, nhưng không nói gì chỉ đành đi theo hai cô gái này tiếp tục mua xăm. Lục tỉnh tuyết và Mục Thiên Thiên dường như không biết mệt, bọn họ không ngừng dạo hết cửa hàng này tới cửa hàng khác cả buổi sáng. Cuối cùng vẫn là do Mục Thiên Thiên đói bụng, lúc này hai cô gái mới chịu dừng lại, dẫn Dương Thanh đi ăn trưa. Sau buổi cơm trưa, lại tiếp tục đi dạo phố, chỉ là lần này đỡ hơn rồi, bọn họ không mua đồ cho Dương Thanh nữa, mà là mua cho bọn họ lại là một chiều chỉ dành cho việc mua sắm nhưng điều khiến Dương Thanh ngạc nhiên là ngay cả anh cũng thấy mệt mỏi buồn ngủ, nhưng Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên không hề biết mệt, lúc nào vẻ mặt cũng bừng bừng sức sống. Này anh, sau này hai chúng tôi ra ngoài không cần lo lắng nữa, bởi vì cuối cùng cũng có người sách đồ giúp chúng tôi rồi. Trên đường trở về Mục Thiên Thiên cười vui vẻ nói. Dương Thanh cạn lời nói, sau này tôi có thể không đi dạo phố với hai người nữa được không? Không thể, không thể, hai cô gái cực kỳ ăn ý cùng thốt lên. đúng lúc này Dương Thanh có cảm giác nguy hiểm, nhất thời trao mày nhìn kính chiếu hậu, lạnh giọng nói, phía sau có người đang theo dõi chúng ta. cái gì? Mục Thiên Thiên nóng nảy, ai mà lớn gan như vậy, lại dám theo dõi chúng ta? bọn họ chán sống rồi sao? Lục Tỉnh Viết hơi lo lắng nói, chắc không phải là người của Lý Tấn chứ? tăng tốc. Dương Thanh bỗng lên tiếng, tài xế không nói không rằng, đột nhiên tăng tốc, chiếc xe lao nhanh như bay nhưng chiếc xe phía sau cũng bỗng tăng tốc theo quả nhiên có vấn đề hai chị em đều căng thẳng nhất là lục tỉnh tuyết lúc này trong lòng cô ta lo lắng nhất chính là đám người của lý tấn lý tấn cứ đeo bám cô ta mãi nhà họ lục cũng chuẩn bị gả cô ta cho lý tấn dù sao nhà họ lục bây giờ không thể đắc tội với nhà họ lý đang nổi như cồn được cô chủ là xe của nhà họ lý tài xế đang lái xe vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị nói hay là cô gọi điện cho chủ gia tộc để ông ấy sắp xếp người đến tiếp ứng chúng ta? Ông ta thật sự nổi giận. Bây giờ đang trong lúc nguy hiểm, Dương Thanh còn dám chọc giận Lý Tấn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Sau đó, ông ta lao vọt lên. Vèo. Nhưng tốc độ của Dương Thanh còn nhanh hơn. Ông ta chưa kịp xông tới đã nhìn thấy cảnh tượng khủng bố. Bị trồ bịch. Hai tiếng và đập nặng nề liên tiếp vang lên, hai vệ sĩ nghe lệnh lý tấn đánh dương thanh đều phun máu bay ngược ra như đạn pháo gái gì sao lại như thế sao cậu ta lại mạnh như vậy người nhà họ lý đều sợ ngây người vẻ mặt khó tin nhất là lý tấn hắn ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi vệ sĩ của hắn ta đều là cao thủ của nhà họ lý hai người vừa bị dương thanh đánh bay là cao thủ vương cảnh sơ kỳ trong nhà họ Lý chỉ có dòng chính như hẳn ta mới có tư cách được hai cao thủ vương cảnh đi theo bảo vệ. Vậy mà giờ đây, bọn họ đều bị đánh bay, bất tỉnh nhân sự. Ông Vương đang định lao lên nghênh chiến cũng ngẩn người, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ông ta chỉ biết quan hệ của Dương Thanh và Lục Tỉnh Tuyết rất tốt, nhưng không ngờ anh lại mạnh như vậy. Có thể dễ dàng đánh bay hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ thì ít nhất thực lực của anh cũng phải là vương cảnh trung kỳ. Bản thân ông ta cũng là vương cảnh sơ kỳ nếu đối đầu dương thanh chẳng phải ông ta sẽ không chịu nổi một đòn sao nghĩ lại mình vừa chế nhạo dương thanh ông ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào anh vừa nói muốn đánh phế tôi sao dương thanh lạnh lùng bước từng bước về phía lý tấn toàn thân lý tấn run bần bật có thể xác định thực lực của dương thanh là vương cảnh trung kỳ tuy trong nhà họ lý cũng có mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ nhưng hẳn ta gặp được cũng phải lễ phép chào hỏi hắn ta sợ nhất là Dương Thanh còn trẻ như vậy đã đạt tới vương cảnh trung kỳ. Loại người này sao có thể tâm thường được? Mày, mày định làm gì? Lý Tấn vừa lùi ra sau vừa lắp bắp nói, tao cảnh cáo mày, tao là thiên tài võ thuật thế hệ trẻ của nhà họ Lý, vừa đầy 30 tuổi đã đột phá vương cảnh sơ kỳ. Nếu mày dám làm hại tao, ông nội tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhà họ Lục cũng sẽ bị liên lụy. Mày đừng tới đây, đừng tới đây, Dương Thanh bỗng tiến lên một bước tóm lấy một cánh tay của Lý Tấn, dùng sức vặn. Răng rác, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang vọng cả con đường. Đám vệ sĩ nhà họ Lý đều khiếp sợ, không dám xông lên trả thù. Đến cả Lý Tấn còn bị Dương Thanh tùy ý bẻ gãy tay, huống hồ là bọn họ. Lần này tạm thời tha cho anh một mạng. Nếu còn dám làm phiền tinh tuyết, tôi sẽ phế sạch cả năm chỉ của anh. Dương Thanh hăm dọa một câu rồi quay người lên xe ông vương ngơ ngác hỏi chỉ có bốn chỉ thôi mà sao cậu nhỏ lại nói là năm chỉ người nhà họ lý thấy xe của lục tỉnh viết rời đi mới hốt hoảng chạy lại mau đưa cậu chủ đi bệnh viện vệ sĩ nhà họ lý cuốn quyết nói Cút, cút hết cho tao lý tấn nổi giận nghiến răng nghiến lợi nói vô dụng chúng mày đều là lũ vô dụng tao bị thằng nhãi kia bẻ gãy tay mà chúng mày chỉ đứng nhìn mấy gã vệ sĩ cúi đầu im lặng bọn họ cũng chỉ là vệ sĩ nhà họ lý mà thôi nhưng họ lại cảm giác được sát khí dọa người của Dương Thanh. Nếu bọn họ dám ra tay, không ai dám chắc Dương Thanh có giết luôn họ hay không. Bọn họ không ngốc tới mức hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Lý Tấn, biết rõ không đánh lại được còn khiêu khích anh. Trong xe của lục tình tuyết, Mục Thiên Thiên sùng bái nhìn Dương Thanh, anh đỉnh thật đấy, chỉ cần ra tay đã chân áp tất cả, ngầu lắm luôn. Tôi muốn bái anh làm sư phụ, anh nhất định phải dạy tôi tập võ sau này tôi cũng muốn trở thành cao thủ hàng đầu như anh lục tỉnh tuyết nhìn dương thanh trong mắt tràn đầy sùng bái và yêu thương từ nhỏ cô ta đã biết sinh ra trong gia tộc lớn không thể tự quyết định số phận của mình vậy nên cô ta luôn mong mỏi tìm được một người chồng có thực lực mạnh mẽ vậy thì gia tộc cũng sẽ không ép cô ta liên hôn nữa sau khi gặp được dương thanh cô ta mới thấy anh chính là người chồng cô ta ước mong từ nhỏ nghĩ vậy mặt cô ta đỏ bừng lên chị sao thế, sao mặt chị đỏ vậy? Mục thiên thiên đột nhiên lo lắng nhìn lục tinh tuyết, còn sờ chán cô ta, nghỉ ngờ nói, có suốt đâu. Chị không sao. Lục tinh tuyết càng đỏ mặt, khẽ đẩy tay mục thiên thiên. Gậu ta còn quên cả việc tránh né, rõ là bị ông tề dọa sợ rồi. Lục xuyên cũng xứng sờ, sao lại vậy? Vừa rồi nhìn thấy Dương Thanh chấp nhoáng đánh bại hai tên vệ sĩ, ông ta đã khẳng định cảnh giới võ thuật của anh ít nhất nằm ở vương cảnh trung kỳ nhưng bây giờ có vẻ còn không có cả phản xạ của vương cảnh sơ kỳ nữa. Chẳng lẽ ông ta bị hoa mắt? Âm, ngay lúc đó, nắm đấm của cao thủ nhà họ lục hung hãn rơi xuống. Gì cơ? Cản được à? Không thể nào. Lục xuyên và lục nguyên thông trợn to hai mắt, vẻ hoảng sợ hiện lên rất rõ. Dương Thanh vẫn đứng tại chỗ, chỉ đưa một tay ra đỡ lấy toàn bộ cú đấm của ông Tề, thậm chí còn không hề lùi lấy nửa bước. Anh vẫn đứng yên như thế, không nhúc nhích, như thể đòn công kích của ông tề chỉ là gãi ngứa ông ta cũng ngỡ ngàng không dám tin trời đất sao lại vậy chứ dương thanh bình tĩnh nói ông không phải đối thủ của tôi đâu không thể nào ông tề tức khách giận dữ lại dùng sức tung một quyền tới tôi là cao thủ mạnh nhất nhà họ lục sao lại thua trong tay cậu được ông ta gào lên nắm đấm theo sát mà đến phích nhưng cú đấm này vẫn bị dương thanh cản lại một cách dễ dàng không hề mất sức cho đến lúc này ông tê mới nhận ra dương thanh thật sự rất mạnh ông ta đã nhìn lầm rồi lục nguyên thông và lục xuyên vô cùng chấn động ông tê là người mạnh nhất nhà họ lục với thực lực vương cảnh trung kỳ mạnh mẽ thế mà lại quá yếu đối với dương thanh anh còn chưa làm gì mà đã cản lại được mọi đòn công kích của ông ta rồi bố thực lực của cậu ấy không phải vương cảnh trung kỳ phải là vương cảnh hậu kỳ mới đúng lục xuyên cực kỳ kích động sảng khoái cười bố nhìn kìa cậu ấy thực sự là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Ha 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 ha, chỉ một người có thực lực vương cảnh hậu kỳ là đủ để đưa một gia tộc lên vị trí đứng đầu Ninh Châu. Mà bây giờ cao thủ hùng mạnh ấy lại ở tại nhà họ lục bọn họ, có thể thấy được lục nguyên thông và lục xuyên hào hứng đến mức nào. Mấy lần dùng hết sức để tấn công mà vẫn bị Dương Thanh tùy ý cản lại, cuối cùng ông Tê cũng bỏ cuộc. Tôi thua rồi, ông ta chán nản nói. Nghe thấy ông Tê thừa nhận mình thua Dương Thanh, lục nguyên thông mới lấy lại tinh thần, Hồ Hởi nói tốt. Tốt, tốt. Vì quá kích động nên cả người lão đều run lên. Nhiều năm về trước, nhà họ Lục mới là gia tộc mạnh nhất Ninh Châu, đến cả nhà họ Lý cũng không phải đối thủ của họ. Nhưng từ khi Lục Nguyên Thông tiếp nhận vị trí chủ gia tộc, nhà họ Lục càng ngày càng suy sút, những cấp dưới trung thành thì phản bội hoặc bỏ đi. Người băng lòng ở lại hiện giờ chỉ còn lại một mình ông Tê. Chính vì vậy mà Lục Nguyên Thông rất kính trọng ông ta. Chủ gia tộc, tôi xin lỗi. Ông tề ái náy đi đến trước mặt lão, hơi cúi người xuống. Lục Nguyên Thông vội vàng lắc đầu, ông nặng lời quá, chỉ là một trận so tài thôi, đừng bận tâm về nớ. Sau khi an ủi ông tê, lão lại gân dương thanh, vui mừng nói, cậu nhỏ, sau này cứ ở lại nhà họ Lục đi, tôi nhất định không bạc đãi cậu đâu. Lục Xuyên cũng nhanh chóng thể hiện lập trường. Sau này cần tôi giúp gì thì cậu nhỏ cứ nói nhé. Nét mặt của Dương Thanh vẫn không đổi khi thấy thái độ của hai bố con trở nên nhiệt tình, nhưng dù sao họ cũng là bố và ông nội của lục tinh tuyết nên anh lễ phép đáp vâng cháu cảm ơn bác trai và ông chủ lục ạ à. ông thấy cháu cũng ngang tuổi tinh tuyết gọi ông chủ lục thì xa lạ quá từ giờ cháu cứ gọi là ông nội như tỉnh tuyết đi lục nguyên thông mau chóng sửa xưng hô lục xuyên nghe thấy lời này của lão thì giật mình nhìn dương thanh rồi lại nhìn lục tinh tuyết bỗng dưng thấy xứng đôi thế nào nhà họ lục hiếm con trai nếu hai người có thể kết hôn thì rất có lợi cho gia tộc rõ ràng lục nguyên thông cũng có suy nghĩ đó. Mục thiên thiên đang đứng cạnh lục tinh tuyết cũng ngẩn ra, đây còn là chủ nhà họ lục và chủ gia tộc tương lai mà họ biết ư. Thôi, bọn ông không quấy dây chuyện của mấy đứa, sống với nhau thật vui nhé. Lục nguyên thông vội vàng kéo lục xuyên rời khỏi đây. Sau khi họ đi, biệt thự trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Chị à, trước khi đi ông bảo hai người sống với nhau thật vui, có phải là ẩn ý hai người nên hẹn hò rồi không? Mục thiên thiên chợt hỏi. Lục tình tuyết sướng sờ một lát rồi mặt đỏ như gấc, giận dõi nói, thiên thiên, em lại nói linh tinh rồi, chị không cho em đi mua sắm nữa đâu. Kia chị, em có nói linh tinh đâu, ý ông là thế mài mục thiên thiên ấm ức đáp, chợt đảo mắt một vòng, nhìn Dương Thanh hỏi, anh này, tôi hỏi anh trả lời nhé, chỉ cần nói phải hay không phải là được. Dương Thanh không rõ cô ta định làm gì, gật đầu, được. Chị tình tuyết đẹp lắm đúng không? Anh gật đầu ngay, đúng, chị tình tuyết cũng tốt bụng lắm đúng không mục thiên thiên lại hỏi dương thanh vấn gật đầu đúng anh cũng thích chị ấy đúng không cô ta chợt nói thật nhanh đúng dương thanh đáp lại theo phản xạ chị ơi chị nghe thấy chưa anh ấy nói thích chị kia mục thiên thiên mừng rỡ kéo tay lục tình tuyết hào hứng reo lên anh ấy lợi hại như vậy hai người mà kết hôn thì không ai dám bắt nạt chị đâu lý tấn lý tân gì đó chỉ là một hạt bụi so với anh ấy thôi quyết định như vậy đi, hôm nào em sẽ nói ông Lục tổ chức lễ kết hôn cho hai người. Giờ chọn ngày lành, vào lễ thất tịch năm nay nhá. Tính ra thì hình như còn một tháng nữa thôi, hơi gấp nhưng mà không sao, hai người tâm đầu ý hợp thì gì cũng chơi tất. Mục Thiên Thiên nói nguyên một tràng, không cho Dương Thanh và Lục Tinh Tuyết cơ hội lên tiếng. Thiên Thiên, em nói gì vậy hả? Lục Tinh Tuyết lúng túng, khuôn mặt tuyệt đẹp ửng hồng, thờ hồn hển nói, chị và anh ấy mới biết nhau có một tuần, làm gì tới mức nói chuyện cưới hỏi chứ. Nhưng bản thân cô ta không chú ý đến việc mình lấy lý do là hai người vẫn chưa tiến xa đến mức nói chuyện cưới xin chứ không phải nguyên nhân nào khác. Có sao đâu, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ, một người đàn ông hoàn hảo thế này không phải vừa khớp với đối tượng kết hôn lý tưởng của chị sao. Mục thiên thiên hí hửng cười, hơn nữa còn hơn một tháng mới đến ngày kết hôn mà, hai người có thể vun đắp tình cảm trong thời gian này đói được hơn nữa thì tạo em bé cho em chơi cùng luôn cô ta nở nụ cười ám muội Lục tinh tuyết cực kỳ xấu hổ, hồng hộc nói, ba Blin, bảy nhưng chỉ được một chữ, không biết phải nói gì tiếp theo. Mà bản thân cô ta cũng không nhận ra mình vừa lén nhìn Dương Thanh. Anh này, anh thấy thế nào về việc này? Mục thiên thiên cười híp mặt nhìn Dương Thanh, hỏi. Lần này lục tinh tuyết không ngăn cản mà trái lại còn đưa mắt nhìn anh, dường như trong ánh mắt mang theo sự mong đợi. Sinh ra trong một gia tộc lớn, cô ta hiểu bản thân không thể tự quyết định hôn nhân của mình mà chỉ có thể phụ thuộc vào gia tộc, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình bất cứ lúc nào. Hai người chỉ mới biết nhau một tuần ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian này cô ta không thấy ở Dương Thanh có điểm gì đáng ghét cả. Quả thật là khác một trời một vực so với tên Lý Tấn cứ mãi dây dưa với cô ta. Nếu được lựa chọn ai trong hai người, Lục Tỉnh Tuyết nhất định sẽ chọn Dương Thanh. Vừa rồi Dương Thanh bị Mục Thiên Thiên gài bẫy nên ngẩn người thật lâu, vội vàng nói, Thiên Thiên à, cô đừng nói vậy, tôi quý Tỉnh Tuyết cũng như quý cô, hai người như em gái tôi vậy, tôi không có mấy suy nghĩ đó với Tỉnh Tuyết đâu. Những lời này đều là thật lòng, mấy ngày nay Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên luôn ở bên chăm sóc cho anh, hai cô đều rất tốt bụng. Đang mất trí nhớ mà được hai người giúp đỡ, Dương Thanh thật sự vô cùng cảm kích. Nhưng anh không có suy nghĩ kết hôn với Lục Tỉnh Tuyết. Cho dù muốn lấy vợ sinh con thì ít nhất cũng phải chờ đến khi khôi phục trí nhớ đã. Nghe Dương Thanh nói vậy, sắc mặt lục tinh tuyết cứng lại, ánh mắt trở nên buồn bã, ửng đỏ lên. Tôi về phòng sửa soạn đây, hai người cũng chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta ra ngoài. Lục tinh tuyết dưng dưng nói. Dứt lời, cô ta bước nhanh về biệt thự. Lần này Mục Thiên Thiên không nói gì, nhận ra cảm xúc của Lục Tinh Tuyết không được ổn định sau khi nghe câu trả lời của Dương Thanh. Anh đúng là thẳng như ruột ngựa, chẳng lẽ anh không biết chị họ tôi có ý với anh? mục thiên thiên tiếc rèn sắt không thành thép hung dữ nói sao còn chưa đi an ủi chị ấy dương thanh bình tĩnh đáp thiên thiên sau này đừng nói đùa như vậy nữa tôi và tinh tuyết mới biết nhau một tuần sao cô ấy thích tôi được hơn nữa bây giờ tôi cũng không có ý định yêu đương nói đến đây nét mặt anh trở nên lo lắng dù sao thì tôi cũng đang mất trí nhớ cái gì cũng quên hết rồi giờ mà yêu đương với tỉnh tuyết sau này sực nhớ ra tôi đã kết hôn thì biết làm sao Vậy chẳng phải tôi hại cô ấy rồi ư hai nghe Dương Thanh nói vậy, Mục Thiên Thiên sững sờ, lúc này cô ta mới hiểu được mình phạm lỗi lớn thế nào. Mục Thiên Thiên cực kỳ sùng bái Dương Thanh, cũng thật lòng muốn thấy Lục Tinh Tuyết được hạnh phúc. Nhưng nếu Dương Thanh đã có vợ, có con như anh giả sử thì sao? Sau này vợ của Dương Thanh tìm đến thì Lục Tinh Tuyết biết làm sao đây? Chẳng qua, Mục Thiên Thiên hiểu một điều rằng có lẽ chính Lục Tinh Tuyết cũng không nhận thấy được mình đã phải lòng anh rồi anh đúng là được ông trời phái xuống để hành hạ chị ấy mài. Mục thiên thiên bực mình chừng mắt nhìn Dương Thanh rồi xoay người trở về phòng. Anh gượng cười, lắc đầu. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Lục Nguyên Thông. Bố à, con thật sự không ngờ cậu nhỏ lại mạnh đến vậy, ngay cả ông Tê cũng không đấu lại cậu ấy. Lục Xuyên kích động nói. Lục Nguyên Thông gật đầu tán thành, cũng phấn khởi không kém gì ông ta, nói với ông Tê ở bên cạnh. Ông Tê, ông thấy thực lực của cậu nhỏ nằm ở đâu? ông tề lách đầu nghiêm túc đáp tôi mà dùng hết sức thì kể cả cao thủ vương cảnh hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc đỡ được thế mà điều đó lại quá dễ dàng với cậu nhỏ chứng tỏ thực lực của cậu ấy ít nhất nằm ở vương cảnh hậu kỳ nhưng tôi có cảm giác thực lực thật sự của cậu ấy cao hơn chúng ta nghĩ lục nguyên thông và lục xuyên nhìn nhau ánh mắt của cả hai đều cực kỳ ngạc nhiên ông tề ý ông là cậu nhỏ có thể là cao thủ vương cảnh đỉnh phong sao lục xuyên ngập ngừng hỏi ông tề gật đầu Hô hấp của hai bố con trở nên gấp gáp. Một cao thủ vương cảnh hậu kỳ là đã có thể đưa nhà họ Lục lên vị trí vượt xa hiện nay. Giả sử thực lực của Dương Thanh đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong thì mục tiêu nằm trên đỉnh Ninh Châu không còn xa nữa. Bố, lần này chúng ta nhặt được báu vật rồi. Lục Xuyên kích động nói. Chỉ cần có thể khiến cậu nhỏ ở lại nhà họ Lục thì nhà họ Lý và nhà họ Trương cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Hai mắt Lục Nguyên thông hơi sáng lên, lão A à im lặng một hồi bỗng hỏi con nói xem nếu cậu nhỏ và tỉnh tuyết kết hôn nhà họ Lục sẽ thế nào. Lục Xuyên nghe vậy kinh ngạc tột độ, sau đó lại kích động nói, nếu cậu nhỏ thật sự kết hôn với tỉnh tuyết dù nhà họ Lý hay nhà họ Trương cũng phải cúi đầu xưng thần. Bởi vì trong gia tộc của bọn họ cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Còn chúng ta, chỉ cần một cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng có thể chèn ép hai gia tộc họ Lý và họ Trương. Trong mắt Lục Nguyên thông tràn đầy mong chờ, nếu ngay cả ông Tê cũng nghĩ thực lực của cậu nhỏ rất có thể là vương cảnh đỉnh phong vậy chúng ta nhất định phải nghĩ cách giữ cậu ấy ở lại nhà họ Lục. Lục Xuyên gật đầu, bố, con sẽ tìm tinh Tuyết nói chuyện, bảo con bé phải dùng mọi cách để được ở bên cậu nhỏ. Dương Thanh không hề biết anh đã được trong nhà Lục Xuyên xem là con rể của nhà họ Lục. Lúc này anh đang ở trong phòng khách chờ Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên đi ra. Trong lúc Dương Thanh đang ngồi đợi thì Mục Thiên Thiên gõ cửa phòng Lục Tỉnh Tuyết đi vào. chị sao chị lại khóc mục thiên thiên phát hiện hai mắt lục tinh tuyết đỏ hoe rõ ràng là vừa khóc xong lục tinh tuyết vội xoay đầu đi chị không có khóc mối quan hệ của mục thiên thiên và lục tinh tuyết rất tốt đương nhiên cô ta nhận ra tâm trạng khác thường của lục tinh tuyết cô ta đi tới bên cạnh lục tinh tuyết sau đó đột nhiên vươn tay ôm chị họ vào lòng khẽ nói chị chị đừng buồn không phải anh ấy không thích chị mà vì bây giờ anh ấy đã mất trí nhớ quên hết mọi chuyện cho nên không dám quá gần gũi chị. Anh ấy sợ mình đã kết hôn sinh con, sợ ngày nào đó anh ấy nhớ lại, chắc chắn sẽ khiến chị tổn thương. Vì thế sở dĩ anh ấy nói vậy là vì sợ làm chị tổn thương. Nghe Mục Thiên Thiên nói vậy, tâm trạng của Lục Tỉnh Tuyết tốt hơn rất nhiều, vô thức hỏi, anh ấy nói vậy thật sao? Mục Thiên Thiên gật đầu, chị, anh ấy nói vậy đấy. Thấy tâm trạng của Lục Tinh Tuyết đã khá hơn, Mục Thiên Thiên cũng yên tâm hơn nhiều, cô A cười híp mắt nói, có phải chỉ thích anh ấy không? Thiên thiên, lục tinh tuyết đỏ mặt, gắt giọng. Hi hi, em hiểu mài mục thiên thiên cười nói. Biết được sở dĩ Dương Thanh không muốn yêu đương với mình là vì anh sợ tổn thương mình nên tâm trạng của lục tinh tuyết cũng tốt hơn, nhanh chóng trải đầu, trang điểm. Dương Thanh ngồi một mình trên sofa trong phòng khách, trong lòng hơi lo lắng. Tuy anh không tự kỷ đến mức cho rằng lục tinh tuyết sẽ thích mình trong thời gian giãn như vậy, nhưng lúc nấy khi lục tinh tuyết rời đi hình như tâm trạng của cô ta rất kém, vì vậy Dương Thanh hơi lo. Đợi đúng nửa tiếng, rốt cuộc cũng nghe tiếng bước chân vang lên, Dương Thanh vội đứng dậy, chỉ thấy hai cô gái trang điểm xinh đẹp đang dắt ai nhau đi về phía này. Hai người đó chính là Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên vốn là những cô gái có giá trị nhan sắc siêu cao, lúc này sau khi đã trang điểm tỉ mỉ xong, quả thật càng xinh đẹp tuyệt trần, hơn xa các cô diễn viên được yêu thích trên điện ảnh anh đừng nhìn nữa, nếu nhìn nữa chị tỉnh tuyết sẽ xấu hổ chết mất. Mục thiên thiên cười hi ha nói. Dương Thanh nhất thời đỏ mặt, cười nói, hai chị em cô thật sự rất xinh đẹp. Mục thiên thiên cười đắc ý nói, đương nhiên rồi, anh cũng không nhìn xem hai chị em chúng tôi là ai chứ. euro ó được lời khen của Dương Thanh, lục tinh tuyết vui như Tết. Nửa giờ sau, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi dừng lại ở quảng trường Ninh Châu quảng trường ninh châu là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng xa xỉ một đoàn ba người có giá trị nhan sắc cực cao này vừa xuất hiện lập tức thu hút vô số ánh mắt của người khác lục tình tuyết và mục thiên thiên đã quen với cảnh tượng này từ lâu nên không cảm thấy khác lạ ngược lại dương thanh rất không tự nhiên khi bị nhiều người nhìn chăm chằm như vậy chị chị thấy bộ vest màu trắng kia thế nào lúc đi ngang qua cửa hàng vest sa chê mục thiên thiên bất ngờ chỉ vào bộ quần áo trên người ma nơ canh ở lối vào cửa hàng vui vẻ nói được đấy, mua đi. Lục tỉnh Tuyết cũng rất hài lòng, trực tiếp bảo người phục vụ gói lại. Tinh Tuyết, Dương Thanh vừa muốn ngăn cản nhưng không kịp vì Lục tỉnh Tuyết đã quẹt thẻ luôn rồi. Những nhân viên trong cửa hàng nhìn Dương Thanh bảng ánh mắt rất khác lạ. Giống như Dương Thanh là anh chàng trai bao của Lục tỉnh Tuyết. Đôi giày da này cũng đẹp lắm, mua đi. Sơi dây lưng này mua luôn. Chiếc áo sơ mi này rất đẹp, gói lại đi. Sau một tiếng đồng hồ ngắn ngủi trên tay Dương Thanh đã lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Từ quần áo mặc bên ngoài đến đồ lót bên trong, mỗi thứ đều mua vài bộ. Dương Thanh đã rất cố gắng ngăn cản nhưng không có tác dụng, hễ lục tinh tuyết và mục thiên thiên chấm được món nào là mua liền món đó. Tinh tuyết, thiên thiên, đủ rồi, đủ thật rồi. Quần áo nhiều như vậy, đủ tôi mặc mấy năm rồi. Dương Thanh bất đắc dĩ nói, nếu không, mua cho hai người đi. Từ nãy đến giờ hai cô gái này chỉ lo mua đồ cho anh, không mua một món nào cho bọn họ. Dương Thanh cũng thấy rất ngại, hai cô gái này đã cứu mạng anh, bây giờ anh còn sống trong biệt thự của Lục Tinh Tuyết, đã vậy lúc này cô ta còn mua đồ cho anh nữa. Nhân viên bán hàng đều coi anh là trai bao rồi. Có bao nhiêu đây sao mà đủ? Mục Thiên Thiên vội nói, anh chỉ cần đi theo chúng tôi là được, còn việc tính tiền để chúng tôi lon khóe miệng Dương Thanh giật giật, nhưng không nói gì chỉ đành đi theo hai cô gái này tiếp tục mua xăm. Lục tỉnh tuyết và mục thiên thiên dường như không biết mệt, bọn họ không ngừng dạo hết cửa hàng này tới cửa hàng khác cả buổi sáng. Cuối cùng vẫn là do mục thiên thiên đói bụng, lúc này hai cô gái mới chịu dừng lại, dẫn Dương Thanh đi ăn trưa. Sau buổi cơm trưa, lại tiếp tục đi dạo phố, chỉ là lần này đỡ hơn rồi, bọn họ không mua đồ cho Dương Thanh nữa, mà là mua cho bọn họ. Lại là một chiều chỉ dành cho việc mua sắm nhưng điều khiến Dương Thanh ngạc nhiên là ngay cả anh cũng thấy mệt mỏi buồn ngủ nhưng lục tinh tuyết và mục thiên thiên không hề biết mệt, lúc nào vẻ mặt cũng bừng bừng sức sống. Này anh, sau này hai chúng tôi ra ngoài không cần lo lắng nữa, bởi vì cuối cùng cũng có người sách đồ giúp chúng tôi rồi. Trên đường trở về mục thiên thiên cười vui vẻ nói. Dương Thanh cạn lời nói, sau này tôi có thể không đi dạo phố với hai người nữa được không? Không thể, không thể. Hai cô gái cực kỳ ăn ý cùng thốt lên. Đúng lúc này, Dương Thanh có cảm giác nguy hiểm, nhất thời cho mày nhìn kính chiếu hậu, lạnh giọng nói, phía sau có người đang theo dõi chúng ta. Cái gì? Mục thiên thiên nóng này, ai mà lớn gan như vậy, lại dám theo dõi chúng ta, bọn họ chán sống rồi sao? Lục tình viết hơi lo lắng nói, chắc không phải là người của Lý Tấn chứ. Tăng tốc, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Tài xế không nói không rằng, đột nhiên tăng tốc, chiếc xe lao nhanh như bay. Nhưng chiếc xe phía sau cũng bỗng tăng tốc theo. Quả nhiên có vấn đề hai chị em đều căng thẳng nhất là lục tỉnh tuyết lúc này trong lòng cô ta lo lắng nhất chính là đám người của lý tấn lý tấn cứ đeo bám cô ta mãi nhà họ lục cũng chuẩn bị gả cô ta cho lý tấn dù sao nhà họ lục bây giờ không thể đắc tội với nhà họ lý đang nổi như cồn được cô chủ là xe của nhà họ lý tài xế đang lái xe vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị nói hay là cô gọi điện cho chủ gia tộc để ông ấy sắp xếp người đến tiếp ứng chúng ta không cần lúc này dương thanh bỗng nói Mấy ngày nay anh cũng hiểu đôi chút việc của nhà họ Lục, đương nhiên cũng biết việc Lý Tấn cứ quấy rầy Lục Tỉnh Tuyết. Dù thế nào Lục Tỉnh Tuyết cũng là người có ơn cứu mạng anh, bây giờ anh còn ăn nhờ ở đậu nhà cô ta, đây là lúc anh nên làm chút gì đó cho Lục Tinh Tuyết rồi. Nghe Dương Thanh nói vậy, tài xế là ông Vương rất kinh ngạc, vội nói, thưa cậu nhỏ, xe đằng sau là xe của nhà họ Lý, rất có thể người ngồi trong xe là Lý Tấn. Bình thường bên cạnh Lý Tấn đều có cao thủ hàng đầu gia tộc hộ tống, nếu bọn họ đuổi kịp chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Ông Vương không vui nói, ông ta không chỉ là tài xế của Lục Tinh Tuyết mà còn là một trong các cao thủ mạnh nhất nhà họ Lục. Ông ta cảm thấy Dương Thanh rất không đáng tin. Nào ngờ ông ta vừa dứt lời, Lục Tinh Tuyết đã lên tiếng, anh ấy đã nói không cần thì không cần gọi cho ông nội đâu. Chú Vương cứ yên tâm. Lúc ở nhà họ Lục, Lục Tinh Tuyết đã tận mắt chứng kiến cao thủ mạnh nhất nhà họ Lục là ông Tê cũng không đánh lại được Dương Thanh đương nhiên cô ta sẽ không sợ cao thủ nhà họ Lý. Nghe vậy, ông Vương thở dài không nói gì thêm, cảm thấy lục tinh tuyết bị tình yêu làm mờ mát, chỉ có thể tăng tốc để cắt đuôi xe của nhà họ Lý. Kít bỗng ông Vương phanh gấp, chiếc xe đỗ lại trên đoạn đường ít người qua lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục tình tuyết giật mình hỏi. Ông Vương trầm giọng nói, cô chủ, đằng trước cũng có xe của nhà họ Lý, chúng ta bị chặn đường rồi. Bấy giờ lục tình tuyết mới phát hiện phía trước có hai chiếc xe Việt giã Lexus chặn kín đường đi. Đúng lúc này, chiếc Bentley vẫn luôn đuổi theo phía sau cũng đỗ lại. Bọn họ bị chặn cả hai đầu, không có cách nào rời đi. Cô chủ mau gọi cho chủ gia tộc, khóa chặt xe lại, để tôi đối phó bọn họ trước. Ông Vương lập tức mở cửa xe bước xuống. Dương Thanh cũng xuống theo. Ai cho cậu xuống xe, mau lên đi, khóa chặt cửa xe lại. Ông Vương thấy Dương Thanh cũng xuống xe, lập tức xa xâm mặt, nghiêm nghị nói. Mặc dù ông ta xem thường anh, coi anh là đồ vô dụng chỉ biết khoác lác nhưng dù sao anh cũng đi cùng lục tình tuyết, rõ ràng quan hệ giữa hai người họ không đơn giản. Nếu Dương Thanh gặp chuyện, ông ta không biết ăn nói với lục tỉnh tuyết và lục nguyên thông thế nào. Lên xe trốn sao, ha ha, muộn rồi. Chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một bóng người trẻ tuổi từ trên chiếc Bentley bước xuống, cười híp mắt nhìn chăm chăm Dương Thanh, đôi mắt sắc bén như chìm ưng lóe lên sát khí. Dương Thanh cau mày hỏi, anh biết tôi sao? Tuy bây giờ anh đang mất trí nhớ nhưng đối phương lại đang đằng sát khí nhìn mình, đương nhiên sẽ tưởng đối phương có thủ oán với mình. Thằng khốn bám lấy vợ chưa cưới của tôi mấy ngày nay là nó hả? Người trẻ tuổi lạnh giọng chất vấn. Dương Thanh thất vọng, cứ tưởng đối phương biết mình, hóa ra là vì lục tinh tuyết. Anh ta là người nhà họ Lý, còn nói mấy ngày nay Dương Thanh cứ bám lấy vợ chưa cưới của mình. Thân phận của anh ta rất dễ đoán, chính là Lý Tấn vẫn luôn làm phiền lục tỉnh tuyết. Anh là Lý Tấn hả? Dương Thanh hờ hững hỏi rồi uy hiếp, từ nay về sau không được phép làm phiền tinh tuyết, nếu không tôi gặp anh lần này sẽ đánh anh lần đấy. Không muốn chết thì mau cút đi, không thì đừng trách tôi không khách sáo. Đám người Lý Tấn nghe tới ngây dại, một lúc lâu sau Lý Tấn mới lấy lại tinh thân, không nhịn được cười phá lên ha 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 buồn cười chết mất một thằng ăn hại được tình tuyết cứu về cũng dám uy hiếp cậu chủ nhà họ lý đúng là không biết sợi người của hắn ta cũng cười lớn nhìn dương thanh như đang nhìn một thằng ngu ông vương cũng phải thất vọng cậu nhỏ mau trèo lên xe trốn đi cậu mà xảy ra chuyện tôi không biết ăn nói thế nào với chủ gia tộc đâu ông vương khuyên nhủ ông ta nói xong cũng không để ý tới anh nữa chỉ cảnh giác nhìn lý tấn không phải cuộc hôn nhân của cậu và cô chủ nhà tôi đã bàn bạc xong xuôi rồi sao cậu cản đường chúng tôi có ý gì lý tấn hít mắt nhìn ông vương lạnh giọng nói mẹ nó ai bảo ông cuộc hôn nhân của tôi và tinh tuyết đã bàn bạc xong xuôi ông vương ngơ ngác theo như ông ta biết hai nhà lục lý đang bàn chuyện hôn sự rồi mà tại thăng khốn nhà mày nên nhà họ lục mới từ bỏ liên hôn với nhà họ lý bọn tao đúng không lý tấn nghiến răng nghiến lợi chất vấn lúc này ông vương mới biết chuyện nhà họ lục từ chối liên hôn khó trách lý tấn tức giận như vậy ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, nhà họ Lục từ chối liên hôn cũng là chuyện của ông chủ Lục, liên quan gì tới tôi. Danh con, tao đã điều tra rồi, mày chỉ là một thăng vô dụng mất trí nhớ được tình tuyết cứu về tuần trước. Cô ấy vẫn luôn chăm sóc cho mày. Lý Tấn nghiến răng nghiến lợi nói, mày có biết tinh tuyết là vợ chưa cưới của tao không hả? Mày dám làm ô uế thanh danh của cô ấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Dứt lời, hắn ta phất tay, đánh phế nó cho tao. Vâng hai gã vệ sĩ khôi ngô nghe lệch lập tức xông về phía dương thanh ông vương hoảng hốt vội vàng che chắn trước người anh cả giận nói con mẹ nó cậu mau cút đi cho tôi ông ta thật sự nổi giận bây giờ đang trong lúc nguy hiểm dương thanh còn dám chọc giận lý tấn chẳng phải là tự tìm đường chết sao sau đó ông ta lao vọt lên veo nhưng tốc độ của dương thanh còn nhanh hơn ông ta chưa kịp xông tới đã nhìn thấy cảnh tượng khủng bố bị trồ bịch hai tiếng và đập nặng nề liên tiếp vang lên hai vệ sĩ nghe lệnh lý tấn đánh dương thanh đều phun máu bay ngược ra như đạn pháo gái gì sao lại như thế sao cậu ta lại mạnh như vậy người nhà họ lý đều sợ ngây người vẻ mặt khó tin nhất là lý tấn hắn ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi vệ sĩ của hắn ta đều là cao thủ của nhà họ lý hai người vừa bị dương thanh đánh bay là cao thủ vương cảnh sơ kỳ trong nhà họ Lý chỉ có dòng chính như hẳn ta mới có tư cách được hai cao thủ vương cảnh đi theo bảo vệ. Vậy mà giờ đây, bọn họ đều bị đánh bay, bất tỉnh nhân sự. Ông Vương đang định lao lên nghênh chiến cũng ngẩn người, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ông ta chỉ biết quan hệ của Dương Thanh và Lục Tỉnh Tuyết rất tốt, nhưng không ngờ anh lại mạnh như vậy. Có thể dễ dàng đánh bay hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ thì ít nhất thực lực của anh cũng phải là vương cảnh trung kỳ. Bản thân ông ta cũng là vương cảnh sơ kỳ nếu đối đầu dương thanh chẳng phải ông ta sẽ không chịu nổi một đòn sao nghĩ lại mình vừa chế nhạo dương thanh ông ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào anh vừa nói muốn đánh phế tôi sao dương thanh lạnh lùng bước từng bước về phía lý tấn toàn thân lý tấn run bần bật có thể xác định thực lực của dương thanh là vương cảnh trung kỳ tuy trong nhà họ lý cũng có mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ nhưng hẳn ta gặp được cũng phải lễ phép chào hỏi hắn ta sợ nhất là Dương Thanh còn trẻ như vậy đã đạt tới vương cảnh trung kỳ. Loại người này sao có thể tâm thường được? Mày, mày định làm gì? Lý Tấn vừa lùi ra sau vừa lắp bắp nói, tao cảnh cáo mày, tao là thiên tài võ thuật thế hệ trẻ của nhà họ Lý, vừa đầy 30 tuổi đã đột phá vương cảnh sơ kỳ. Nếu mày dám làm hại tao, ông nội tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhà họ Lục cũng sẽ bị liên lụy, mày đừng tới đây, đừng tới đây, Dương Thanh bỗng tiến lên một bước, tóm lấy một cánh tay của lý tấn dùng sức vặn giang rác tiếng xương gãy thanh thúy vang lên ngay sau đó tiếng hét thảm thiết vang vọng cả con đường đám vệ sĩ nhà họ lý đều khiếp sợ không dám xông lên trả thù đến cả lý tấn còn bị dương thanh vị ý bẻ gãy tay huống hồ là bọn họ lần này tạm thời tha cho anh một mạng nếu còn dám làm phiền tinh tuyết tôi sẽ phế sạch cả năm chỉ của anh dương thanh ham dọa một câu rồi quay người lên xe Ông Vương ngơ ngác hỏi, chỉ có bốn chỉ thôi mà. Sao cậu nhỏ lại nói là năm chỉ? Người nhà họ Lý thấy xe của Lục Tỉnh viết rời đi mới hốt hoảng chạy lại. "Mau đưa cậu chủ đi bệnh viện." Vệ sĩ nhà họ Lý cuống quyết nói. "Cút, cút hết cho tao." Lý Tấn nổi giận nghiến răng nghiến lợi nói, "Vô dụng. Chúng mày đều là lũ vô dụng, tao bị thằng nhãi kia bẻ gãy tay mà chúng mày chỉ đứng nhìn." Mấy gã vệ sĩ cúi đầu im lặng. Bọn họ cũng chỉ là vệ sĩ nhà họ Lý mà thôi nhưng họ lại cảm giác được sát khí dọa người của Dương Thanh. Nếu bọn họ dám ra tay, không ai dám chắc Dương Thanh có giết luôn họ hay không. Bọn họ không ngốc tới mức hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Lý Tấn, biết rõ không đánh lại được còn khiêu khích anh. Trong xe của Lục Tình Tuyết, Mục Thiên Thiên sùng bái nhìn Dương Thanh, anh đỉnh thật đấy, chỉ cần ra tay đã trấn áp tất cả, ngầu lắm luôn. Tôi muốn bái anh làm sư phụ, anh nhất định phải dạy tôi tập võ. Sau này tôi cũng muốn trở thành cao thủ hàng đầu như anh lục tình tuyết nhìn dương thanh trong mắt tràn đầy sùng bái và yêu thương từ nhỏ cô ta đã biết sinh ra trong gia tộc lớn không thể tự quyết định số phận của mình vậy nên cô ta luôn mong mỏi tìm được một người chồng có thực lực mạnh mẽ vậy thì gia tộc cũng sẽ không ép cô ta liên hôn nữa sau khi gặp được dương thanh cô ta mới thấy anh chính là người chồng cô ta ước mong từ nhỏ nghĩ vậy mặt cô ta đỏ bừng lên chị sao thế sao mặt chị đỏ vậy Mục thiên thiên đột nhiên lo lắng nhìn lục tinh tuyết, còn sờ chán cô ta, nghỉ ngờ nói, có sốt đâu. Chị không sao. Lục tinh tuyết càng đỏ mặt, khẽ đẩy tay mục thiên thiên. Đúng lúc này, Dương Thanh cũng nhìn sang cô ta. Khi chạm phải ánh mắt anh, lục tinh tuyết như một chú nai con hoảng sợ vội vàng quay ra ngoài cửa sổ. Dương Thanh ngờ vực hỏi, cô sao vậy? Mục thiên thiên nhìn Dương Thanh rồi lại nhìn lục tinh tuyết đang ngượng chín mặt, lập tức hiểu ra, em biết rồi, chị đang nghĩ đến yêu đương thiên thiên lục tinh tuyết tức giận nghiến răng nói em còn dám nói linh tinh nữa chị vứt em xuống xe đấy nhé mặt cô ta đỏ đến mức có thể ép ra nước hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào dương thanh ông vương đang lái xe cũng thầm cảm thán xem ra cô chủ thật sự thích cậu này rồi nhưng nghĩ tới thực lực của dương thanh ông ta không khỏi kích động nếu dương thanh nên duyên với lục tinh tuyết tiền đồ sau này của nhà họ lục sẽ vô cùng sán lạn dù rất vui nhưng ông ta vẫn lo lắng Dương Thanh đã bẻ gãy tay của Lý Tấn, chắc chắn sẽ chọc giận nhà họ Lý. Với thực lực hiện giờ của nhà họ Lục sao có thể chống đỡ nhà họ Lý đang hưng thịnh? Dương Thanh rất mạnh, thiên phú võ thuật cũng không tệ, nhưng cùng lắm cũng chỉ là vương cảnh trung kỳ. Chút thực lực này không thấm vào đâu so với cao thủ hàng đầu của nhà họ Lý. Nếu cho Dương Thanh thêm 10 năm, có lẽ nhà họ Lục có thể đứng vững ở Ninh Châu. Nhưng nhà họ Lý sẽ cho anh 10 năm sao? Đương nhiên là không. 20 phút sau, xe chậm rãi đi vào nhà họ Lục. Ông Vương thở phào một hơi, đưa đám người Lục Tỉnh Tuyết về xong song liền đi tìm Lục Nguyên Thông. Chủ gia tộc, vừa rồi ông Vương kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra. Nào ngờ nghe xong, Lục Nguyên Thông không hề tỏ ra lo lắng, còn lạnh nhạt nói, đến lúc trở mặt với nhà họ Lý rồi. Từ khi Lý Tấn gặp được Lục Tỉnh Tuyết, hắn ta không ngừng quấy rối cô ta. Nhà họ Lục không dám làm gì hẳn ta thậm chí còn bị ép phải liên hôn với nhà họ Lý. Những chuyện này đều là sự sỉ nhục với nhà họ Lục. Bây giờ Lục Nguyên Thông đã biết thực lực của Dương Thanh rất có thể là vương cảnh đỉnh phong, sao còn phải sợ nhà họ Lý nữa. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng ít nhất có thể xác định thực lực của Dương Thanh phải từ vương cảnh hậu kỳ trở lên. Cao thủ mạnh nhất nhà họ Lý cũng chỉ mới đạt tới vương cảnh hậu kỳ. Nếu nhà họ Lý có gan động tới nhà họ Lục, Lục Nguyên Thông cũng dám liều mạng chủ gia tộc, mặc dù thiên phú võ thuật của cậu ấy rất mạnh nhưng cậu ấy vẫn còn quá trẻ. Nếu cho cậu ấy thêm 10 năm, dù là nhà họ Lý cũng chỉ có phải ngước nhìn. Ông Vương vẫn chưa hết lo lắng, nhưng nếu cao thủ đứng đầu nhà họ Lý ra tay, cậu ấy vẫn chưa đủ sức, ông Vương đang định nói tiếp thì bị Lục Nguyên Thông ngăn lại, nhà họ Lục im hơi lặng tiếng quá lâu, đến lúc liều mạng rồi. Cậu cứ yên âm, nhà họ Lý còn chưa đủ khả năng diệt nhà họ Lục chúng ta đâu. Nghe vậy, ông Vương không nói gì thêm, chỉ là trong lòng vô cùng kinh hãi. Ông ta không biết lục nguyên thông lấy đâu ra tự tin, nhưng cũng hiểu lão đã dám nói vậy thì chắc chắn vẫn còn thủ đoạn. Tôi hiểu rồi ông Vương gật đầu đáp. Cùng lúc đó ở nhà họ Lý. Trong căn biệt thự ở chính giữa tòa trang viên rộng lớn. Một người đàn ông trung niên nghe cấp dưới báo cáo, xa xâm mặt nói, cậu nói Lý Tấn bị một người mới 27-28 tuổi bẻ gãy tay. Ông ta là Lý Đồng Hạ bố của Lý Tấn, đồng thời cũng là người thừa kế nhà họ Lý. Cấp dưới vội vàng nói, hai cao thủ Vương Cảnh Sơ Kỳ bảo vệ cậu chủ cũng bị cậu ta dễ dàng đánh bại. Bây giờ cậu chủ và hai cao thủ kia đều đang được chữa trị. Trong mắt Lý Đồng Hạ hiện lên vẻ kinh ngạc. Cậu nói đối phương mới 27, 28 tuổi đã đánh bại hai cao thủ Vương Cảnh Sơ Kỳ sao? Lý Đồng Hạ không thể tin nổi. Ông ta là người thừa kế nhà họ Lý, đương nhiên biết nhiều hơn người khác. Có lẽ người khác không biết một người 27, 28 tuổi có thể đánh bại hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ trong nháy mắt là chuyện kinh khủng cỡ nào, nhưng ông ta thì khác. Loại người như vậy chính là thiên tài võ thuật hàng thật giá thật, không chỉ nhà họ Lý mà cả tám gia tộc đứng đầu yến đô cũng không có. Nghe nói người đứng đầu của bốn vương tộc cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong. Còn thực lực của người trẻ tuổi kia ít nhất cũng phải là vương cảnh trung kỳ. Theo như ông ta biết, trong bốn vương tộc cũng không có cao thủ vương cảnh trung kỳ trẻ tuổi như vậy có lẽ chỉ có hoàng tộc chiêu châu mới có thiên tài võ thuật như vậy tôi nói thật mài cấp dưới vội vàng cam đoan được tôi biết rồi lý đồng hạ gật đầu xua tay cậu đi ra đi vâng cấp dưới quay lưng rời đi trong căn biệt thự cao cấp chỉ còn một mình lý đồng hạ ông ta im lặng một hồi rồi cất bước đi ra ngoài bố ơi nhà họ lý xuất hiện một thiên tài võ thuật Lý Đồng Hạ tìm tới bố mình, cũng là chủ nhà họ Lý hiện giờ, Lý Sơn. Lý Sơn chưa kịp hỏi chuyện, ông ta đã tức tốc kể lại mọi chuyện được cấp dưới báo cáo. Lý Sơn bình tĩnh lạ thường, không hề tỏ ra kinh ngạc khi nghe tới thiên phú của Dương Thanh, chỉ lạnh lùng nói, khó trách nhà họ Lục dám từ chối liên hôn, thì ra là có chỗ dựa. Nhưng bọn họ nghĩ chỉ dựa vào một cao thủ vương cảnh hậu kỳ là có thể chống lại cơn thịnh nộ của nhà họ Lý sao? Nghe vậy, Lý Đồng Hạ ngạc nhiên hỏi: ý của bố là người trẻ tuổi kia có thực lực vương cảnh hậu kỳ sao? Không thì sao? Lý Sơn bình tĩnh nói, không phải nhà họ lục không có cao thủ vương cảnh trung kỳ. Theo thực lực người trẻ tuổi kia thể hiện, ít nhất cũng phải là vương cảnh trung kỳ. Nhưng nếu cậu ta chỉ có chút bản lĩnh đó, nhà họ lục dám từ chối liên hôn với chúng ta sao? Vậy nên chắc chắn thực lực của cậu ta là vương cảnh hậu kỳ. Lý Nồng Hạ hiểu ra, căn răng nói, không ngờ nhà họ Lục có thể tìm được cao thủ có thiên phú võ thuật xuất chúng như thế. Vậy chúng ta nên làm gì hả bố? Lý Đồng Hạ lại nói tiếp, thằng nhóc kia đã bẻ gấy một cánh tay của Lý Tấn. Nếu cứ để yên chuyện này, chắc chắn nhà họ Lý sẽ bị các gia tộc khác chê cười. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là phải lấy lại danh dự rồi. Lý Sơn lạnh lùng nói, đôi mắt tinh danh lóe lên sát khí mãnh liệt. Sau khi đi theo Lục tỉnh Tuyết trở về nhà họ Lục, Dương Thanh đi về phòng chị họ nghĩ anh ấy là ai? Trong phòng lục tinh tuyết, mục thiên thiên nghỉ hoặc hỏi. Lục tinh tuyết lắc đầu đáp, có lẽ là một nhân vật nào đó rất lợi hại. Dứt lời, trên mặt cô ta lộ vẻ lo âu. Mục thiên thiên cũng biết, Dương Thanh còn trẻ đã có thực lực lợi hại như vậy, rất có thể là người có thân phận đặc biệt. Sau đó, mục thiên thiên buồn bực nói, nếu anh ấy thật sự có địa vị cao thì chị phải làm sao? Lục tình tuyết cười khổ, lắc đầu không đáp nhưng Mục Thiên Thiên vẫn cảm nhận được cảm xúc của cô ta xa suốt rõ rệt. Nhà họ Lục có địa vị rất lớn ở Ninh Châu, nhưng so với cả Chiêu Châu thì không đáng nhắc tới. Nếu Dương Thanh là người của gia tộc lớn, dù anh vẫn chưa có vợ thì Lục Tỉnh Tuyết cũng khó có thể ở bên anh. Kể cả bản thân Dương Thanh đồng ý, chưa chắc gia tộc lớn sau lưng anh sẽ chịu nhận một đứa con gái đến từ gia tộc nhỏ. Lục Tỉnh Tuyết sinh ra trong một gia tộc lớn, đương nhiên cũng hiểu được điều này. Chỉ là trong mấy ngày ở chung, cô ta đã đem lòng yêu anh. Chị nói thật cho em biết đi, chị thích anh ấy rồi đúng không? Mục Thiên Thiên nhìn chằm chằm Lục Tỉnh Tuyết hồi lâu, đột nhiên hỏi. Lục Tỉnh Tuyết lập tức bối rối, cả giận nói, sau này em đừng nói mấy lời như vậy nữa. Rõ ràng anh ấy chẳng có ý gì với chị. Hơn nữa, hiện giờ anh ấy bị mất trí nhớ, nhớ anh ấy đã lấy vợ sinh con rồi thì sao? Nếu bây giờ chị và anh ấy quen nhau sau này anh ấy khôi phục trí nhớ thì sao nếu anh ấy đã có gia đình chị sẽ thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác à mục thiên thiên nói cả đời này rất khó để gặp được người mình thích thật lòng nhất là những người sinh ra trong gia tộc lớn như chúng ta vốn không có quyền lựa chọn chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của gia tộc hiện giờ nhà họ lục đã chấp nhận anh ấy em biết chị thích anh ấy vậy thì tại sao chị còn phải lo nghĩ chuyện sau này có lẽ anh ấy bị mất trí nhớ được chúng ta cứu chính là duyên phận của chị với anh ấy nếu không nhờ chúng ta có lẽ anh ấy đã chết rồi mạng của anh ấy do chúng ta cứu lại còn mất trí nhớ vậy thì lúc này chẳng khác nào anh ấy đang sống lại trước kia anh ấy có gia đình hay không đều không liên quan đến chúng ta chỉ cần chị thích anh ấy thì đừng nghĩ nhiều như vậy mau tranh thủ thời gian ở bên anh ấy đi đừng nghĩ đến chuyện tương lai nữa mục thiên thiên nghiêm túc nói Đương nhiên lục tình tuyết biết rõ cô em họ này của mình đang nghiêm túc, cũng thật lòng muốn tốt cho mình nên mới năm lần bảy lượt tác hợp mình với Dương Thanh. Nếu chị thật sự ở bên anh ấy, sau đó bỗng nhiên phát hiện anh ấy đã kết hôn thì chị phải làm sao? Lục tình tuyết đỏ mắt nói. Đây chính là điều cô ta lo sợ nhất, nếu không vì nó, cô ta cũng muốn tranh thủ hạnh phúc cho chính mình. Mục thiên thiên nói, chị cũng bảo là nếu như, thế nếu anh ấy vẫn chưa kết hôn thì sao? với thực lực hiện giờ của anh ấy chắc chắn sau này sẽ càng có nhiều cô gái muốn gả cho anh ấy hơn một khi bỏ lỡ chị nhất định sẽ hối hận cả đời mục thiên thiên tận tình khuyên nhủ chị hãy nghe em một lần hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để quyết định hạnh phúc của mình nếu có một ngày chúng ta biết anh ấy đã lấy vợ sinh con cùng lắm thì nói đến đây cô ta chợt ngừng lại rõ ràng cũng rất sợ điều này xảy ra một lúc lâu sau cô ta mới nói tiếp cùng lắm thì rời khỏi anh ấy ít nhất đời này vẫn có thể có được một khoảng thời gian tươi đẹp ở bên anh ấy, đúng không? Lời nói của Mục Thiên Thiên khiến Lục Tinh Tuyết dao động. Dường như cô ta nhìn thấy một hy vọng, bỗng muốn lập tức đi tìm Dương Thanh. Ơ ta là người nhà họ Lục, vốn không hề được tự do lựa chọn bạn đời. Nếu không vì thực lực Dương Thanh mạnh mẽ, cô ta chỉ có thể bị ép gả cho Lý Tấn. Cô ta thà chết cũng không muốn gả cho người mình không yêu. Huống hồ Lý Tấn còn là người cô ta cực kỳ ghét. Chị à, anh ấy thật sự rất ưu tú. Nếu bỏ lỡ, e là cả đời này cũng không gặp được người đàn ông thứ hai tốt như vậy. Mục Thiên Thiên chân thành nói. Rốt cuộc lục tinh tuyết cũng chịu gật đầu, hai mắt đỏ hoe, chị sẽ cố gắng. Tốt quá rồi. Mục Thiên Thiên kích động nói, chị tin em, nhất định chị sẽ không phải hối hận vì quyết định hôm nay đâu. Lúc này, Dương Thanh đang ở đứng cạnh cửa sổ trong phòng nhìn chú sóc nhỏ trên cây tùng ngoài cửa sổ. Rốt cuộc mình là ai? một lúc lâu sau anh đột nhiên lẩm bẩm mấy ngày này anh cũng tìm hiểu kỹ càng một vài chuyện dù là ông tê cao thủ mạnh nhất nhà họ lục hay hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ của lý tấn đều không chịu nổi một đòn của anh nhưng bọn họ lại là cao thủ hàng đầu của nhà họ lục và nhà họ lý quan trọng nhất là anh chưa hề đánh hết sức có lẽ còn chưa dùng đến một phần nghìn sức lực chẳng lẽ đến cả cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị anh dễ dàng lấy mạng sao hay mình là cao thủ của một gia tộc lớn nào đó. Dương Thanh tự nhủ, nhưng nếu là vậy, trước kia ở đỉnh Ninh Sơn đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là kẻ nào đánh mình bị thương nặng như vậy? Hiện giờ trong đầu anh như đang có 10 vạn câu hỏi vì sao, có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không hiểu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Lục tình tuyết nói, tôi có thể đi vào không? Cửa không khóa, cô vào đi. Bấy giờ Dương Thanh mới lấy lại tinh thần, lên tiếng đáp cửa phòng mở ra, một dáng người yểu điệu cất bước đi vào. Không thể không thừa nhận lục tình tuyết thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan tỉnh xảo, lại là người của gia tộc lớn. Có thể nói không một người đàn ông nào không thích cô gái này. Dương Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng cái thích của anh chỉ là sự thưởng thức cái đẹp đơn thuần. Cô tìm tôi có việc gì à? Anh nhỉ hoặc hỏi thăm. Lục tinh tuyết nhìn Dương Thanh, mặt ửng đỏ, đột nhiên cúi đầu xuống. Hả? Dương Thanh lại càng nghỉ ngờ, không biết tại sao cô ta lại tìm tới mình, còn không chịu nói gì. Lục Tình Tuyết cúi đầu thẹn thùng, mặt đỏ như gấc. Mãi lâu sau, cô ta mới lấy hết can đảm định tỏ tình. Âm. Ngay lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng nổ vang dội. Dương Thanh lập tức cau mày nói, sợ là nhà họ Lục gặp chuyện rồi. Tôi phải ra ngoài một chuyến, cô và Thiên Thiên ở yên trong phòng, đừng đi ra ngoài. Dứt lời, anh nhảy ra khỏi cửa sổ. Ép Lục Tình Tuyết kinh hãi lắp bắp nhưng lúc này dương thanh đã rời đi lục nguyên thông mau giao hung thủ ra đây tôi sẽ tha cho nhà họ lục một con đường sống giọng nói khí thế vang vọng khắp trang viên nhà họ lục tí đồng hạ anh dẫn người sông vào nhà họ lục như vậy hơi quá đáng rồi đấy tiếp đó lại có một giọng nói khác vang lên lục xuyên vội vàng dân theo đội quân tinh nhuệ của gia tộc vọt ra rằng co với người nhà họ lý hừ lý đồng Hạ cười lạnh một tiếng mắt lóe lên sát khí lục xuyên người nhà họ lục các anh bẻ gãy tay con trai tôi là lý tấn các anh không định chịu trách nhiệm sao chịu trách nhiệm lục xuyên không hề e sợ cười lạnh nói tôi không đòi nhà họ lý các người chịu trách nhiệm các người còn dám tự tìm tới con trai anh chặn xe của con gái tôi định bắt con bé lại bị đánh cũng là tài nghệ không bằng người ta đáng đời nghe vậy sắc mặt lý đồng hạ càng tối sầm anh muốn chết hả người muốn chết là anh lục xuyên hét ầm lên mau xông lên ông ta vừa ra lệnh, mười mấy cao thủ nhà họ lục nhau nhau vọt ra. Một nửa trong số bọn họ có thực lực vương cảnh sơ kỳ. Còn phe lý đồng hạ chỉ có một cao thủ vương cảnh trung kỳ, hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ, còn lại đều có thực lực dưới vương cảnh. Anh đã muốn chết, tôi sẽ cho anh tọa nguyện. Lục xuyên hờ hững nói, ánh mắt nhìn lý đồng hạ như nhìn một kẻ đã chết. Lý đồng hạ vô cùng khiếp sợ, ông ta dẫn người tới chỉ để ham dọa, thuận tiện chèn ép nhà họ lục một chút. Nào ngờ nhà họ Lục lại dám khai chiến với mình. Ông ta không hề dẫn theo toàn bộ cao thủ của nhà họ Lý, nếu xảy ra xung đột ở đây chưa chắc đã có thể sống sót trở về. Không chỉ Lý Đồng Hạ mà những tình anh trong nhà họ Lục cũng cực kỳ kinh ngạc, họ biết thực lực nhà họ Lục và nhà họ Lý cách xa nhau nhiều đến thế nào. Thế mà bây giờ Lục Xuyên lại muốn khiêu chiến Lý Đồng Hạ. Lục Xuyên là người thừa kế nhà họ Lục, còn Lý Đồng Hạ lại là người thừa kế của nhà họ Lý, sau so ra thì chênh lệch lớn vô cùng lục xuyên anh muốn khai chiến có phải không mặt lý đồng hạ âm trầm cắn răng hỏi hừ lục xuyên cười khẩy anh đã dẫn người đến nhà họ lục kiếm chuyện rồi mà còn hỏi tôi có phải muốn khai chiến không à phải là nhà họ lý các anh muốn khai chiến chứ anh lý đồng hạ không biết làm sao để phản bác lại câu trào phúng này tức giận đến mức run rẩy cả người lý đồng hạ đừng nói nữa thằng con anh đột một chặn đường con gái tôi làm con bé bị sợ hãi liệu mà nghĩ ra một lời giải thích thỏa đáng để xử lý chuyện này đi lục xuyên lạnh giọng nói cho đến lúc này lý đồng hạ mới nhận ra nhà họ lục thật sự muốn trở mặt với nhà họ lý nếu không thì thái độ của lục xuyên không thể nào đanh thép như vậy được trước đây mỗi lần gặp nhau ông ta đều khúm na khúm núm có khi nào dám sắc sược như hôm nay đâu lấy nào là vì có cao thủ trẻ đó lý đồng hạ thầm suy đoán trong lúc nhất thời ông ta có hơi lưỡng lự Tuy nhà họ Lý mạnh hơn nhà họ Lục nhưng cũng chỉ hơn được một chút, nếu như hai nhà thật sự xảy ra tranh chấp thì phe thua cuộc vẫn là nhà họ Lục, nhưng nhà họ Lý cũng phải trả giá rất lớn. Xưa nay nhà họ Lý và nhà họ Trương luôn tranh đấu ngoài sáng trong tối để giành vị trí bá chủ Ninh Châu, giờ nhà họ Lục và nhà họ Lý mà trở mặt thành thù thì nhà họ Trương sẽ làm ngư ông đắc lợi, thuận đà giành lấy vị trí đó. Nghĩ đến đây, Lý Đồng Hạ uất nghẹn thanh minh, "Lục Xuyên, hôm nay tôi tới đây không có ác ý gì cả." chỉ muốn đòi lại công bằng cho con trai của tôi thôi lý tấn thăng bé bị người của nhà họ lục các ông đánh cho tàn phế cơ mà hơn nữa hai gia tộc chúng ta đang chuẩn bị liên hôn nếu vì chút chuyện nhỏ này mà phá vỡ quan hệ thì chẳng phải không đáng lắm sao nghe lý đồng hạ nói vậy ai cũng ngạc nhiên nhà họ lý đang cúi đầu trước nhà họ lục sao bản thân lục xuyên cũng giật mình sở dĩ ông ta tỏ ra cương quyết như thế là vì muốn ép lý đồng hạ ra tay trước sau đó nhà họ lục sẽ đáp trả như thế mới có lý do chính đáng để khơi mào cuộc chiến. Không ngờ Lý Đồng Hạ lại xuống nước trước. Lục Xuyên cũng chân chừ, chưa biết nên làm thế nào. Hừ ngay lúc này, một giọng nói hở hững vang lên, nhà họ Lý dẫn người đến, ngồi trên đầu chúng tôi rồi mà còn muốn liên hôn à. Bố, chủ gia tộc, sự xuất hiện của Lục Nguyên Thông làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Lý Đồng Hạ nghe thấy câu nói của lão thì mặt mày tái mét. Lục Xuyên đứng ra công khai đối đầu với nhà họ Lý đã đành, bây giờ lại thêm cả chủ nhân của nhà họ Lục nữa là sao? Chú Lục, chú hiểu lầm rồi ạ. À. Lý Đồng Hạ vội giải thích, con trai cháu dám đe dọa Tỉnh Tuyết đúng là quá đáng thật. Cháu là bố nó, giận quá nên mới dẫn người đến nhà họ Lục đòi lại công bằng, thật sự là cháu đã quá sốc nổi. Mong chú Lục hãy tha thứ cho sự vô lễ của cháu, đừng nói chuyện này cho bố cháu biết, ông ấy mà biết sẽ không tha cho cháu mất. Lý Đồng Hạ chật vật phan này. Tuy nhà họ Lục không sánh bằng nhà họ Lý nhưng Lục Nguyên Thông là người cùng thời với Lý Sơn, Lý Đồng Hạ chẳng có gì xấu hổ khi cúi đầu trước lão cả. Lúc này Lý Đồng Hạ phải ôm hết mọi trách nhiệm về mình. Không phải vì sợ nhà họ Lục mà là ông ta hiểu hai nhà Lý, Lục không thể nổ ra tranh chấp trong tình hình hiện nay được. Vì một khi điều đó xảy ra, nhà họ Trương sẽ thừa cơ thống trị cả Ninh Châu. Hừ, Lục Nguyên Thông cười khẩy chỉ dựa vào cậu mà dám xông vào nhà họ Lục của tôi. Hay là Lý Sơn kêu cậu tới đây ra oai thế? Vừa nghe vậy thì sắc mặt Lý Đồng Hạ thay đổi, lo sợ phủ nhận, chú Lục hiểu lầm rồi, thật sự là do cháu bốc đồng quá mới gây ra chuyện hôm nay, không liên quan gì đến bố cháu đâu ạ. À. Nếu chú không tin thì có thể gọi cho bố cháu, ông ta chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại chợt reo lên. Là Lý Sơn đúng không? Gậu nói không liên quan đến ông ta, vậy cậu có dám mở loa ngoài không? lục nguyên thông hùng hổ yêu cầu ai nấy đều ngửi được mùi thuốc súng quanh đây từ nấy đến giờ lý đồng hạ luôn hạ thấp bản thân nhưng lão luôn ép ông ta bùng nổ nói thế nào thì nhà họ lý cũng là một trong hai gia tộc đứng đầu ninh châu lý đồng hạ lại là người thừa kế của nhà họ lý lục nguyên thông làm vậy không khác nào khiêu khích cả mặt lý đồng hạ tái nhợt đi biết nếu bây giờ không mở loa ngoài như lục nguyên thông yêu cầu thì đừng hòng rời khỏi nhà họ lục người ông ta lạnh ngắt chú lục muốn nghe bố cháu nói gì thì cháu sẽ làm theo lời chú lý đồng hạ căn răng mở loa ngoài con dân người đến nhà họ lục chưa phản ứng của lục nguyên thông thế nào giọng của lý sơn đột nhiên vang lên lý đồng hạ mặt cắt không còn một giọt máu giờ thì những người xung quanh đều hiểu nhà họ lý đang thăm dò nhà họ lục lục nguyên thông giếu cợt nhìn lý đồng hạ cười hít mắt nói giờ cậu muốn nói gì nữa không Hửm, lý sơn nhận ra tiếng của lục nguyên thông lạnh giọng nói Lục Nguyên Thông, ông làm gì con tôi đấy? Lục Nguyên Thông nhếch mép, ông chủ lý, ông đang giấy binh hỏi tội đấy à? Hừ Lý Sơn hừ lạnh, đối với Lý Sơn này, chỉ cần trở bàn tay là tiêu diệt được nhà họ Lục rồi, cần gì phải giấy binh hỏi tội chứ. Như vậy thì chủ gia tộc họ Lý chờ nhặt xác cho con trai của mình đi. Lục Nguyên Thông lạnh lẽo uy hiếp. Bố, bố đừng nói nữa. Lý Đồng Hạ vội vàng ngăn cản, ông ta thật sự rất sợ hãi lý sơn không hề biết nhà họ lục quyết tâm đến thế nào lý đồng hạ có cảm giác gia tộc này đang chủ động khiêu chiến họ nếu là vậy thật thì e là ông ta khó mà rời khỏi đây được rồi đồ vô dụng tao bảo mày đi đòi lại công bằng cho lý tấn mà mày làm cái quái gì vậy lý sơn giận dữ chất vấn lý đồng hạ nhanh tay đóng loa ngoài nói thật nhỏ bố bố làm ơn đừng nói nữa lát con về rồi giải thích với bố được không không được nào ngờ thái độ của lý sơn cực kỳ cứng giản Quát tháo, mấy đứa mày mang theo cũng chiếm một nửa nhà họ Lý rồi cơ mà. Chẳng lẽ nhà họ Lục còn dám khiêu chiến chúng ta? Bố à, nhà họ Lục dám khiêu chiến thật đấy. Lý Đồng hạ bực mình nói, bây giờ bọn con đã bị người của nhà họ Lục bao vây rồi, nếu khai chiến thì con chết ở đây thật đấy. Gì cơ. Đến lúc này Lý Sơn mới nhận ra đã xảy ra chuyện. Phần nộ quát, Lục Nguyên Thông, ông ta dám ải ông ta dám thật đấy à? Xin bố hãy bất giận. Nếu khai chiến thì nhà họ Lý hết hy vọng trở thành bá chủ của Ninh Châu mất. Lý Đồng Hạ nói thật nhanh. Quả nhiên câu nói này rất hữu dụng, Lý Sơn lập tức bình tĩnh lại. Thật lâu sau, lão ta lên tiếng, con đưa điện thoại cho Lục Nguyên Thông đi. Chú Lục, bố cháu muốn nói chuyện với chú ạt Lý Đồng Hạ khúm núm nói. Trước giờ có khi nào ông ta ăn nói khép nép với Lục Nguyên Thông như vậy đâu cho dù lão là chủ nhân của nhà họ lục thì đáng ra vẫn phải giữ phép tắc với người thừa kế nhà họ lý là ông ta. nhưng bây giờ chính người thừa kế nhà họ lý này lại là kẻ phải hạ mình trước. tự đem điện thoại đến đây. lục nguyên thông lạnh lùng quát. lý đồng hạ hơi trần trừ ừ rồi tiến về phía lão kính cẩn đưa điện thoại cho lão bằng hai tay. bắt cậu ta quỳ xuống. lục nguyên thông ra lệnh. ông tề lập tức xuất hiện sau lưng lý đồng hạ. bịch Ông tề đá một cước vào chân của Lý Đồng Hạ làm cho hai đầu gối của ông ta nặng nề va chạm xuống mặt đất. Ây ai Lý Đồng Hạ mở to hai mắt, khuất nhục nhìn chăm chăm ông tề. Nhưng ông tề không thèm nhìn lấy một cái, thản nhiên đứng trước người ông ta. Lục Nguyên thông nhìn Lý Đồng Hạ từ trên cao, giọng lạnh ngắt, cậu ta dám đứng lên thì giết. Vâng, ông tề đáp. Sắc mặt của đám tay chân do Lý Đồng Hạ mang đến đều xám như cho tàn, người thừa kế nhà họ Lý mà lại bị ép quỳ gối, đây đúng là mối sỉ nhục lớn nhất của nhà họ Lý từ trước đến nay. Lúc này Lục Nguyên Thông mới nghe máy, lạnh lùng nói, "Lý Sơn, tôi cho ông 10 phút chuyển 50 tỷ vào tài khoản của nhà họ Lục, nếu không thì chờ nhặt xác thằng con của ông đi." Ngoài ra, nhà họ Lục tuyên bố khiêu chiến nhà họ Lý, để xem các ông dựa vào đâu để cạnh tranh với nhà họ Trương khi bị chúng tôi hãm chân. Dứt lời, lão cúp điện thoại. Vừa rồi có Lý Sơn ra mặt nên Lý Đồng Hạ đã tự tin hơn phần nào giờ lại nghe được Lục Nguyên Thông dám đe dọa bố mình chuyển 50 tỷ, nét mặt ông ta lúc trắng lúc xanh. Nhà họ Lý là một trong hai gia tộc mạnh nhất Ninh Châu, đương nhiên có thể lấy được 50 tỷ ra. Nhưng đây cũng là một nguồn vốn lưu động không nhỏ đối với bọn họ, nếu đưa nó cho nhà họ Lục thì không khác gì nói rằng nhà họ Lý cúi đầu trước nhà họ Lục cải. Dương Thanh cũng ngạc nhiên đưa mắt về phía Lục Nguyên Thông, không ngờ ông lão gần 80 tuổi này lại cứng rắn như vậy. Anh bị mất trí nhớ chứ không phải bị ngốc, dĩ nhiên hiểu nguyên nhân lão tự tin như vậy là vì có mình. Dương Thanh, cháu qua đây với ông. Lục Nguyên Thông chợt gọi anh đến, dặn dò thuộc hạ, nếu 10 phút nữa nhà họ Lý vẫn chưa chuyển 50 tỷ vào tài khoản thanh toán chung của nhà họ Lục ta thì giết Lý Đồng hạt gió. Các cao thủ của nhà họ Lục nhanh nhẹn đáp, nét mặt rất kích động. Mặc dù họ không rõ tại sao Lục Nguyên Thông lại đột nhiên có thái độ cứng rắn với nhà họ Lý như vậy nhưng cũng hiểu lão làm thế là có nguyên do của mình. Xem ra nhà họ Lục sắp quật khởi rồi. Bên kia, Lục Nguyên Thông dẫn Dương Thanh đến phòng của mình. "Dương Thanh à, cháu thấy Tinh Tuyết thế nào?" Lão Tùm tìm nói với Dương Thanh. Anh ngẩn ra, đáp lời, "Tinh Tuyết tốt lắm ạ, cô ấy là một người vô cùng tốt bụng." "Chỉ vậy thôi sao?" Lần này đến lượt Lục Nguyên Thông sừng sốt. Dương Thanh lúng túng cười trừ, bổ sung thêm một câu, "Ngoài ra thì cô ấy còn xinh đẹp nữa ạ, chỉ là bọn cháu mới gặp nhau không lâu, chưa biết nhiều về đối phương." Kha kha, lục nguyên thông sảng khoái cười, xảo quyệt nhìn anh, hít mắt hỏi, vậy thì cháu có thích tỉnh viết không? Dương Thanh không ngờ lão gọi anh đến là để hỏi vấn đề này. Ông Lục, ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi ạp anh đã lờ mờ đoán ra được, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, không thể tự nói ra. Audio điện tử võ tấn bền Lý Sơn suy tư một lúc rồi trầm giọng nói, xem ra lần này nhà họ Lục đổi đời thật rồi. Lão ta cảm khái, nhà họ Lý và nhà họ Trương cạnh tranh với nhau nhiều năm, không ngờ cuối cùng lại thành giải đường hoa cho nhà họ Lục. Bọn họ chỉ vì có được một cô con gái xinh đẹp mà được con cháu của gia tộc lớn để mắt đến. Nghe vậy, những người khác đều buồn bã, trước giờ nhà họ Lý là gia tộc có khả năng thống trị Ninh Châu nhất, giờ thì mọi hy vọng đều tan biến cả rồi. Bố à, con có một ý tưởng. Lý Đồng Hạ đột nhiên lên tiếng, nếu nhà họ Lục được gia tộc lớn chống lưng thì sao chúng ta không điều chỉnh ước mơ trở thành bá chủ Ninh Châu lùi về một bước. Ý con là, Lý Sơn hỏi, Lý Đồng Hạ nói lên ý kiến của mình, bây giờ hai nhà Lục, Lý đã có xích mích với nhau, nếu nhà họ Lục đứng trên đỉnh Ninh Châu thì nhất định sẽ chèn ép chúng ta, lúc đó nhà họ Trương cũng sẽ dám đạp chúng ta. Như vậy thì mình nghĩ cách làm mối quan hệ giữa nhà họ Trương và nhà họ Lục trở nên căng thẳng đi ạ. Bây giờ lũ họ Trương kia vẫn chưa biết đằng sau nhà họ Lục còn có một gia tộc lớn, chỉ cần dùng một mưu kế nhỏ là có thể gây ra mâu thuẫn giữa bọn họ một khi sự mâu thuẫn này đến hồi gay gắt nhất thì có lẽ không cần chúng ta ra tay, nhà họ Trương đã tự biến mất khỏi Ninh Châu rồi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tìm cách hàn gắn quan hệ với nhà họ Lục, không đứng nhất được thì chỉ ít cũng phải đứng thứ hai. Nghe Lý Đồng Hạ phân tích, ánh mắt Lý Sơn lộ ra sự hài lòng, lão võ vai con trai mình, giỏi lắm. Thế thì bố giao chuyện này cho con, làm tốt thì bố sẽ bỏ qua sơ suất vừa rồi và khen thưởng cho con. Con cảm ơn bố Lý Đồng Hạ mừng rỡ. Nhà họ Lục không biết rằng nhà họ Lý nghĩ họ có gia tộc lớn làm chỗ dựa, đã bắt đầu kế hoạch âm thầm khơi mào tranh chấp giữa hai gia tộc Lục Trương. Hôm sau, Lục Nguyên Thông đang ngồi trong phòng uống trà thì Lục Xuyên chợt hốt hoảng xông vào. "Bố, không ổn rồi, nhà họ Trương giết hai cao thủ Vương Cảnh Sơ Kỳ của chúng ta." Hai mắt ông ta đỏ bừng. "Soảng." Tách trà trong tay Lục Nguyên Thông rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. "Con nói sao? Chúng ta mất hai cao thủ Vương Cảnh Sơ Kỳ rồi à?" là nhà họ trương làm lục nguyên thông phần nộ hỏi đối với những gia tộc đứng đầu ninh châu mà nói các cao thủ vương cảnh sơ kỳ chính là trụ cột không thể thiếu nhà họ lục chỉ có bốn cao thủ vương cảnh sơ kỳ nhưng lại bỗng chốc lại bị giết đến hai cao thủ dễ thấy lục nguyên thông giận dữ đến mức nào vâng là nhà họ trương đấy ạ à. lục xuyên căn răng nói bọn họ còn nói rằng nếu nhà họ lục còn dám khiêu khích nữa thì sẽ tiêu diệt luôn ầm um, lục nguyên thông đập tay xuống bàn trà không kìm nổi cơn tức giận, lão Trương Quỳnh này, ông ta muốn chết rồi à? Trương Quỳnh chính là người đứng đầu nhà họ Trương, cùng thời với Lục Nguyên Thông, tính cách rất chuyên chế và độc tài. Trước đây, lão ta có một câu nổi tiếng cả Ninh Châu, nhà họ Trương không cần chứng cứ, hoài nghỉ là giết. Có thể thấy Trương Quỳnh ngạo mạn và điên cuồng đến mức nào? Bây giờ lão ta lại giết hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ của nhà họ Lục, rõ ràng là đang nghi ngờ cái gì nên mới làm vậy. Khốn kiếp, bố nhất định sẽ khiến ông ta trả giá đất Lục Nguyên Thông nghiến răng nghiến lợi thề. Tổn thất hai cao thủ hùng mạnh, thực lực của nhà họ Lục đã bị giảm sút rồi. Bố, hay là chúng ta nhờ cậu nhỏ đi, cậu ấy mà ra tay thì nhà họ Trương chỉ có nước bị diệt sạch thôi." Lục Xuyên căm tức nói. Lục Nguyên Thông lắc đầu, "Khoan hãy vội, nhà họ Trương đột nhiên có thái độ gay gắt với chúng ta như thế chắc chắn là có nguyên do, điều tra cho rõ đã rồi tính sau." "Vâng thưa bố." Lục Xuyên đáp, lúc này, trong biệt thự của Lục Tỉnh Tuyết. "Chị họ, chị sao thế?" Mục Thiên Thiên nhìn dáng vẻ buồn bực không vui của Lục Tỉnh Tuyết, có hơi lo lắng. Lục Tỉnh Tuyết lắc đầu, hai mắt hồng hồng, ông Phương và ông Hồng mới vừa rồi đã bị nhà họ Trương giết. "Sao ạ?" À? Mục Thiên Thiên giật mình thốt lên. "Cô ta biết ông Phương và ông Hồng mà Lục Tỉnh Tuyết vừa nói là ai, đó là hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ của nhà họ Lục. Thế mà lại bị giết rồi?" nhà họ trương đúng là đáng ghét mà. Mục thiên thiên không nén nổi cơn giận, căn răng nói, chị à, nhờ anh ấy ra tay đi, anh ấy nhất định sẽ báo thủ giúp chúng ta có chuyện gì vậy. Hai chị em đang nói chuyện thì Dương Thanh ra khỏi phòng. Người của nhà họ trương quá khốn kiếp, họ giết hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ nhà chúng tôi rồi. Mục thiên thiên hối hả chạy qua, kích động nói, ông Phương và ông Hồng chăm sóc chị tỉnh tuyết từ nhỏ đến lớn, giờ họ bị giết rồi, chị ấy buồn lắm, anh cũng không muốn nhìn chị ấy buồn đúng không? Dương Thanh Thế mới biết nguyên nhân, nhìn lục tình tuyết đang nghẹn ngào, mở miệng nói, tình tuyết, nén bi thương. Anh này, mặc dù tôi rất muốn nhờ anh đi báo thủ cho ông Phương và ông Hồng nhưng nhà họ Trương là một trong hai gia tộc mạnh nhất Ninh Châu, cao thủ nhiều như mây. Hai mắt lục tình tuyết đỏ hoe, ông nội tôi nhất định sẽ tìm đến nhà họ Trương để yêu cầu họ cho một lời giải thích thỏa đáng. Anh đừng đi báo thù, tôi sợ anh sẽ bị thương. Mặc dù cái chết của ông Phương và ông Hồng gây đả kích rất lớn cho Lục Tỉnh Tuyết nhưng cô ta không phải người không biết suy nghĩ, hiểu rất rõ nhà họ Trương hùng mạnh đến nhường nào. Hiện giờ, nhà họ Lục đã hoàn toàn đắc tội nhà họ Lý, nếu trở mặt với cả nhà họ Trương thì e là gia tộc bọn họ sẽ rơi vào bước đường cùng mất. Quan trọng hơn, Lục Tỉnh Tuyết rất lo cho Dương Thanh, sợ anh sẽ đến nhà họ Trương rồi bị thương. Tôi nghe cô." Dương Thanh gật đầu đồng ý. Tuy biết bản thân rất mạnh nhưng anh chẳng hiểu biết gì về nhà họ Trương, nếu ở đó cũng có cao thủ ngang ngửa anh thì không ổn. Khi đó, không chỉ không thể báo thù giúp cho nhà họ Lục mà còn chọc giận nhà họ Trương, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên trở nên gay gắt hơn. Ngay lúc này, mấy chục chiếc xe hơi sang trọng xông vào trang viên nhà họ Lục. Lục Nguyên Thông, sao người ra đây? Đúng, sao người ra đây? Toàn bộ nhà họ Lục như bị nhấn chìm trong tiếng hò hét. Những kẻ này đến từ những gia tộc có cùng cấp bậc với nhà họ Lục ở Ninh Châu. Bọn họ cùng nhau xông vào đây yêu cầu Lục Nguyên thông giao người ra. Lúc này, tiếng la hét đòi giao người ra của các thế lực lớn trong Ninh Châu phủ khắp nhà họ Lục. Nhưng không một ai biết những người này muốn họ giao ai ra. Là chủ nhân tương lai của nhà họ Lục, Lục Xuyên nhanh chóng chạy đến, hỏi đám người đang giận dữ kia, các vị xông vào nhà họ Lục chúng tôi là có ý gì? Các vị muốn chúng tôi giao ai ra chứ? Lục Xuyên, đừng giả vờ nữa, bọn tôi muốn các ông giao ai ra mà ông không biết hà. Người trung niên cầm đầu nói với vẻ mặt bất thiện. Lục Xuyên nhíu mày, ông không nói là ai, tôi biết giao kiểu gì. Hừ người nọ lạnh giọng nói, không phải nhà họ Lục các ông vừa mời một cao thủ trẻ có thực lực cao cường về sao. Nghe nói các ông gọi người đó là cậu nhỏ. Tối hôm qua gia tộc chúng tôi đều có cao thủ vương cảnh sơ kỳ bị giết, camera theo dõi cho thấy kẻ đã giết họ chính là cậu nhỏ của các ông đấy một người khác đứng ra giận dữ lên tiếng nhà họ lục tưởng chúng tôi dễ ức hiếp thật đấy à các ông dám âm thầm ra tay với nhà họ trương rồi bị họ giết mất hai người không dám làm gì nên quay sang bắt nạt chúng tôi sao lục xuyên hôm nay các ông mà không giao cậu ta ra thì đừng trách chúng tôi hợp lại chèn ép nhà họ lục giao cậu ta ra đây đúng giao ra đây nhanh lên nếu không sẽ giết cả nhà ông đấy cảm xúc của những người này càng lúc càng kích động cả đám la hét đòi nhà họ lục giao người ra giờ phút này lục xuyên mới biết những người kia đến vì dương thanh nhưng ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả lễ nào dương thanh vì nhà họ lục mà tối hôm qua âm thầm giết mấy tay cao thủ vương cảnh sơ kỳ sao những thế lực này đều ở dưới trướng nhà họ trương cả lục xuyên nghi ngờ lục tỉnh tuyết bị cái chết của ông phương và ông hồng đả kích nên đã nhờ dương thanh đi báo thù nghĩ đến đây lục xuyên không còn lo lắng nữa hừ ánh mắt lạnh đi ông ta nghiêm nghị nói các ông nghĩ mặt mũi mình lớn lắm à? Tôi nói cho mà nghe, các ông chẳng là gì trong mắt nhà họ Lục chúng tôi đâu. Không phải các ông đến nhà chúng tôi để đòi lại công bằng sao? Được thôi, lấy chứng cứ ra đi, nếu các ông chỉ dựa vào bóng người mờ mờ trên camera mà úp cái chậu phân này lên đầu nhà họ Lục thì xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận đâu. Thái độ của Lục Xuyên rất cứng rắn. Trong số những thế lực này có một vài gia tộc cùng cấp bậc với nhà họ Lục, nếu thấp hơn thì cũng không bao nhiêu. Thế nên khi nghe được những lời này của ông A, đám người càng phần nộ hơn. Người trung niên cầm đầu nheo me nói, Lục Xuyên, vậy nghĩa là nhà họ Lục không muốn giao cậu ta ra chứ gì? Không, Lục Xuyên lạnh lùng đáp. Ông không sợ những gia tộc đang ở đây cùng nhau tiêu diệt nhà ông à? Người nọ nói tiếp, ông không thấy thế cuộc lúc này đang thế nào hay sao mà vẫn dám lớn lối trước mặt chúng tôi vậy? Mặc dù bên cạnh Lục Xuyên cũng có vài tay đấm nhưng đối phương là lại cả một rừng cao thủ đến từ các thế lực cùng cấp bậc với nhà họ Lục, hai gia tộc Lý, Trương mà gặp phải đội ngũ mạnh mẽ thế này cũng chỉ có nước bị diệt sạch chứ đừng nói là nhà họ Lục chỉ có một mình. Tôi lại muốn nhìn xem ai dám kiêu ngạo ở nhà của tôi đấy." Lục Xuyên tiến lên một bước, ý chí chiến đấu hừng ngực bốc lên, nhìn đám đông bằng ánh mắt đầy uy nghiêm, hít mắt nói, "Không cần biết các ông là ai, bây giờ nếu rời khỏi đây thì tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra." Nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể quay lại được đâu, các ông nên nghĩ cho thật kỹ rồi quyết định nên đi hay là ra tay với chúng tôi. Thái độ của Lục Xuyên rất kiên quyết, vẻ mặt thì ngạo nghề, ánh mắt cũng không hề sợ hãi chút nào. Điều này làm cho người của các thế lực đến đây gây chuyện đều nghiêm mặt lại. Trong tình huống này, kể cả có là nhà họ Lý hay nhà họ Trương cũng không thể không xuống nước, nhưng họ lại không thấy chút gì là nao núng trên gương mặt của Lục Xuyên cả. Nhìn biểu hiện này, chắc chắn là có gì đó khác thường. Lẽ nào nhà họ Lục thật sự có khả năng đồng thời đối chọi với bọn họ ư? Hừ, thấy không có ai hành động, Lục Xuyên khinh thường cười khẩy, cho các ông thêm 5 phút cuối cùng, nếu vẫn không chịu đi thì đều là kẻ địch của nhà họ Lục. Dứt lời, ông ta hét lớn, tất cả những người trong nhà họ Lục nghe lệnh, 5 phút sau, hễ người ngoài nào còn ở lại đây thì giết không tha. Giói tiếng hét to vang khắp trang viên nhà họ Lục, làm rung chuyển cả đất trời. Sắc mặt của những người đến từ các thế lực kia đều rất khó coi trong lúc nhất thời ai cũng đưa mắt về phía người trung niên cầm đầu như đang chờ ông ta quyết định người cầm đầu này tên là lưu hoan người thừa kế nhà họ lưu ở ninh châu ở nơi này ngoại trừ hai gia tộc khổng lồ lý và trương gia thì bên dưới còn có một số gia tộc tương đối mạnh các thế lực bên dưới này nhà họ lục và nhà họ lưu là lớn mạnh nhất thấy mọi người đều nhìn mình lưu hoan tiến lên một bước kiêu ngạo nói lục xuyên ông đúng là ngông cuồng Tưởng các thế lực liên minh chúng tôi là binh tôm tướng tép thật đấy à? Nói chung phóc, các ông là binh tôm tướng tép thật mài. Lục Xuyên châm chọc phản pháo. Âm. Lời này của ông ta làm cho cả Lưu Hoan lẫn những người khác đều nổi giận, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lục Xuyên đã bị giết hàng trăm ngàn lần rồi. Lục Xuyên đang gây hấn với toàn bộ các thế lực đang có mặt ở đây. Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ bất kể lục xuyên có phải đang hù dọa hay không thì thực lực của nhà họ lục đích thị là chỉ đứng sau hai nhà lý trương còn một phút cuối cùng lục xuyên nhìn đồng hồ cướp hít mắt nhìn lướt qua đám đông thời gian gấp rút làm cho nhiều người đổ mồ hôi trên trán đây quả thật là một áp lực to lớn đối với họ nếu thua thì họ sẽ không còn gì cả không ít người bắt đầu dao động lưu hoan cảm giác được ý chí của đội ngũ liên minh này đang yếu đi nhất thời hết sức nôn nóng nhà họ Lục đã muốn chết thì vì sao chúng ta không thành toàn cho họ? Sau cùng, Lưu Hoan Hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, ông ta ra lệnh, xông lên. Nghe lệnh của Lưu Hoan, một cao thủ vương cảnh trung kỳ và vương cảnh sơ kỳ lao về phía Lục Xuyên, hai người này là cao thủ mạnh nhất nhà họ Lưu. Cùng lúc đó, ông Tê đang đứng sau lưng Lục Xuyên cũng lập tức nghênh chiến. Theo sát ông ta còn có hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Cuộc chiến bùng nổi âm 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 chỉ trong một cái trước mắt, cao thủ hàng đầu của hai bên lao vào cuộc chiến. Nhưng điều làm sắc mặt Lưu Hoan âm châm đi là ngoại trừ nhà họ Lưu, không một người nào của các thế lực khác ra tay. Nói cách khác, đám thế lực liên minh này chỉ còn lại một mình nhà họ Lưu bọn họ muốn đối đầu với nhà họ Lục. Mấu chốt là họ còn đang ở trên địa bàn của người ta, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì. Khuôn mặt của Lưu Hoan tối xâm, Mặc dù ông ta mang người mạnh nhất nhà họ Lưu theo cùng nhưng dù sao cũng liên minh với những thế lực khác để cùng đến nhà họ Lục, thế nên ông ta không dẫn tất cả cao thủ của nhà họ Lưu đến. Nhưng bây giờ, ngoại trừ nhà họ Lưu thì các thế lực còn lại hoàn toàn không có ý định ra tay với nhà họ Lục. Thế chẳng phải nghĩa là chỉ có hai cao thủ của nhà họ Lưu phải đấu với toàn bộ nhà họ Lục tại đây sao? Các vị có ý gì vậy? Ánh mắt gay gắt của Lưu Hoan lướt qua các thế lực lạnh giọng nói, chúng ta đã thỏa thuận là cùng nhau đến nhà họ lục để đòi lại công bằng cơm mà, giờ các vị lại bo bo giữ mình là sao? Lục xuyên khoanh tay đứng xem kịch hay, tùng tìm nhìn lưu hoan. Nếu không vì muốn ông Tề và những người khác có cơ hội rèn luyện thì chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, tất cả cao thủ hàng đầu của nhà họ lục đã cùng sông lên giết chết hai người mạnh nhất nhà họ lưu rồi. Hiện giờ nhà họ lục đã có Dương Thanh, vì vậy cho dù nhà họ Lý và nhà họ Trương câu kết với nhau thì họ cũng không sợ chứ đừng nói là những thế lực có nguồn lực ngang bằng. Tôi chỉ đồng ý theo anh đến nhà họ Lục thôi, đâu có đồng ý đánh nhau với họ. Lúc này, một người trung niên trột dạ phản bác. Có người đầu tiên, người thứ hai cũng lên tiếng, không sai, chúng tôi có đồng ý đánh nhau với nhà họ Lục đâu. Dứt lời, người đó còn nhìn về phía Lục Xuyên, xếp Lục, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để xác nhận xem rốt cuộc kẻ đã giết người của gia tộc chúng tôi có phải thuộc nhà họ Lục hay không thôi. Anh đã nói chuyện này không liên quan đến nhà họ Lục thì tôi xin phép đi trước. Nói rồi ông ta vội vàng mang cao thủ trong gia tộc rời khỏi đây. Đúng đấy, nếu cái chết của cao thủ trong gia tộc chúng tôi không liên quan đến nhà họ Lục thì tôi xin lỗi, gặp xếp Lục sau nhé. Tôi cũng đi đây. Hiện giờ nhà họ Lục đã có Dương Thanh, vì vậy cho dù nhà họ Lý và nhà họ Trương câu kết với nhau thì họ cũng không sợ chứ đừng nói là những thế lực có nguồn lực ngang bằng. Tôi chỉ đồng ý theo anh đến nhà họ Lục thôi, đâu có đồng ý đánh nhau với họ. Lúc này, một người trung niên trột dạ phản bác. Có người đầu tiên, người thứ hai cũng lên tiếng, không sai, chúng tôi có đồng ý đánh nhau với nhà họ Lục đâu. Dứt lời, người đó còn nhìn về phía Lục Xuyên, xếp Lục, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để xác nhận xem rốt cuộc kẻ đã giết người của gia tộc chúng tôi có phải thuộc nhà họ Lục hay không thôi. Anh đã nói chuyện này không liên quan đến nhà họ Lục thì tôi xin phép đi trước. Nói rồi ông ta vội vàng mang cao thủ trong gia tộc rời khỏi đây. Đúng đấy, nếu cái chết của cao thủ trong gia tộc chúng tôi không liên quan đến nhà họ Lục thì tôi xin lỗi, gặp xếp Lục sau nhé. Tôi cũng đi đây. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đội ngũ các thế lực liên minh hùng hùng hổ hổ đến nhà họ lục đều thất thiểu đi về ngoại trừ nhà họ lưu